Bất bại chiến thần, vạn thế chiến thần, Dương Thanh. Tập 1. Bóng đêm dần buông xuống. Ở vùng biên giới phía bắc cực kỳ lạnh lẽo. Một chiếc xe jeep quân đội màu xanh lục phóng đi trên con đường phủ tuyết trắng xóa, cuộn tuyết bay lên từng đợt. Người thanh niên ngồi ở ghế sau lặng lẽ dụi đôi mắt hơi hoe đỏ. Sau xe jeep, cả đoàn người đông nghịt đều mặc quân phục màu xanh lục, nhìn lại dường như không thấy điểm cuối. Lúc này, bọn họ đều khép năm ngón tay, ngón giữa khẽ chạm vào huyệt thái dương và cao ngang lông mày, rơm rớm nước mắt. Tất cả đều nhìn chằm chằm vào chiếc xe jeep đang dần đi xa. Cung kính tiễn đưa chiến thần. Cung kính tiễn đưa chiến thần. Đột nhiên, tất cả mọi người đều hô to giống như sóng triều vang vọng hết đợt này tới đợt khác, làm chấn động cả trời đất. Người đàn ông vạm vỡ đang lái xe tên là Mã Siêu. Anh ta dùng đôi mắt đỏ hoe nhìn người thanh niên qua gương chiếu hậu, đầy vẻ lưu luyến nói, tướng quân, anh thật sự muốn rời đi sao? Người thanh niên tên Dương Thanh, anh mới chỉ nhập ngũ 5 năm lại lập được công lao hiển hách, thành tích xuất sắc. Anh mới 27 tuổi đã trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất từ trước tới nay, trấn giữ vùng đất biên giới Chiêu Châu. Sau khi trở thành tướng quân, anh còn lập thêm vô số chiến công và được phong hiệu là chiến thần bất bại. Bây giờ biên giới phía Bắc đã là một thành trì vô địch, còn có ai dám đánh nữa? Nói đoạn, Dương Thanh lấy ra một tấm ảnh chụp hai người mặc áo trắng trên phông đỏ, đó là ảnh trong giấy đăng ký kết hôn. Trong ảnh là anh và một cô gái với gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô gái trông khoảng ngoài 20 tuổi, mái tóc dài được buộc đơn giản ra sau đầu, đôi mắt hạnh cong cong, mũi dọc dừa, đôi môi nhỏ đầy đặn. Chỉ nhìn sơ qua đã thấy cô còn xinh đẹp hơn cả mấy ngôi sao. Chỉ là trong tấm ảnh, vẻ mặt cô không vui lắm. Tần Thanh Tâm, em có ổn không? Dương Thanh nhìn cô gái xinh đẹp trong tấm ảnh, thì thầm hỏi nhỏ. Nhìn tấm ảnh chụp chung duy nhất của bọn họ, anh mỉm cười hạnh phúc, chợt nhớ lại chuyện trước kia. 5 năm trước, Tần Thanh Tâm còn là sinh viên đại học năm thứ tư đã sáng lập ra tập đoàn Tam Hòa, trở thành nữ tổng giám đốc xinh đẹp được tất cả mọi người ở Giang Hải biết tới. Đúng thời điểm phát triển quan trọng nhất của tập đoàn Tam Hòa, cô bị đối thủ hãm hại, bị bỏ thuốc và xảy ra quan hệ với bảo vệ của tập đoàn Tam Hòa. Mà người bảo vệ, may mắn, này chính là Dương Thanh. Người đẹp đứng đầu Giang Hải đã có một đêm xuân với bảo vệ của công ty. Dương Thanh và Tần Thanh Tâm còn chưa ra khỏi khách sạn, trên trang nhất của báo Giang Hải đã đưa tin về tin tức này, sau đó rất nhiều đơn vị truyền thông đăng lại. Nhất thời, từ những người trong gia đình quyền quý tới dân chúng bình thường ở Giang Hải đều biết chuyện người đẹp hàng đầu Giang Hải ngủ với bảo vệ trẻ tuổi của công ty. Trong một đêm, giá trị thị trường của tập đoàn Tam Hòa đã giảm hơn nửa. Để giảm ảnh hưởng xuống đến mức thấp nhất, người nhà họ Tần tìm tới Dương Thanh, bảo anh tới ở rể. Tin hai người kết hôn đã nhanh chóng được truyền ra, lập tức gây chấn động cả Giang Hải, vì vậy mà nhà họ Tần cũng trở thành trò cười. Nhưng sau khi cưới không bao lâu, Dương Thanh đã lặng lẽ rời đi, chỉ mong một ngày kia anh có thể xứng đôi với Tần Thanh Tâm. 5 năm qua, bóng dáng tuyệt vời kia vẫn luôn in sâu trong đầu anh, đó chính là động lực để anh bước từng bước lên đỉnh vinh quang. Chỉ là trong lòng Dương Thanh luôn thấy áy náy mỗi khi nhớ tới cô. 3 ngày sau ở sân bay quốc tế Giang Hải, một chiếc máy bay Boeing 747 chở khách chậm rãi hạ cánh. Cuối cùng đã về rồi. Dương Thanh thong thả bước xuống cầu thang, đặt chân lên mảnh đất Giang Hải, anh chợt nở nụ cười đã lâu không thấy. Hu hu, mẹ ơi, mẹ đang ở đâu vậy? Dương Thanh mới ra khỏi sân bay, lại nghe có tiếng khóc của một cô bé. Không biết sao, anh chợt thấy căng thẳng. Tướng quân! Mã Siêu vừa muốn nói đã bị Dương Thanh ngắt lời, từ giây phút rời khỏi biên giới phía Bắc, tôi đã không còn là tướng quân nữa. Đừng để tôi nghe thấy cách gọi này nữa. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Dương Thanh, Mã Siêu không khỏi run lên thử gọi một tiếng, anh Thanh. Thấy Dương Thanh không có phản ứng, anh ta mới vừa cười vừa nói, anh Thanh, cô bé kia trông rất giống anh đấy. Hai người không phải là họ hàng chứ? Dương Thanh vô thức liếc nhìn cô bé. Nhưng anh mới chỉ nhìn thoáng qua, đã không thể nào rời mắt đi được, một cảm giác quen thuộc chợt ùa tới. Đặc biệt là khi thấy cô bé khóc, trái tim anh chợt đau nhói. Có lẽ cô bé cảm nhận được nên đột nhiên nín khóc, nước mắt lưng tròng nhìn Dương Thanh. Hai người bốn mắt, mắt to nhìn mắt nhỏ làm Dương Thanh càng nhìn rõ gương mặt của cô bé hơn, cảm giác thân thiết khó hiểu kia lại càng rõ ràng hơn.
một gương mặt xinh xắn mũm mĩm, làn da mịn màng mềm mại như ngọc, đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp, hàng lông mi rất dài còn vương nước mắt. Cô bé khoảng 4 tuổi, cho dù còn nhỏ nhưng có thể nhìn ra tương lai sẽ là một người đẹp. Sau khi lớn lên, cô bé này tuyệt đối là một nhóc yêu tinh hại nước hại dân đây. Bố! Cô bé bỗng nhiên gọi một tiếng. Dương Thanh còn chưa kịp phản ứng, cô bé đã vui mừng chạy tới ôm lấy chân anh. Trong chớp mắt, Dương Thanh cảm giác đầu óc choáng váng. Mã Siêu đứng bên cạnh cũng kinh ngạc đến ngây người, khóe miệng giật giật nói, chẳng lẽ cô bé thật sự là con gái của anh Thanh à? Mãi một lúc sau, Dương Thanh mới lấy lại tinh thần. Anh ngồi xổm xuống, nhìn cô bé đang chớp chớp đôi mắt to nhìn mình, cố dịu dàng nói, cô bé, cháu nhận nhầm người rồi. Chú không phải là bố cháu. Hu hu. Nào ngờ Dương Thanh vừa nói xong, cô bé lại khóc òa, vừa khóc vừa nói, bố không cần con. Bố không cần con nữa rồi. Những người đi ngang đều nhìn qua, xì xào bàn tán về Dương Thanh. Thấy cô bé lại khóc, Dương Thanh cảm giác tim mình như tan nát, chân tay luống cuống. Anh rõ ràng là tướng quân vùng biên giới phía Bắc, từng khiến vô số người nghe tên đã sợ mất mật, nhưng bây giờ ở trước mặt một đứa trẻ 4, 5 tuổi, anh lại chẳng biết phải làm sao. Nếu chuyện này mà bị truyền ra ngoài, sợ rằng sẽ có khối người kinh ngạc tới rơi cằm mất. Bé con, chú thật sự không là bố cháu. Hu hu, bố không cần con nữa, mỗi lần Dương Thanh mở miệng, cô bé đều sẽ khóc to hơn. 5 phút sau, đầu Dương Thanh đầy mồ hôi, cuối cùng đành thỏa hiệp nhẹ nhàng ôm lấy cô bé. Đôi mắt to còn vương nước mắt của cô bé nhìn chằm chằm vào Dương Thanh, hai bàn tay nhỏ vẫn nắm chặt lấy quần áo của Dương Thanh không thả, chỉ sợ anh bỏ mình lại. Anh Thanh, nếu cô bé này thích anh như vậy, hay anh làm bố nó luôn đi. Mã Siêu vừa cười vừa nói, nhưng thấy Dương Thanh liếc sang với ánh mắt sắc bén như dao thì anh ta vội vàng ngậm miệng lại. Dương Thanh hết cách đành phải bế cô bé đi tới phòng an ninh sân bay. Cô bé lại khóc ầm ĩ một trận nhưng Dương Thanh vẫn cố nhịn, dẫn theo Mã Siêu rời đi. Chỉ là hai người vừa đi, một cô gái tóc dài mặc đồ công sở ôm sát người màu đen đã vội vàng chạy đến phòng an ninh sân bay. Tiêu Tiêu! Thấy con gái đang khóc ầm ĩ, cô rơi nước mắt, lập tức lao tới ôm chặt lấy cô bé, không muốn buông tay ra nữa. Cô bé chính là mạng sống của cô. 5 năm trước, cô mới cưới không lâu thì phát hiện mình có thai. Còn người đàn ông kia lại đột nhiên biến mất. Mãi sau này mẹ cô nói cho cô biết người kia đã tới tìm bố đòi 500.000 tệ rồi rời đi. Khi đó cô chẳng muốn sống nữa. Nhưng mỗi lần nghĩ đến đứa trẻ trong bụng, cô lại cố kiên trì vượt qua. 5 năm qua, cô đã chịu biết bao tủi nhục, thậm chí lúc sinh con còn bị gia tộc cướp đi công ty do một tay cô sáng lập ra. Mà tất cả những điều này đều là nhờ người kia ban tặng. Cô hận người kia. Gã đàn ông đã ra đi không lời từ biệt, biến mất suốt 5 năm. Mẹ, Tiêu Tiêu vừa gặp bố đấy. Cô bé chớp chớp đôi mắt to linh hoạt nói, sau đó mím môi, lại muốn khóc tiếp, chỉ là bố không cần con nữa. Cô gái nghe cô bé nói vậy thì run rẩy như bị sét đánh, ánh mắt lập tức dại ra. Giấy chứng tử. Lúc này, một chiếc Rolls Royce màu đen biển số Giang A88888 chậm rãi dừng lại ở lối ra của sân bay. Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest màu đen lập tức bước tới, cung kính mở cửa xe. Nếu để cho đám người giới thượng lưu ở Giang Hải thấy được cảnh này, bọn họ nhất định sẽ kinh ngạc tới rất cằm. Bởi vì người đàn ông trung niên này là Tô Thành Vũ, người giàu nhất thành phố Giang Hải. Nhưng lúc này, ông ta lại đang mở cửa xe cho người khác. Sau đó, một ông lão tóc bạc trắng bước xuống, ông cụ mặc sườn xám nam xanh đen, tay chống cây gậy tinh xảo. Ở đầu gậy có khảm một viên đá quý màu xanh lam to bằng quả trứng gà. Ông lão trông có vẻ già yếu nhưng lưng vẫn thẳng tắp, lộ vẻ uy nghiêm. Chắc cậu chủ sắp ra rồi nhỉ? Ông già bỗng lên tiếng, đôi mắt sáng ngời nhìn về phía lối ra của sân bay. Đúng lúc này, hai bóng dáng đĩnh đạc một trước một sau xuất hiện. Ánh mắt ông lão vẫn nhìn đăm đăm bóng người trẻ tuổi đang đi ở phía trước kia. Trong sự kinh ngạc của Tô Thành Vũ, ông già bước nhanh tới. Lưu loát cúi đầu, khom lưng, cung kính nói, tôi là Hàn Thiên Thành quản gia trong gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô, tới đón cậu chủ quay về Yến Đô quản lý gia tộc Vũ Văn. Nghe ông già tự giới thiệu, Dương Thanh biết ngay ông già này là ai.
chỉ là anh vừa nghe tới mấy từ gia tộc Vũ Văn, cảm giác vui mừng được trở lại quê hương lập tức biến mất, gương mặt lộ rõ vẻ tức giận. Dương Thanh khinh thường liếc nhìn Hàn Thiên Thành, đúng là nực cười, 10 năm trước, tôi và mẹ tôi bị đuổi ra khỏi gia tộc, còn bị uy hiếp cả đời này không được bước vào Yến Đô một bước chỉ vì tôi là con riêng, không có tư cách thừa kế mọi thứ của gia tộc Vũ Văn. Bây giờ ông lại muốn tôi quản lý gia tộc Vũ Văn à? 18 năm trước, năm ấy tôi 9 tuổi, trời mưa như chút nước, tôi và mẹ cùng quỳ ở cửa gia tộc Vũ Văn suốt một đêm. Các người có ai từng động lòng trắc ẩn chưa? 5 năm trước, mẹ tôi bị bệnh nặng, tôi chẳng còn cách nào đành phải tới cầu xin gia tộc Vũ Văn cứu giúp, các người đã làm thế nào? Bây giờ các người biết tôi từ biên giới phía Bắc Vinh Quang trở về, trong tay nắm quyền lớn lại muốn bảo tôi về quản lý gia tộc Vũ Văn à? Ông cút về nói cho người kia biết, gia tộc Vũ Văn chẳng là gì với tôi cả. Nếu ông ta còn dám tới trêu chọc tôi thì đừng trách tôi sẽ đích thân tới Yến Đô một chuyến đấy. Anh đã chôn chặt những lời này trong lòng rất nhiều năm, sau bao năm rèn luyện chinh chiến, trái tim anh đã bình thản như nước, tuyệt đối không để cảm xúc biến động quá nhiều. Nhưng lúc này, ký ức bị kìm nén quá lâu vẫn làm cho người đàn ông cao lớn mạnh mẽ phải đỏ mắt. Hàn Thiên Thành thở dài, hình như đã đoán trước được cảnh tượng này. Ông ta nói, gần đây, tập đoàn Nhạn Thanh sẽ phát triển ở Giang Hải. Đây là sản nghiệp mà khi mẹ cậu còn ở Yến Đô đã chính tay cố gắng gây dựng lên, dùng tên cậu và bà ấy để đặt tên. Bây giờ mẹ cậu đã qua đời, lẽ ra nên trả lại tập đoàn Nhạn Thanh cho cậu. Dương Thanh cười lạnh, sửa lời, không phải là gia tộc Vũ Văn trả lại cho tôi, tập đoàn Nhạn Thanh vốn thuộc về mẹ tôi, chỉ là từng bị các người vô tình cướp đi thôi. Dứt lời, Dương Thanh đi thẳng. Gia tộc Vũ Văn đúng là có lỗi với mẹ con cậu. Hàn Thiên Thành nhìn theo bóng lưng anh rời đi với vẻ mặt đau thương. Sau đó, ông ta dặn dò Tô Thành Vũ bên cạnh, Thành Vũ, kể từ hôm nay, cậu phải nghĩ mọi cách cố gắng hết sức giúp đỡ cậu chủ nhỏ. Tô Thành Vũ nghe vậy liền cung kính nói, ông Hàn, không có ông thì đã không có Tô Thành Vũ tôi hôm nay. Ông cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ hết lòng giúp đỡ cậu chủ nhỏ. Hàn Thiên Thành lại chợt nói, đúng rồi, 5 năm trước cậu chủ đã kết hôn. Nếu bây giờ cậu chủ nhỏ đã trở về thì cậu đại diện cho gia tộc Vũ Văn tới chào hỏi với nhà họ Tần đi. Vâng. Một chiếc xe taxi lao nhanh như tên bắn, Dương Thanh ngồi ghế sau lại nhớ tới chuyện trước đây. Năm đó, anh quỳ suốt một đêm dưới trời mưa như chút nước, anh đã thật sự không còn tình cảm gì với gia tộc Vũ Văn nữa. 5 năm trước, mẹ anh bệnh nặng qua đời, lúc đó Dương Thanh vừa tốt nghiệp nên không một xu dính túi. Lại vừa vặn gặp Tần Thanh Tâm bị hãm hại mới có một đêm xuân. Nhà họ Tần vì danh tiếng mới bảo Dương Thanh ở rể, anh lại vì chữa bệnh cho mẹ nên chấp nhận ở rể. Sau đó anh đòi nhà họ Tần 500.000 tệ, nhưng mẹ anh đã không được chữa trị kịp thời, qua đời trước khi anh cầm được số tiền này đến bệnh viện, thậm chí anh còn chẳng kịp nhìn bà một lần cuối. Sau khi mẹ mất, Dương Thanh tới ở rể nhà họ Tần đúng như giao hẹn, nhưng anh tự thấy mình không xứng với tình yêu của Tần Thanh Tâm. Nên vừa kết hôn không lâu đã nhập ngũ rời đi. Một lần từ biệt này chính là 5 năm. Một chiếc Maybach mới tinh đậu ở trước cửa một căn nhà cũ. Dương Thanh liếc nhìn chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền, khẽ cười, xem ra, nhà Tần Thanh Tâm được gia tộc họ Tần coi trọng hơn 5 năm trước, bố vợ cũng lái chiếc xe hơi sang trọng trị giá tới 3, 4 triệu tệ. Lần này trở về nhà họ Tần, tâm trạng Dương Thanh vô cùng phức tạp. Cho dù anh là người bị hại trong chuyện 5 năm trước, nhưng dù sao cũng lấy đi lần đầu tiên của cô, một cô gái được xem là người đẹp nhất Giang Hải. 5 năm trước, anh vừa kết hôn đã ra đi không lời từ biệt, cho dù thế nào thì đây vẫn là lỗi của anh. Có thể tưởng tượng được những năm gần đây, Tần Thanh Tâm phải chịu bao nhiêu lời gièm pha. Chỉ là lúc đó anh quá tự ti, nghĩ mình chỉ có nhập ngũ mới có thể xứng đôi với Tần Thanh Tâm. Hôm nay... Anh công thành danh toại trở về, tay nắm quyền thế ngập trời và vô số tài sản, cuối cùng anh đã có đủ tư cách nói cho tất cả mọi người biết là anh xứng đôi với Tần Thanh Tâm. Dương Thanh đi tới cổng, giơ tay lên, vừa muốn gõ cửa nhưng cánh tay chợt cứng đờ, những tiếng nói chuyện chói tai lại vọng ra từ trong sân. Giọng bà Tần vang lên, Kiện à, gần đây bác đang xin giấy chứng tử cho thằng vô dụng kia. Cháu đừng vội, chờ làm xong giấy chứng tử rồi. Thanh Tâm nó cũng sẽ trở lại tình trạng độc thân. Ông Tần cũng nói theo, đến lúc đó,
bác là người đầu tiên đồng ý cho cháu cưới con bé Tâm. Vậy cảm ơn bác trai, bác gái. Chỉ là bên phía Thanh Tâm vẫn phải nhờ hai bác giúp cho. Kiện à, cháu cứ yên tâm đi, chắc chắn con bé Tâm nhà bác sẽ đồng ý thôi. Vậy mọi chuyện đều nhờ bác trai, bác gái. Đúng rồi bác gái, đây là tổ yến hoàn toàn tự nhiên do cháu nhờ bạn mang từ nước ngoài về. Bác trai, đây là tượng Phật bằng ngọc bích do cháu tự mang về từ nước ngoài cho bác ạ. Trong nhà họ Tần tràn ngập tiếng cười của ông bà Tần, sắc mặt Dương Thanh hết trắng lại xanh. Chỉ cần nhớ tới bóng dáng không sao quên được kia, anh đành phải cố nén giận, cho dù thế nào cũng là anh có lỗi với Tần Thanh Tâm. Hơn nữa, lần này anh trở về vốn vì cô. Cốc, cốc, cốc. Dương Thanh giơ tay lên gõ cửa mấy tiếng. Ai đấy? Dường như bị tiếng gõ cửa làm mất hứng, giọng bà Tần nghe có vẻ rất bực dọc. Sau đó, anh nghe được tiếng bước chân càng lúc càng gần. Bà Tần mở cửa ra, miệng vẫn còn đang tươi cười. Nhưng vừa nhìn thấy bóng người mà bà ta vĩnh viễn không muốn gặp lại, sắc mặt bà ta chẳng khác nào nhìn thấy quỷ, tức giận hỏi cậu là Dương Thanh. Anh về rồi. 5 năm không gặp, bà Tần vẫn như xưa, ngoại hình gần như không hề thay đổi. Sau mấy năm chinh chiến, mặc dù đường nét trên mặt Dương Thanh vẫn chưa có quá nhiều sự thay đổi, nhưng khí chất trên người lại có sự thay đổi rất lớn. Mà trong mắt bà Tần, Dương Thanh vốn đã là người chết rồi. Cho nên lúc bà ta gặp lại Dương Thanh, bà ta vừa ngạc nhiên lại vừa tức giận. Mẹ, là con đây. Dương Thanh nở nụ cười dịu dàng, lần này anh quay về chỉ muốn bù đắp cho Tần Thanh Tâm thật tốt. Không ngờ đúng là thằng vô dụng nhà mày. Cuối cùng bà Tần cũng chắc chắn chàng trai trước mặt chính là Dương Thanh. Bà ta chống nạnh, trông rất đanh đá, tức giận mắng, mày về lúc nào không về, lại cứ nhằm đúng lúc con gái tao sắp gả cho người khác thì quay về. Mày cố tình về đây để phá rồi đúng không? Đúng lúc này, ông Tần cũng chạy ra, vừa khéo nhìn thấy Dương Thanh. Nghe bà Tần nói thế, ông ta không nói không rằng đã đấm vào mặt Dương Thanh, sau đó tức giận quát, tao đánh chết thằng khốn nhà mày, không ngờ mày còn dám quay về đây. Bốp! Trong nháy mắt, một bóng người cao lớn lao đến, bắt lấy cánh tay đang vung tới của ông Tần, lạnh lùng nói, không ai có tư cách đánh anh ấy. Tất nhiên người đàn ông cao lớn đang ngăn cản ông Tần chính là Mã Siêu. Anh ta đã đi theo Dương Thanh chinh chiến xa trường nhiều năm, lại thêm vóc dáng vô cùng cao lớn và ngoại hình hung dữ, anh ta vừa xuất hiện đã khống chế được tình hình, làm ông Tần sợ hãi. Cậu ra ngoài cho tôi, Dương Thanh lạnh lùng ra lệnh, sau đó nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt sắc bén như dao. Mặc dù Mã Siêu rất không cam lòng, nhưng anh ta không thể làm trái mệnh lệnh của Dương Thanh. Đành phải buông tay ra nói, anh Thanh, em xin lỗi. Nếu cậu đã biết sai rồi thì mau cút qua một bên cho tôi. Sau này nếu không có mệnh lệnh của tôi, cậu không được phép nhúng tay vào bất kỳ chuyện gì, biết chưa, Dương Thanh lạnh mặt nói. Lúc này, khí thế trên người Dương Thanh vô tình bộc lộ ra bên ngoài, chính điểm này đã làm ông Tần và bà Tần nhận ra, hình như sau 5 năm mất tích, lần này thằng con rể vô dụng của mình quay về có hơi khác. Nhưng suy nghĩ này cũng chỉ thoáng qua rồi biến mất, trong mắt họ, Dương Thanh chính là tên vô dụng. Sau hành động của Mã Siêu, ông Tần và bà Tần cũng không dám động tay động chân với Dương Thanh nữa. Mày đủ lông đủ cánh rồi, nên dám động vào cả ông đây sao? Mày cút ngay cho tao, lập tức biến đi, ông Tần tức giận quát. Nếu không phải ông ta e ngại người đàn ông cao lớn lúc nãy, e là ông ta đã sớm ra tay đánh anh rồi. Dương Thanh thấy lửa giận bùng lên ngùn ngụt trong lòng, nhưng vừa nghĩ tới bóng dáng mình đã nhớ nhung 5 năm qua, anh lại cố gắng đè nén cơn giận. Anh không ngừng thầm nhắc nhở mình, lần này anh quay về là để bù đắp cho Tần Thanh Tâm, nên chuyện gì anh cũng có thể nhẫn nhịn được. Không được để thằng ăn hại này rời đi, cậu ta quay về cũng tốt, hôm nay bảo cậu ta đi làm thủ tục ly hôn với bé Tâm đi. Ngày mai chúng ta cho con bé Tâm đính hôn với Vương Kiệt. Không cần phải làm giấy chứng tử rắc rối đó nữa, bà Tần vội vã kéo một cánh tay của Dương Thanh, chỉ sợ anh đi mất thì tìm không thấy nữa. Ông Tần cũng chợt vỡ lẽ, rồi kéo một cánh tay của Dương Thanh, mình nói đúng, đợi con Tâm nó về nhà thì hai đứa ly hôn đi. Dương Thanh bị ông ta kéo vào nhà, người nào không biết còn tưởng cặp bố mẹ vợ này rất nhiệt tình khi con rể trở về. Anh vừa bước vào nhà, đã nhìn thấy một bàn tiệc lớn trong phòng khách, mọi người đều đã ngồi vào bàn. Bọn họ đều là họ hàng của bà Tần. Trong mấy người thân này, còn có một khuôn mặt rất xa lạ,
là một thanh niên mặc đồ hiệu, vô tình để lộ cổ tay đang đeo một chiếc đồng hồ Rolex đắt đỏ, họ hàng xung quanh cũng đang ngồi vây quanh anh ta. Lúc này, thanh niên đang híp mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh được ông Tần và bà Tần mời vào nhà. Trên bàn ăn đang đặt một chiếc bánh kem rất lớn, xem ra có người sắp tổ chức sinh nhật. Nhưng trong trí nhớ của Dương Thanh, hôm nay không phải là sinh nhật của ông Tần, bà Tần hay Tần Thanh Tâm. Vậy thì bữa tiệc này tổ chức cho ai? Lúc nãy đám họ hàng còn đang bàn tán chuyện làm giấy chứng tử cho Dương Thanh, mà bây giờ người đang sống sờ sờ lại bỗng dưng xuất hiện, khiến tất cả mọi người đều sợ hãi. Nhưng chẳng mấy chốc mắt bọn họ đã sáng lên, tinh thần phấn chấn, bày ra dáng vẻ ngồi xem kịch. Dương Thanh, chẳng phải cậu ta đã mất tích 5 năm rồi sao? Sao giờ lại đột ngột quay về đây? Cậu ta về lúc nào không về, lại cứ khăng khăng đợi đến khi Thanh Tâm sắp kết hôn thì quay về, chỉ sợ cậu ta còn có lòng dạ khác. Lòng dạ khác, trước mặt cậu chủ Vương, cậu ta chỉ là thằng vô dụng, cậu ta có tư cách để so bì với cậu Vương sao? Họ hàng thân thích của bà Tần đang xì xầm bàn tán, nhưng không biết bọn họ vô tình hay cố ý, mà cho dù bọn họ đã nói nhỏ, thì những người đang có mặt tại đây đều có thể nghe thấy. Rõ ràng thanh niên được gọi là cậu Vương kia cũng nghe thấy rất rõ mấy lời này. Nhưng cậu Vương lại làm bộ như không nghe thấy gì, rồi nhìn bà Tần nghi ngờ hỏi, bác gái, đây là... Bà Tần cười lạnh, nhìn Dương Thanh với vẻ mặt ghét bỏ, cậu ta chính là thằng vô dụng đã mất tích 5 năm trước, bác sắp đi làm giấy chứng tử cho cậu ta rồi, thế mà bây giờ cậu ta lại đột ngột xuất hiện. Nhưng cháu yên tâm, cậu ta quay về cũng tốt, việc làm giấy chứng tử cần phải có thời gian. Nhưng nếu làm thủ tục ly hôn thì trong ngày hôm nay có thể làm xong rồi. Bà Tần không hề che giấu mà nói thẳng suy nghĩ mình muốn Tần Thanh Tâm ly hôn. Nói với cậu Vương xong, bà ta lại đắc ý nói, Dương Thanh, cậu ấy là Vương Kiệt, con trai trưởng của chủ nhà họ Vương ở Giang Hải. Mấy năm nữa, cậu ấy sẽ thừa kế vị trí chủ nhà họ Vương. Tôi khuyên cậu đừng ôm ấp bất kỳ ý đồ không an phận nào với con bé Tâm nhà tôi nữa. Chúng tôi đều đồng ý chuyện hôn sự của hai đứa nó rồi. Nếu cậu tự biết lượng sức mình, thì đợi khi Thanh Tâm nó quay về, hai đứa mau đi làm thủ tục ly hôn đi, đừng làm lỡ dở hạnh phúc của con bé. Lúc này đám họ hàng ngồi trên bàn cũng tranh nhau mở miệng, trước mặt cậu cả nhà họ Vương này, ai cũng muốn nhân cơ hội dẫm đạp lên Dương Thanh để lấy lòng anh ta. Mắt Dương Thanh thoáng lên tia sắc bén, rồi nhanh chóng biến mất. Đám họ hàng này thật đáng ghét. Nếu không nể mặt Tần Thanh Tâm, anh có thể dạy bọn họ cách làm người chỉ trong vòng một nốt nhạc. Vương Kiện rất hài lòng, tựa vào ghế với vẻ mặt đắc ý, rồi khẽ lắc ly rượu vang đế cao trong tay, cười híp mắt nhìn chằm chằm Dương Thanh, sau đó chế giễu, không biết trong 5 năm mất tích, anh đã làm được những gì. Dương Thanh lạnh nhạt liếc nhìn anh ta rồi đáp, đi bộ đội. Bộ đội, không phải cậu vào đó nuôi lợn đấy chứ? Ha ha! Không đợi Vương Kiện đáp lại. Bỗng có một người họ hàng bật cười nói, mấy người trong bàn cũng cười ngặt nghẽo. Dương Thanh im lặng. Vương Kiện nở một nụ cười, rồi tiện tay lấy ra một tấm séc, ký tên mình vào đấy, sau đó ném tới trước mặt Dương Thanh, hào phóng nói, có lẽ anh cũng thấy rồi đó, nhà họ Tần không hề hoan nghênh anh. Lần này anh quay về, chắc chắn cũng vì tiền đúng không? Chỉ cần anh đồng ý ly hôn với Tần Thanh Tâm thì anh cứ tùy ý điền con số vào tấm séc này. Rồi có thể đi rút tiền mặt ở bất kỳ ngân hàng nào ở Giang Hải này. Lúc này, mắt đám họ hàng của nhà họ Tần đều sáng lên, ước gì tấm séc này là đưa cho họ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiện à, cháu cần gì phải đưa tiền cho cậu ta? Thanh Tâm là con gái bác muốn hai đứa nó ly hôn thì hai đứa nó phải ly hôn, cháu cần gì phải đưa tiền cho cậu ta? Bà Tần nhìn thấy tấm séc mà cảm thấy như chính mình bỏ tiền ra cho không Dương Thanh vậy. Mắt Phương Kiện thoáng hiện lên sự khinh thường, nhưng vẫn cười ha ha nói, bác gái, đối với cháu, số tiền này chẳng qua chỉ là một con số mà thôi. Cháu không muốn gây thêm rắc rối, mà chỉ muốn Thanh Tâm mau chóng trở lại thành người độc thân thôi. Nghe Phương Kiện nói thế, bà Tần cũng không dám nói gì nữa, nhưng ánh mắt nhìn Dương Thanh càng thêm lạnh lùng. Sau đó Dương Thanh nhận lấy tấm séc trong sự ngưỡng mộ của đám người thân. Dẹt dẹt. Lúc mọi người đều cho rằng anh sẽ nhận nó, thì Dương Thanh bỗng xé tấm séc thành nhiều mảnh. Sau đó anh bình tĩnh nhìn về phía Vương Kiệt, nếu Tần Thanh Tâm muốn ly hôn với tôi, chắc chắn tôi sẽ không ăn vạ ở nhà họ Tần. Nhưng nếu cô ấy không muốn,
vậy thì đừng ai nghĩ đến việc nhúng tay vào chuyện của chúng tôi. Nếu có anh em ở biên giới phía Bắc đứng đây, chắc chắn sẽ biết, Dương Thanh bình tĩnh thế này mới là nguy hiểm nhất. Hai mắt Phương Kiện khẽ híp lại, người thanh niên trước mặt khiến anh ta cảm thấy áp lực, mà cảm giác này khiến cả người anh ta rất khó chịu. Mấy người khác đều mang dáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác, dám đắc tội với Vương Kiệt, đúng là muốn chết mà. Khi bầu không khí đang căng thẳng, thì tiếng giày cao gót dẫm xuống sàn nhà bỗng vang lên. Sau đó, mọi người nhìn thấy hai bóng dáng một lớn một nhỏ xuất hiện, đó chính là Tần Thanh Tâm và một bé gái. Vương Kiệt, sao anh lại tới đây? Đây là nhà tôi, nơi này không hoan nghênh anh, mời anh rời khỏi nhà tôi ngay. Tần Thanh Tâm vừa nhìn thấy Vương Kiệt, sắc mặt lập tức đen lại, cô ra lệnh đuổi khách. Nghe thấy giọng nói quen thuộc này, Dương Thanh đang đưa lưng về phía cửa bỗng run lên. Anh đã từng tưởng tượng ra vô hình ảnh lúc anh và Tần Thanh Tâm gặp lại nhau, cũng lén tập luyện vô số lần, nhưng lúc anh thật sự đối mặt với Tần Thanh Tâm, anh mới chợt nhận ra, những thứ mình đã tập luyện lúc trước hoàn toàn không có tác dụng. Bây giờ anh không dám quay đầu lại nhìn cô gái mà mình nhớ nhung bao ngày, cũng là người khiến anh vô cùng áy náy trong suốt 5 năm qua. Bố ơi! Dương Thanh chưa kịp quay đầu lại, phía sau đã vang lên một giọng nói quen thuộc. Cả người anh bỗng run lên, vừa xoay người lại đã nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn, đang vui vẻ lao tới đây. Lúc nãy ở sân bay, chính cô bé này cứ níu anh, gọi anh là bố. Dương Thanh ngồi xổm xuống, tự nhiên ôm cô bé vào lòng. Anh làm động tác này rất tự nhiên. Như thể anh đã ôm cô bé trước mặt này vô số lần rồi. Lúc này, Tần Thanh Tâm cũng nhìn thấy Dương Thanh, bốn mắt nhìn nhau, giây phút này cả không gian như ngừng lại, chỉ có hai người đang nhìn nhau. Trong 5 năm qua, bóng dáng này đã từng xuất hiện trong đầu anh vô số lần. Sự nhớ nhung và áy náy dành cho cô gái này đã biến thành động lực khiến anh không ngừng trở nên mạnh mẽ, cắn răng vượt qua tất cả để có thể xứng đáng với cô. Tần Thanh Tâm nhìn chằm chằm bóng dáng và khuôn mặt hoàn hảo đó, trong lòng chợt dâng lên rất nhiều cảm xúc. Thanh Tâm, anh về rồi, Dương Thanh phá vỡ sự im lặng trước. Lần đầu làm bố. Một câu anh về rồi này làm Tần Thanh Tâm tỉnh lại từ trong sự kinh ngạc, khuôn mặt xinh đẹp cũng từ từ trở nên lạnh lẽo. Dương Thanh nhìn thấy rất rõ, vẻ mặt Tần Thanh Tâm từ kinh ngạc đến thẫn thờ, rồi lại trở thành thù hận. 5 năm trước. Hai người bị người khác hãm hại mới xảy ra quan hệ, vì muốn giữ gìn danh tiếng nên đã bảo Dương Thanh tới nhà họ Tần ở rể. Tần Thanh Tâm vốn là cô gái đặt nặng trinh tiết hơn mạng sống, nên cô cũng chấp nhận mọi chuyện. Nhưng cô không thể ngờ rằng, hai người vừa mới kết hôn chưa được 1 tháng, Dương Thanh bỗng mất tích, sau đó mẹ cô mới nói cho cô biết, người đàn ông này đã cầm 500.000 của bố cô bỏ đi. Mà lúc đó, cô bỗng nhận ra mình đã có thai. Sau đó, nhà họ Tần lợi dụng mấy ngày cô sinh con, lấy cớ Tần Thanh Tâm hổ thẹn với gia tộc, đã cưỡng chế thu hồi tập đoàn Tam Hòa do một tay cô sáng lập thành tài sản của gia tộc. Nghĩ đến tháng ngày tăm tối và bao đêm cô đã khóc thầm, lòng Tần Thanh Tâm lại tràn ngập thù hận với người đàn ông bỏ đi không một lời từ biệt này. Nếu anh chết rồi, tôi cũng đành chịu, nhưng sau 5 năm mất tích, anh lại xuất hiện trước mặt tôi, rồi rạch vết thương đã lành của tôi, có phải trong lòng anh cảm thấy rất vui đúng không? Tần Thanh Tâm đau lòng hét lên, như muốn trút hết những cảm xúc đã đè nén trong lòng mình bao năm qua. Thấy người phụ nữ mình yêu đau khổ như vậy, trái tim Dương Thanh đau như dao cắt. Tâm, anh xin lỗi. Dương Thanh bước lên phía trước với vẻ mặt thành khẩn, ngoài lời xin lỗi, anh không biết mình còn có thể nói câu gì nữa. 5 năm trước, tại sao anh lại bỏ đi không một lời từ biệt, Tần Thanh Tâm cắn đôi môi đỏ mọng, nhìn chằm chằm Dương Thanh. Anh muốn khiến mình xứng với em, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang gần mình trong gang tấc, Dương Thanh thẳng thắn đáp. Lần này trước khi anh về, anh đã thề rằng mình không được để người phụ nữ trước mặt chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Ha! Bà Tần bỗng cười lạnh, nhìn Dương Thanh mỉa mai, đúng là nói hay hơn hát. Năm đó cậu chủ động tìm ông xã tôi, nói chỉ cần ông ấy cho cậu 500.000, cậu sẽ không gặp con bé Tâm nữa. Dương Thanh phủ nhận ngay, con không có. Mắt anh thoáng hiện lên sự tàn nhẫn khiến người ta khiếp sợ, rồi nhanh chóng biến mất, bà Tần đang vu oan cho mình. Bà Tần không ngừng cười lạnh, không có. Vậy tôi hỏi cậu, 5 năm trước, có phải ông xã tôi đã cho cậu 500.000 không? Dương Thanh giải thích, con chỉ mượn bố vợ 500.000, nhưng con không dùng tới,
ngày hôm sau con đã trả cho bố vợ không thiếu một xu rồi. Nói nhăng nói cuội, sau khi cầm tiền xong cậu biến mất tăm mất tích, mãi đến ngày hôm nay, tôi mới gặp cậu, trả tiền cho tôi khi nào thế, ông Tần vội phủ nhận. Hai người kẻ tung người hứng, không hề cho Dương Thanh cơ hội để giải thích, quyết gán cho anh tội danh cầm tiền bỏ trốn. Bốp! Tần Thanh Tâm giơ tay tát vào mặt Dương Thanh, rồi chỉ về phía cửa, kích động nói, cút! Anh mau cút đi cho tôi! Hu hu! Bé gái vẫn luôn nằm trong vòng tay của Dương Thanh bỗng khóc lớn, mẹ ơi, mẹ đừng đuổi bố đi. Mấy bạn học khác đều có bố, chỉ có con không có thôi, con cũng muốn có bố. Mẹ ơi, mẹ đừng đuổi bố đi, đừng đuổi bố đi mà. Cô bé khóc lóc ầm ĩ, nước mắt rơi lã chã, hai tay còn ôm chặt cổ Dương Thanh, chỉ sợ mình buông tay ra thì sau này sẽ không bao giờ gặp lại bố nữa. Tần Thanh Tâm nhất thời sửng sốt. Cũng không để tâm đến việc tiếp tục chỉ trích Dương Thanh, mà vội vàng ôm con gái vào lòng, không ngừng dỗ dành, mẹ không đuổi bố đi, mẹ không đuổi bố đi nữa, Tiêu Tiêu đừng khóc nhé. Cô nói xong thì nước mắt cũng tuôn rơi, cho dù trong lòng cô hận người đàn ông này đến cỡ nào, thì cuối cùng anh vẫn là bố của con gái cô. Vì con gái, chuyện gì cô cũng đồng ý, chuyện gì cô cũng có thể chấp nhận. Bố ơi, mẹ đã đồng ý với Tiêu Tiêu rồi, mẹ sẽ không đuổi bố đi nữa. Vậy bố cũng phải hứa với Tiêu Tiêu, sau này bố không được rời xa mẹ và Tiêu Tiêu nữa, được không? Tiêu Tiêu nhìn Dương Thanh vừa khóc vừa mong chờ hỏi. Mặc dù giọng nói của hai mẹ con không lớn lắm, nhưng lọt vào tai Dương Thanh lại như tiếng sét giữa trời quang, khiến cả người anh run lên. Lần đầu tiên nhìn thấy Tiêu Tiêu ở sân bay, anh đã nhận ra khuôn mặt cô bé này khá giống mình, mà trông Tiêu Tiêu cũng chỉ khoảng 4 tuổi, mọi thứ đã nói với anh rằng, Tiêu Tiêu là con gái ruột của anh. Nói cách khác, vì đêm xuân 5 năm trước đó mà cô đã mang thai Tiêu Tiêu. Cô mang thai 10 tháng, hôm nay lại là sinh nhật tròn 4 tuổi của Tiêu Tiêu, nếu tính gộp lại thì vừa tròn 5 năm, hoàn toàn trùng khớp với khoảng thời gian mà anh rời đi. Dương Thanh càng nghĩ càng khiếp sợ, anh nhanh chóng bước lên phía trước, nhìn khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt của cô, sau đó run rẩy hỏi, con bé là con gái chúng ta. Khuôn mặt Tần Thanh Tâm đầy mâu thuẫn. Một lúc sau cô mới gật đầu, anh là bố của con cô, cho nên anh có tư cách được biết sự thật. Mặc dù anh đã đoán ra được, nhưng lúc thấy chính Tần Thanh Tâm thừa nhận chuyện này, Dương Thanh vẫn rất kích động. Là một chiến thần, nhưng lúc này anh lại rơi nước mắt, trong lòng vừa áy náy lại vừa hổ thẹn. Dương Thanh ôm chầm lấy con gái vào lòng, rồi dịu dàng nói nhỏ vào tai cô bé, bố hứa với con, cả đời này, bố sẽ không rời xa con và mẹ nữa. Mặc dù anh nói rất nhẹ nhàng, nhưng lại rất có lực, người làm tướng sẽ không dễ hứa hẹn, nhưng một khi đã hứa thì là lời hứa cả đời. Cậu mau buông cháu gái tôi ra. Nhưng trong giây phút ấm áp này, bà Tần lại nhanh chóng xông tới, cướp Tiêu Tiêu từ tay Dương Thanh. Dương Thanh sợ làm cô bé bị thương, nên chỉ có thể từ bỏ việc tranh giành. Trong lòng anh không khỏi bùng lên lửa giận ngút trời, nhưng lúc nhìn thấy con gái... Rồi lại nghĩ tới những đau khổ mà Tần Thanh Tâm đã phải trải qua trong 10 tháng mang nặng đẻ đau, cùng với những lời gièm pha và tủi nhục mà cô phải chịu đựng một mình trong mấy năm qua, thế là Dương Thanh lại miễn cưỡng đè nén cơn giận. Thanh Tâm, mẹ biết con là người dễ mềm lòng, nhưng lần này, mẹ và bố con chắc chắn sẽ không đứng nhìn con nhảy vào hố lửa nữa. Bà Tần tức giận, bà chỉ vào đồ trang sức vàng bạc bày đầy bàn, đây là quà Vương Kiện mang tới. Mẹ và bố con đã nhận thay con rồi, bây giờ con đi làm thủ tục ly hôn với thằng vô dụng này đi, sau đó hãy chuẩn bị kết hôn với Vương Kiện. Hai người họ còn chưa nói sẽ ly hôn, mà bà Tần đã bắt đầu lên kế hoạch cho Tần Thanh Tâm tái hôn rồi. Nếu không phải anh nể tình vợ và con gái, anh đã sớm xuống tay với bà ta rồi. Hu hu, Tiêu Tiêu lại òa khóc, bà ngoại, bà đừng đuổi bố cháu đi, cháu muốn bố cháu, bà đừng đuổi bố cháu đi mà. Mặc dù cô bé còn nhỏ, nhưng có thể nghe hiểu lời bà Tần nói. Sau đó cô bé bỗng òa khóc, điều này đã làm người lần đầu làm bố như Dương Thanh cảm thấy tim như vỡ vụn. Mặt bà Tần mất kiên nhẫn, lạnh mặt mắng, Tần Tiêu Tiêu, cháu im miệng cho bà, bố cháu đã chết từ lâu rồi, cậu ta không phải bố cháu, nếu cháu còn khóc nữa, bà sẽ nhốt cháu vào phòng tối đấy. Rõ ràng cả người Tần Tiêu Tiêu bỗng run lên, cũng không dám khóc ra tiếng nữa. Mà chỉ có thể kiềm nén, không ngừng khóc thút thít, nhìn Tần Thanh Tâm, rồi lại nhìn Dương Thanh với dáng vẻ đáng thương. Thấy con gái sợ hãi như thế,
Dương Thanh biết chắc chắn lúc trước bà Tần đã nhốt cô bé vào phòng tối rồi. Anh thấy lửa giận càng bùng lên ngùn ngụt, trong nháy mắt, nhiệt độ trong phòng gần như giảm xuống mấy độ. Chất vấn không ngừng. Dương Thanh còn chưa nổi giận, Tần Thanh Tâm đã giành con gái khỏi tay bà Tần, nước mắt rơi lã chã, mẹ, con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con bé vẫn còn nhỏ, đừng dọa nạt con bé. Tại sao mẹ còn làm như vậy? Nếu lần sau còn xảy ra chuyện này, con sẽ dẫn Tiêu Tiêu chuyển ra ngoài ở. Bà Tần không khỏi chột dạ, vội vàng giải thích, mẹ chỉ dọa một tí thôi mà, cũng đâu phải thật sự muốn nhốt con bé lại. Chỉ cần con mau chóng ly hôn với thằng vô dụng này, tất cả đều dễ giải quyết. Tần Thanh Tâm cũng không thèm để ý tới bà Tần nữa. Cô nhìn sang Vương Kiện, châm chọc nói, cậu chủ Vương, nhà anh giàu có, tôi không với tới đâu. Hơn nữa, tôi đã kết hôn rồi, cho dù có chưa kết hôn thì tôi cũng sẽ không ở bên anh đâu. Hiện giờ, anh ấy đã trở về rồi, xin anh đừng tới làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa, cảm ơn. Giờ phút này, sắc mặt của Vương Kiện vô cùng khó coi. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười xinh đẹp của Tần Thanh Tâm, anh ta lại nhẫn nhịn, thầm nghĩ đợi đến khi cô thuộc về tôi sẽ cho cô biết thế nào là lợi hại. Thanh Tâm, con đang nói gì vậy? Cậu Vương đã vì con mà giúp nhà chúng ta bao nhiêu chuyện, con không rõ sao? Bà Tần tức giận mắng Tần Thanh Tâm rồi mới nhìn sang Vương Kiện, Kiện à, cháu đừng nghe con bé nói. Cái nhà này vẫn phải nghe lời bác. Vương Kiện khẽ mỉm cười, bác gái, bác cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ dùng sự chân thành làm Thanh Tâm cảm động. Sắc mặt Dương Thanh trở nên rét lạnh, dám tán tỉnh người phụ nữ của anh ngay trước mặt anh. Không hổ là người thừa kế của nhà họ Vương. Đâu phải ai cũng sánh được cơ chứ. Thanh Tâm nhà chúng ta xinh đẹp như vậy, chỉ người đẹp trai tài giỏi như cậu Vương mới xứng đôi với con bé. Vương Kiện, đợi đến ngày cháu kết hôn với Thanh Tâm, chú nhất định sẽ tặng một món quà thật lớn cho hai đứa. Đám họ hàng thân thích đều nhao nhao nịnh nọt Vương Kiện, trong lời nói lộ rõ sự khinh thường với Dương Thanh. Tần Thanh Tâm cũng giận đến run rẩy cả người, thế nhưng họ đều là người lớn trong nhà. Cô liếc mắt nhìn sang Dương Thanh. Chỉ thấy anh lẳng lặng đứng đó, không tức giận cũng không phản bác, thế là cô lại càng thêm thất vọng với anh. Nếu Dương Thanh biết được những điều Tần Thanh Tâm đang nghĩ, anh nhất định sẽ tức đến phun máu. Anh im lặng nãy giờ cũng vì không muốn khiến cô khó xử. Lúc này, người giúp việc dọn dần đồ ăn lên bàn. Bà Tần mời mọi người ra bàn ăn, chỉ bỏ lại Dương Thanh. Dương Thanh đi cũng không ổn, ở cũng không xong. Bố ơi! Con muốn bố bế con đi ăn cơm. Tần Tiêu Tiêu làm nũng nói, khẽ chớp đôi mắt to tròn long lanh rồi giơ bàn tay nhỏ xinh vẫy vẫy với bố mình. Giây phút nghe thấy giọng nói của con gái vang lên, toàn bộ cơn giận trong lòng anh đều tan biết. Nhất là lúc nghe thấy chữ bố, trái tim của anh lập tức mềm nhũn. Thế nhưng bà Tần không chịu buông tha, lớn tiếng quát cô bé, câm miệng. Cậu ta không phải là bố cháu chết từ lâu rồi. Tần Tiêu Tiêu mếu máo. Trông như sắp khóc. Mẹ! Giọng nói của Tần Thanh Tâm tràn ngập giận dữ. Cô bế cô bé ra khỏi chỗ ngồi, lạnh lùng nói, anh ngồi đây đi. Đây là đang nói với Dương Thanh. Anh cảm kích nhìn cô rồi lập tức ngồi xuống. Con muốn bố bế con. Khi được ngồi trong lòng bố, cô bé vô cùng vui sướng. Cô bé hiếu kỳ nghịch lỗ tai của bố, lại sờ mặt bố, vui vẻ cười khanh khách. Trông thấy cảnh tượng này. Trong mắt Tần Thanh Tâm ánh lên tia ấm áp. Mọi người ngồi quanh bàn ăn, còn chưa kịp động đũa đã thấy Vương Kiện lấy một chiếc hộp màu hồng được gói lại rất tinh tế đưa cho Tần Tiêu Tiêu. Đây là quà sinh nhật chú Vương tặng cháu, chúc Tiêu Tiêu sinh nhật vui vẻ. Thì ra hôm nay là sinh nhật của con gái. Dương Thanh nghĩ tới mình đã bỏ lỡ 4 năm trưởng thành của con gái mình, trong lòng cực kỳ áy náy. Tần Tiêu Tiêu rụt rè nhìn Vương Kiện, dù sao cô bé mới 4 tuổi. Được người khác tặng quà vẫn sẽ rất vui vẻ. Cô bé lưu luyến mắt dán chặt vào hộp quà nhỏ được gói bằng giấy gói in hoạt hình. Tần Tiêu Tiêu giơ tay nhận quà, cảm ơn chú Vương. Vương Kiện mỉm cười dịu dàng, cháu mở ra thử xem có thích hay không. Cô bé vốn rất tò mò với hộp quà nhỏ màu hồng này, nghe thấy Vương Kiện nói vậy liền nhanh tay mở quà ra. Sau khi bóc giấy gói quà, cô bé nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ xinh xắn. Bên trong chiếc hộp là một chiếc lắc tay nhỏ xinh sáng lấp lánh. Chiếc lắc tay thật đẹp. Cô em vợ Tần Y kinh ngạc hô lên, trên mặt ngập tràn hâm mộ. Sau khi biết ngày sinh nhật của Tiêu Tiêu,
anh đã nhờ bạn ở châu Phi mua một viên kim cương nguyên khối ở một mỏ kim cương lớn rồi nhờ nhà trang sức nổi tiếng thế giới làm cho Tiêu Tiêu một chiếc lắc tay. Cả thế giới chỉ có một chiếc này mà thôi. Vương Kiện đắc ý khoe khoang sự quý giá của chiếc lắc tay, đồng thời cũng bày tỏ sự quan tâm của mình với sinh nhật của Tiêu Tiêu. Nếu đã là dây chuyền kim cương do nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới thiết kế riêng, ít nhất cũng phải mất hơn 100.000 ấy anh nhỉ. Hai mắt Tần Y sáng bừng lên, cô ta chỉ muốn chiếm ngay chiếc lắc tay này làm của riêng. Vương Kiện nở nụ cười kiêu ngạo, ung dung dựa lưng về phía sau rồi mới nói tiếp, chỉ kim cương không cũng không đắt lắm. Quan trọng là mời nhà thiết kế trang sức hàng đầu thế giới phải mất không ít tiền. Mấy khoản linh tinh cộng lại cũng chỉ khoảng 600.000 thôi. 600.000. Nghe thấy anh ta nói vậy, đám họ hàng thân thích đều sợ hãi hít sâu một hơi. Cậu chủ Vương có khác, thật hào phóng. Quan trọng là đối xử với Tiêu Tiêu rất tốt. Đợi đến khi cậu Vương trở thành bố của Tiêu Tiêu, tuổi thơ của con bé sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Phải đó, Tiêu Tiêu thật may mắn, sắp có bố là người có địa vị cao như cậu Vương đây. Đám họ hàng chẳng thèm đoái hoài đến Dương Thanh. Vương Kiện nghe họ nói vậy, nụ cười càng thêm tươi, không quên nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt khiêu khích. Vẻ mặt của Tần Thanh Tâm đã xám xịt lại. Mặc dù cô rất thất vọng với Dương Thanh nhưng cũng chưa từng đồng ý gả cho Vương Kiện. Hôm nay là sinh nhật của Tiêu Tiêu. Đừng nói là anh không chuẩn bị quà tặng cho con bé đấy nhé. Đúng lúc này, Tần Y đột nhiên châm chọc hỏi. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Đương nhiên là có, Dương Thanh nói. Nghe bố nói vậy, mặt Tiêu Tiêu đầy mong đợi. Đối với cô bé, món quà nào cũng không thể sánh bằng quà của bố. Bà Tần cau mày. Rõ ràng Dương Thanh đến tay không, nếu anh thật sự đã chuẩn bị quà thì có thể giấu vào đâu được. Mọi người cũng đang nghi hoặc. Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Dương Thanh ung dung tháo dây chuyền trên cổ mình xuống. Ha ha! Tần Y không nhịn được bật cười thành tiếng. Này Dương Thanh, đây là quà sinh nhật anh tặng con gái ruột của mình đấy à? Một viên đá đầy vết xước sao? Không phải là tiện tay nhặt ở ven đường đấy chứ? Dương Thanh lắc đầu. Thật thà đáp lại, nhặt được trên sa mạc Gobi. Câu nói này của anh khiến mọi người đều phá lên cười. Vừa rồi Tần Thanh Tâm vẫn còn nuôi một chút hy vọng với Dương Thanh, giờ đây ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo. Đây là lần đầu tiên anh đón sinh nhật với con gái mà chỉ tặng một viên đá tiện tay nhặt được. Quan trọng là ở trước mặt tất cả họ hàng thân thích, chẳng khác nào đang đánh thẳng vào mặt cô. Không ai biết viên đá nhặt được trên sa mạc Gobi này đã từng cứu mạng Dương Thanh không biết bao nhiêu lần. Mỗi một vết xước trên đó đều chứa đựng kỷ niệm sâu sắc. Chỉ riêng Tần Tiêu Tiêu nhìn thấy sợi dây chuyền này thì yêu thích vô cùng. Cô bé ngẩng đầu mỉm cười nói, con rất thích quà của bố. Bố đeo giúp con đi. Trên mặt của Dương Thanh chỉ còn lại sự dịu dàng vô hạn. Anh cẩn thận đeo dây chuyền cho con gái. Mặc dù bề mặt có rất nhiều vết xước nhưng khi Tiêu Tiêu đeo viên đá này trên cổ lại vô cùng đẹp mắt, giống như được chế tạo riêng cho cô bé vậy. Thế nhưng vì là do Dương Thanh tặng nên không ai chịu thừa nhận giá trị của nó. Một viên đá tiện tay nhặt được thì có gì quý hiếm. Bà Tần rất không vui, lập tức nói với Tần Thanh Tâm, mau đeo lắc tay cậu Vương tặng cho Tiêu Tiêu đi, để mọi người thấy được sự khác biệt giữa người giàu và kẻ nghèo. Bà ta không chỉ khen Vương Kiện mà còn tiện thể sỉ nhục Dương Thanh. Nhưng đúng lúc này, Dương Thanh lại cầm chiếc lắc tay khảm đầy kim cương lên, nhìn thoáng qua rồi ném thẳng vào thùng rác. Hành động này khiến mọi người phải trợn tròn mắt, không ngờ anh lại dứt khoát ném chiếc lắc tay trị giá 600.000 tệ đi như vậy. Cậu đang làm gì đấy, bà Tần giận tím mặt. Dương Thanh khẽ nhíu anh, đeo chiếc lắc tay này lâu không tốt cho sức khỏe. Mày nói nhảm. Vương Kiện vẫn luôn lịch sự nhã nhặn thấy Dương Thanh dám ném lắc tay mình tặng ngay trước mặt mọi người, anh ta thẹn quá hóa giận, tao mất bao nhiêu công sức mới mua được chiếc vòng tay này, sao thằng vô dụng như mày dám sỉ nhục tao? Dương Thanh lạnh lùng nhìn Vương Kiện hỏi, anh nói anh mất 600.000 tệ mới mua được chiếc lắc tay khảm kim cương hồng này. Vương Kiện cả giận nói, mày thấy có vấn đề gì? Nếu anh thật sự đã bỏ ra 600.000, tôi chỉ có thể nói anh là một thằng ngu nhiều tiền. Dương Thanh cười lạnh một tiếng, không đợi Vương Kiện lên tiếng phản bác đã nói tiếp, kim cương hồng là loại kim cương quý hiếm nhất, hiếm gặp tới mức không có một mức giá cố định. Trên thị trường kim cương rất ít khi nhìn thấy nó,
chỉ thỉnh thoảng xuất hiện trong một vài buổi đấu giá danh tiếng mà thôi. Năm 1987, nhà đấu giá Sotheby's đã chào bán một viên kim cương hồng 95 carat, mức giá cuối cùng lên tới 880.000 đô la Mỹ, tương đương mỗi carat trị giá 920.000 đô la Mỹ. Nếu đổi sang tiền chiêu châu cũng phải lên tới 60 triệu. Chiếc lắc tay này của anh ít nhất cũng phải 1,5 carat đúng chứ? Anh nói cho tôi biết, làm sao anh có thể dùng 600.000 mua một chiếc lắc tay khảm kim cương hồng vậy? Đây không phải là kim cương hồng tự nhiên, mà là kim cương thường đổi màu bằng chiếu xạ. Loại kim cương này có tính phóng xạ rất mạnh, nếu đeo trên người lâu ngày sẽ gây ra nguy hiểm cực lớn. Anh đưa một chiếc lắc tay có mức phóng xạ vượt tiêu chuẩn cho một đứa trẻ 4 tuổi, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì? Ánh mắt sắc bén của Dương Thanh bắn thẳng về phía Vương Kiệt, liên tục chất vấn khiến anh ta không nói nên lời. Cả căn phòng đều chìm vào yên lặng, mọi người nhìn chằm chằm Vương Kiệt. Ánh mắt của Tần Thanh Tâm cũng dần trở nên lạnh lẽo. Thẹn quá hóa giận. Sau một khoảng thời gian ngơ ngác, Vương Kiện bắt đầu hoảng loạn, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt tức giận của Tần Thanh Tâm anh ta lại càng sốt ruột, vội vàng giải thích, Thanh Tâm, em đừng nghe anh ta nói nhảm, sao anh có thể hại Tiêu Tiêu được. Vương Kiện đang rất chột dạ, anh ta không hiểu về kim cương hồng, nếu biết kim cương hồng đắt như vậy thì đánh chết anh ta cũng không tặng chiếc lắc tay này. Anh ta chỉ đưa cho bọn đàn em 600.000, bọn họ lại mua chiếc lắc tay này. Tôi nói nhảm. Dương Thanh cười lạnh nói, kim cương hồng quý hiếm và đắt đỏ như thế nào, nếu anh không biết thì có thể lên mạng tra thử, xem tôi có nói nhảm hay không. Dương Thanh, cậu câm miệng cho tôi. Khi Vương Kiện đang tiến thoái lưỡng nan, bà Tần phẫn nộ quát lớn, cậu là cái thá gì mà dám chỉ trích cậu chủ Vương. Cậu Vương đã nói rồi. Cậu ấy đã nhờ bạn mình mua chiếc lắc tay này từ nước ngoài về. Cho dù thật sự có vấn đề cũng không liên quan đến cậu ấy. Ít nhất cậu ấy còn bỏ công sức chuẩn bị quà cho Tiêu Tiêu, cậu thì sao? Mất tích 5 năm trời, lần đầu tiên gặp con gái ruột lại chỉ tặng một viên đá nát nhặt ở ngoài đường. Dương Thanh biết hiện giờ mình có giải thích cũng vô dụng. Dù sao trong mắt của bà Tần, anh chỉ là một thằng ăn hại. Nếu so sánh với cậu Vương thì anh ta là bầu trời cao quý còn anh chỉ là mặt đất thấp kém. Thế nhưng bà Tần không hề hay biết, trời đất trong mắt bà ta đã bị thay đổi. Đủ rồi. Tần Thanh Tâm vẫn đang im lặng rốt cuộc nổi giận. Cô hít một hơi thật sâu, kìm chế cơn giận đang khiến toàn thân run rẩy, trừng mắt nhìn Vương Kiệt, chồng tôi ném đồ của anh, tôi xin lỗi. Nhưng anh hãy yên tâm, tôi sẽ bồi thường 600.000 cho anh. Hả? Vương Kiện ngơ ngác hỏi lại rồi lắc đầu nguầy nguậy, lần này anh bị mù mắt tin tưởng nhầm người, tặng chiếc lắc tay có phóng xạ cho Tiêu Tiêu. Hôm khác anh sẽ tặng con bé một món quà tốt hơn. Khỏi cần, Tần Thanh Tâm lạnh giọng đáp. Thấy vậy, Vương Kiện cũng không nói gì thêm. Tần Thanh Tâm đang tức giận, rất phản cảm với anh ta. Nếu bây giờ còn tranh luận với cô, cơ hội của anh ta sẽ càng trở nên mong manh. Đúng lúc ấy. Một chiếc xe Rolls Royce màu đen mang biển số Giang A88888 chậm rãi đỗ lại trước cổng lớn nhà họ Tần. Phía sau là một chiếc Maserati màu trắng mới toanh chưa có biển số xe, nội thất bên trong xe được trang trí thuần một màu hồng, rõ ràng là xe dành cho nữ. Hai người đàn ông vạm vỡ bước ra khỏi chiếc Rolls Royce, vác theo một cái hòm đi vào nhà họ Tần. Thưa ông Tần, có người tới nói là tặng quà, còn mang theo một cái hòm rất lớn. Người giúp việc ra ngoài xem thử rồi phấn khích chạy về nói, phải rồi, ngoài cổng còn có một chiếc Rolls Royce biển Giang A88888. Lúc đầu nghe thấy có người tới tặng quà, người nhà họ Tần vẫn cảm thấy bình thường. Thế nhưng khi nghe thấy có một chiếc xe sang trọng mang biển Giang A88888 đỗ ở trước cổng, bọn họ đều vô cùng kinh ngạc. Ông Tần lập tức đứng bật dậy, vội vàng hỏi, có chắc là năm số 8 không? Thưa ông chủ, chắc chắn ạ. Đúng là năm số 8, người giúp việc đáp, tất cả mau theo tôi ra ngoài tiếp đón, ông Tần hô lên một tiếng rồi chạy thẳng ra ngoài cổng. Chủ nhân của chiếc xe mang biển Giang A88888 chính là người giàu nhất Giang Hải, Tô Thành Vũ. Sao ông ta không căng thẳng cho được? Ông Tần dẫn người chạy ra ngoài, trông thấy một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da sáng bóng. Chào ông! Ông Tần chạy vội tới trước mặt người đó, nhiệt tình chủ động bắt tay với đối phương. Vương Kiện nhìn thấy người đàn ông trung niên kia thì cực kỳ kinh hãi. Người này chính là quản gia của Tô Thành Vũ, Châu Phúc.
mặc dù ông ta chỉ là một quản gia nhưng kể cả là bố anh ta gặp Châu Phúc cũng phải cúi đầu khiêm nhường. Thì ra là quản gia Châu, không kịp tiếp đón từ xa, xin ông thứ tội, Vương Kiện tỏ vẻ thân quen chủ động giơ tay về phía Châu Phúc. Châu Phúc cau mày nhìn anh ta, cậu là ai? Vương Kiện vội tiếp lời, quản gia Châu, tôi là con trai của Vương Đại Lực, tuần trước còn cút. Vương Kiện chưa nói hết câu, Châu Phúc đã tức giận quát lên khiến anh ta bị dọa sợ suýt tè ra quần. Nhà họ Vương cũng được coi là thế lực hạng hai của Giang Hải. Nhưng nếu so với nhà họ Tô thì chẳng là cái thá gì. Vừa rồi anh ta còn định ra vẻ trước mặt mọi người, nào ngờ đã nhanh chóng bị lộ nguyên hình. Ông Tần đang định hỏi thăm cũng không dám lắm lời nữa. Châu Phúc lấy ra một tờ danh sách xính lễ, lớn tiếng đọc. Tiền vào như nước, 10 gian hàng ở quảng trường nhân dân. Mãi mãi dài lâu, 99% số cổ phần của khách sạn Kim Hy. Gắn bó keo sơn, một chiếc Maserati, một tòa biệt thự sao trời. Chấm. 1.500.000 tiền cưới hỏi. Đến lúc cuối cùng nói tới tiền cưới hỏi, mọi người mới hiểu được ý nghĩa của lần tặng quà này. Nhìn thấy tiền mặt được xếp đầy trong hòm, chìa khóa xe, chứng nhận quyền sở hữu cổ phần, giấy tờ bất động sản ở trước mặt, mỗi thứ đều có giá trị khổng lồ, mọi người sợ ngây người. Châu Phúc rời đi từ lâu nhưng bọn họ vẫn chưa hết khiếp sợ. Anh rể, anh sinh được một đứa con gái tốt thật đấy, rốt cuộc cũng có người lên tiếng. Đúng là nhà giàu nhất Giang Hải, quà cưới nhiều như thế này, Tần Y thật có phúc. Tần Y, đợi đến lúc gả vào nhà họ Tô cháu đừng quên cô chú họ hàng đấy nhé. Chẳng mấy chốc, tất cả mọi người đều vây quanh cô em vợ Tần Y. Chị gái là người đẹp nổi tiếng nhất Giang Hải, sao cô em có thể tầm thường được? Vốn Tần Y còn chưa kịp phản ứng lại, thế nhưng nghe thấy mọi người nhao nhao nịnh nọt xung quanh mình mới giật mình nghĩ tới, chị gái đã kết hôn, quà cưới hỏi này đương nhiên là của cô ta. Thế nhưng cô ta nghĩ mãi không ra mình tiếp xúc với con trai nhà họ Tô từ lúc nào. Dương Thanh đứng cạnh Tần Thanh Tâm, thấy trong mắt cô hiện lên sự ghen tị, không khỏi thấy lòng đắng chát. Những thứ này vốn là tặng cho cô, sao cô phải hâm mộ người khác? Thế nhưng sẽ không ai chịu tin lời anh nói. Nhìn thấy chưa, đây mới là tình yêu. Chị tôi gả cho anh không những chẳng được tặng xính lễ mà còn bị anh lấy đi 500.000. Loại đàn ông như anh không thể đem lại hạnh phúc cho chị tôi đâu. Tôi khuyên anh tốt nhất vẫn nên mau chóng ly hôn với chị tôi đi. Tần Y đi tới trước mặt Dương Thanh, một tay cầm chìa khóa xe Maserati, tay còn lại cầm giấy chứng nhận quyền sở hữu biệt thự, vẻ mặt đắc ý lắm. Dương Thanh lạnh lùng nhìn cô ta, mở miệng chế giễu, cô có chắc mấy thứ này là tặng cho cô không? Nghe xong, Tần Y chợt cảm thấy chột dạ. Dù sao cô ta cũng chưa từng tiếp xúc với người nhà họ Tô bao giờ. Nhưng cô ta lại lập tức gạt suy nghĩ này sang một bên, thẹn quá hóa giận nói, Dương Thanh cái đổ vô dụng nhà anh có ý gì hả? Nhà tôi chỉ còn tôi chưa kết hôn, những thứ này không tặng tôi thì tặng ai? Tặng anh à? Sự dịu dàng ẩn sâu trong con người máu lạnh Dương Thanh đang định giải thích, Tần Thanh Tâm đã quát lên, anh im miệng lại cho tôi. Mẹ ơi, con đói. Đúng lúc ấy, giọng nói của Tần Tiêu Tiêu vang lên. Nghe thấy con gái kêu đói, Tần Thanh Tâm nhìn sang ông Tần, bố, ăn cơm thôi. Ông Tần tên là Tần Đại Dũng, bởi vì không có năng lực nên địa vị trong gia tộc cực thấp. Thế nhưng năng lực của Tần Thanh Tâm lại cực kỳ xuất sắc, được chủ gia tộc họ Tần coi trọng. Có thể nói cả nhà có cuộc sống như hiện giờ đều nhờ vào Tần Thanh Tâm. Vậy nên địa vị của cô ở trong gia đình rất cao, chỉ mỗi chuyện kết hôn của cô là bị bố mẹ ép buộc. Bởi vì xe của Tô Thành Vũ, người giàu nhất Giang Hải xuất hiện, đã vậy còn tặng xính lễ nên Vương Kiện không dám kiêu ngạo đắc ý nữa. Anh ta không ở lại ăn cơm mà lấy cớ rời đi. Đến 5 giờ chiều, họ hàng thân thích đều rời đi, bà Tần Châu Ngọc Thúy nói với Tần Y, con đưa Tiêu Tiêu về phòng trước đi. Tần Y biết mẹ mình đang muốn dạy dỗ anh rể, vui sướng nhìn Dương Thanh rồi dẫn Tiêu Tiêu đi, Tiêu Tiêu đi chơi trốn tìm với dì nào. Tuy Tần Tiêu Tiêu rất muốn ở cùng bố nhưng nghe thấy dì rủ mình chơi trốn tìm liền nắm tay dì tung tăng chạy đi mất. Hiện giờ phòng khách chỉ còn lại Tần Đại Dũng, Châu Ngọc Thúy, Tần Thanh Tâm và Dương Thanh. Dương Thanh, nếu cậu đã trở về, chúng ta vẫn nên nói rõ ràng một số chuyện, Châu Ngọc Thúy chợt lên tiếng, cũng không còn vẻ chanh chua như lúc mới gặp Dương Thanh nữa. Dương Thanh gật đầu, lễ phép nói, mẹ cứ nói đi ạ.
Bấy giờ Châu Ngọc Thúy mới nói tiếp, cậu cũng biết 5 năm trước cậu và Thanh Tâm bị người ta hãm hại nên mới trở thành vợ chồng. Hai đứa không hề có tình cảm với nhau, vừa mới kết hôn cậu đã bỏ đi biệt tăm. Mấy năm nay, Thanh Tâm phải vừa làm bố vừa làm mẹ của Tiêu Tiêu, thậm chí đến cả tập đoàn Tam Hòa do con bé sáng lập cũng bị gia tộc chiếm đoạt. Mà tất cả những điều này đều do cậu mà ra. Dương Thanh nghe vậy rất đau lòng. Anh biết những chuyện này không phải do Châu Ngọc Thúy bịa ra mà là sự thật. Anh rời đi 5 năm, ngay trong lúc Tần Thanh Tâm đang mang thai. Có thể tưởng tượng ra được cô đã phải chịu đựng bao lời châm chọc ác ý. Tần Thanh Tâm cũng đỏ bừng hai mắt, hàm răng trắng cắn chặt cánh môi đỏ mọng. Mẹ, con hiểu những điều mẹ vừa nói. Nhưng xin mẹ hãy yên tâm, lần này con trở về là để bù đắp cho Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Từ nay về sau con sẽ không khiến mọi người thất vọng nữa. Vẻ mặt của Dương Thanh cực kỳ nghiêm túc, giọng nói chân thành. Anh không biết mình nên nói gì, chỉ có thể dùng sự chân thành của mình để bày tỏ thái độ. Cậu còn dám nói về sau này với chúng tôi sao? Chợt Tần Đại Dũng đứng bật dậy, tức giận nói, cậu coi con gái của tôi là hàng hóa sao? Muốn thì giữ, không muốn thì vứt bỏ phải không? Dứt lời. Ông ta chỉ tay sang đống trang sức bày kín mặt bàn, cậu nhìn người ta đi, vì muốn cưới con gái tôi mà đã gửi tới những gì. Cậu lại chỉ là một thằng vô dụng, thật sự cho rằng chỉ cần đi lính 5 năm là có thể khiến con gái tôi hạnh phúc sao? Con gái tôi đã bị cậu làm lỡ dở 5 năm trời, sáng mai hai đứa hãy ly hôn đi. Châu Ngọc Thúy cũng bị Tần Đại Dũng làm kích động, nước mắt rơi lã chã, vừa khóc vừa nói, ông ấy nói đúng, ngày mai hai đứa hãy ly hôn đi. Đàn ông muốn theo đuổi con gái tôi đủ để xếp hàng quanh Giang Hải, vậy mà lại bị thằng vô dụng như cậu chà đạp, cậu còn muốn tiếp tục dây dưa với con bé nữa sao? Nếu cậu thật sự yêu con bé thì hãy ly hôn với con bé đi. Trên mặt Dương Thanh ngập tràn đau đớn, cho dù bố mẹ vợ có nói anh thế nào, mắng chửi anh ra sao đều là anh đáng phải chịu. Chỉ cần nghĩ tới Tần Thanh Tâm đã phải chịu đựng một mình nhiều năm như vậy, trái tim của anh lại quặn đau. 5 năm trước anh rời đi là vì cảm thấy mình không xứng với Tần Thanh Tâm, chỉ khi nhập ngũ, anh mới có thể gây dựng sự nghiệp, có tư cách sánh vai bên cô. Thế nhưng anh không thể ngờ rằng, chỉ một lần mà cô đã mang thai. Tần Thanh Tâm nước mắt rơi lã chã. Nhiều năm chịu đựng một mình đã khiến cô trở nên kiên cường hơn rất nhiều, cho dù có khóc cũng không chịu để mình phải khóc thành tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tần Thanh Tâm, Dương Thanh lại càng cảm thấy khó chịu. Hiện giờ, cho dù Tần Thanh Tâm muốn sao trên trời anh cũng phải nghĩ cách hái xuống cho cô. Thế nhưng, liệu cô có chịu đón nhận anh không? Cho tới bây giờ, anh mới hiểu được trước giờ vẫn chỉ có một mình anh yêu đơn phương. Kỳ thật anh đã thích cô từ rất lâu rồi, sớm hơn cả 5 năm trước. Thế nhưng cô chưa từng nhìn anh, cho dù có bị người khác hãm hại, đăng ký kết hôn với anh vì danh dự gia tộc thì sự thật vẫn giống như Tần Đại Dũng vừa nói. Giữa hai người vốn không hề có tình cảm. Dương Thanh lại tự cho mình là đúng, tưởng rằng chỉ cần xứng đáng với Tần Thanh Tâm là có thể mang lại hạnh phúc cho cô. Giờ phút này, anh mới nhận ra, anh đã sai. Sai suốt 5 năm trời. Bịch! Dương Thanh chợt đứng dậy, quỳ xuống trước mặt Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy. Một tiếng động lớn vang lên, cả căn phòng như bị rung chuyển. Xin bố mẹ hãy nhận của Dương Thanh một lạy. Dương Thanh nghiêm túc nói. Bịch! Anh dập đầu xuống nền đá cẩm thạch cứng rắn. Dương Thanh, cậu làm gì vậy? Trông thấy trên trán Dương Thanh rỉ đầy máu tươi, Châu Ngọc Thúy sợ hãi hô lên. Cậu đừng tưởng dùng khổ nhục kế là có thể được Thanh Tâm tha thứ. Tần Đại Dũng cũng kinh ngạc, vội vàng nhìn sang Tần Thanh Tâm đang khóc nức nở. Thanh Tâm, con đừng để bị cậu ta lừa. Cả đời cũng đừng tha thứ cho kẻ vô dụng này. Bịch! Dường như Dương Thanh không nghe thấy gì cả, cứ liên tục dập đầu xuống nền nhà. Một lạy này là để cảm ơn bố mẹ đã chăm sóc Thanh Tâm và Tiêu Tiêu suốt những năm qua. Dứt lời, anh lại dập đầu xuống. 5 năm nay, Dương Thanh không thể làm tròn trách nhiệm của một người chồng, người cha, khiến Thanh Tâm phải chịu người ta sỉ nhục, khiến Tiêu Tiêu từ nhỏ đã không có bố, còn có lỗi với bố mẹ, cũng có lỗi với Thanh Tâm và Tiêu Tiêu. Bịch, bịch, bịch. Mỗi lần dập đầu anh đều dập rất mạnh, tựa như chỉ làm như vậy mới có thể giảm bớt đau đớn trong lòng. Dương Thanh dập đầu cả chục lần liên tiếp, máu không ngừng chảy trên trán. Tần Thanh Tâm đứng bên cạnh cũng nước mắt giàn giụa. Cuối cùng Dương Thanh đứng dậy. Giờ đây,
anh đã thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Anh đi tới trước mặt Tần Thanh Tâm đang khóc nức nở, chợt mở miệng nói, Thanh Tâm, chúng ta ly hôn đi. Nghe Dương Thanh nói vậy, toàn thân cô đều run lên. Tần Đại Dũng và Châu Ngọc Thúy cũng vô cùng kinh ngạc. Tần Thanh Tâm run rẩy đứng thẳng người, mím chặt môi. Mặc dù lớp trang điểm trên mặt đã không còn nhưng cô vẫn rất xinh đẹp. Bốp! Ly hôn! Cô thẳng tay tát vào mặt Dương Thanh, tức giận hét lên, anh coi tôi là loại người gì? Tôi thừa nhận, chuyện của 5 năm trước anh cũng là người bị hại. Nếu không muốn kết hôn với tôi thì có thể từ chối, tại sao đã kết hôn rồi còn muốn rời đi? Sau khi anh đi, tôi đã phải chịu rất nhiều lời phỉ báng, chửi rủa, anh có biết không? Con gái đi nhà trẻ bị bạn bè bắt nạt, mắng con bé là con hoang không có bố, anh có biết không hả? Mỗi lần con bé cầm bức ảnh kết hôn duy nhất của chúng ta hỏi tôi bao giờ bố nó mới về, anh có biết tôi đau lòng như thế nào không? Khó khăn lắm tôi mới đợi được chồng mình trở về, khó khăn lắm con gái mới đợi được bố, vậy mà anh lại nói muốn ly hôn sao? Anh nói xem, anh có xứng đáng với sự chờ đợi của tôi, của con gái hay không? Cuối cùng Tần Thanh Tâm nổi điên, cô khóc giống lên như muốn xả ra toàn bộ uất ức trong suốt 5 năm qua. Mỗi một câu chất vấn của Tần Thanh Tâm đều khiến trái tim Dương Thanh nhói đau. Giây phút cô hét lên, người anh hùng từng lăn lộn nơi chiến trường khốc liệt, cho dù trên người chịu nghìn vết thương cũng chưa từng kêu đau lại vì cô mà rơi nước mắt. Dương Thanh bước lên một bước, mạnh mẽ ôm chặt Tần Thanh Tâm vào lòng. Buông tôi ra, cút đi, cút ra khỏi cuộc sống của tôi ngay lập tức. Không phải anh muốn ly hôn với tôi sao? Ngày mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn, Tần Thanh Tâm vừa vùng vẫy vừa khóc. Cô dùng sức đập thật mạnh vào ngực Dương Thanh. Cánh tay của Dương Thanh cứng rắn như gọng kìm, để mặc cô đánh, anh nhẹ giọng thì thầm bên tai cô, xin lỗi em. Cả đời này anh sẽ không rời xa hai mẹ con em nữa. Chào chủ tịch. Thấy cảm xúc của Tần Thanh Tâm đã dần ổn định lại, Châu Ngọc Thúy sợ hãi vội vàng chạy lên tách hai người họ ra. Giận dữ nói, Thanh Tâm bảo cậu cút, cậu còn ở đó làm gì? Cút đi cho tôi, dầm một tiếng, Dương Thanh bị bà ta cưỡng chế đuổi ra ngoài. Mặc dù bị đuổi đi nhưng Dương Thanh vẫn rất vui vẻ, bởi vì Tần Thanh Tâm không muốn ly hôn. Không cần biết là vì danh tiếng hay là vì con gái, không ly hôn vẫn là kết quả tốt đẹp nhất đối với Dương Thanh. Sau khi rời khỏi nhà Tần Thanh Tâm, Dương Thanh đến thẳng chi nhánh của tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Trụ sở chính của tập đoàn Nhạn Thanh nằm ở Yến Đô, do mẹ của Dương Thanh là Dương Tuyết Nhạn sáng lập khi chưa quen biết bố của anh. Về sau khi chuyện hai người họ yêu nhau bị lộ ra, gia tộc Vũ Văn đã cướp đi mất. Đến khi biết địa vị của Dương Thanh ở biên giới phía Bắc, gia tộc Vũ Văn mới chịu trao trả lại tập đoàn Nhạn Thanh cho anh. Đứng dưới tòa cao ốc hùng vĩ của tập đoàn Nhạn Thanh, Dương Thanh không khỏi cảm thán. Chỉ cần nghĩ tới những đau thương và tủi nhục mà mẹ đã phải chịu đựng. Anh lại cảm thấy vô cùng phẫn nộ. Một ngày nào đó, mình nhất định sẽ đích thân đến gia tộc Vũ Văn một chuyến, cơn giận trong mắt Dương Thanh dần tan biến. Đúng lúc này, một người phụ nữ ăn mặc chỉnh tề bước ra khỏi một chiếc xe Maserati màu trắng trong bãi đỗ xe của tập đoàn Nhạn Thanh. Người phụ nữ này chính là cô em vợ Tần Y của Dương Thanh. Chiếc xe sang trọng kia chính là một trong những xính lễ mà nhà họ Tần vừa nhận được. Cô ta sốt sắng lái ngay ra ngoài. Cũng không sợ trở thành trò cười. Tần Y, hâm mộ cậu thật đấy. Được lọt vào mắt xanh cậu chủ nhà họ Tô, người ta lại còn đưa tới bao nhiêu là xính lễ nữa. Cậu được gả vào nhà giàu rồi thì cũng đừng quên cô bạn thân này đấy nhé. Một cô gái mặc đồng phục của tập đoàn Nhạn Thanh tươi cười đi tới chỗ Tần Y. Tần Y rất nhiệt tình ôm tay cô gái kia, cười nói, quên ai cũng không quên được cậu đâu. Hiện giờ mình vẫn cần phải nhờ cậu giúp đây. Tần Y, cậu cứ yên tâm đi, có mình ra tay, chuyện của cậu dễ như trở bàn tay thôi. Dù gì mình cũng là giám đốc phòng nhân sự nắm giữ quyền sinh sát trong tay cơ mà. Nếu không phải công ty có quy định phải nộp hồ sơ, mình đã làm thủ tục nhậm chức cho cậu luôn rồi. Nhưng không sao hết, lát nữa chỉ là làm qua loa cho đúng quy trình thôi. Vậy thì phải cảm ơn giám đốc Tôn nhiều rồi. Giữa chúng ta còn phải khách sáo nữa sao? Hai người cười nói vui vẻ. Dường như quan hệ rất thân thiết. Dương Thanh. Vừa mới đi tới cổng công ty, Tần Y đã trông thấy Dương Thanh, cô ta lập tức kinh ngạc hô lên. Dương Thanh chưa kịp lên tiếng, cô ta đã xa sầm mặt, tức giận nói, anh là đồ biến thái cuồng theo dõi.
bị mẹ tôi đuổi đi lại muốn tới quấy rối tôi sao? Nói cho anh biết, cho dù anh có quỳ xuống cầu xin tôi cũng sẽ không giúp anh đâu. Dương Thanh khẽ cau mày, cười lạnh nói, theo dõi cô. Không lẽ cô mắc chứng hoang tưởng sao? Tần Y bị nghẹn họng không nói nên lời, nhưng chỉ một thoáng sau, cô ta chợt nghĩ tới điều gì đó, che mặt cười nhạo, anh tới để phỏng vấn xin việc đúng không? Dương Thanh không thèm để ý tới cô ta, im lặng nhấc chân định bước vào trong. Anh vừa mới nhấc chân lên, Tần Y đã chạy tới ngăn cản, vẻ mặt đầy khiêu khích, Dương Thanh, tôi khuyên anh đừng cố gắng vô ích nữa. Anh biết tập đoàn Nhạn Thanh là gì không? Đây chính là sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô đấy. Mặc dù chi nhánh Giang Hải vừa mới thành lập nhưng cũng không phải là nơi loại rác rưởi gì cũng có thể vào. Tần Y, đây là ai? Tôn Điềm nghi hoặc hỏi. Tần Y khinh thường liếc nhìn Dương Thanh rồi nói với Tôn Điềm, anh ta chính là đồ vô dụng 5 năm trước từng lừa gạt chị gái mình, cuỗm tiền chạy mất. Bây giờ chắc là tiêu hết tiền rồi nên vẫn muốn tiếp tục quấn lấy chị mình. Sao nhà mình có thể chấp nhận anh ta? Ban nãy anh ta bị nhà mình đuổi đi rồi. Tôn Điềm giật mình buột miệng nói, thì ra anh ta chính là tên cặn bã đã vấy bẩn đời chị cậu sao. Nói xong, cô ta mới nhớ tới người mình vừa nói đang đứng ngay trước mặt, vội vàng che miệng lại, lúng túng nói, xin lỗi. Tôn Điềm, anh ta chính là đồ vô dụng, cậu không nói sai gì cả, sao phải xin lỗi, Tần Y tỏ vẻ không sao cả. Tôn Điềm nhìn Dương Thanh, gấp giọng nói, xin lỗi anh, công ty của chúng tôi đã tuyển đủ người rồi. Anh nên trở về đi. Rõ ràng cô ta đang muốn giúp đỡ Tần Y. Chi nhánh vừa mới thành lập, đáng lẽ phải cực kỳ thiếu người mới đúng, sao lại tuyển đủ người được? Dương Thanh không thèm để ý tới những lời bọn họ nói. Hiện nay, đừng nói là một cái chi nhánh nhỏ nhoi này, cả tập đoàn Nhạn Thanh đều là của anh. Cho dù không có tập đoàn Nhạn Thanh, tiền tài và địa vị của anh cũng vượt xa gia tộc Vũ Văn. Dương Thanh cất bước định đi vào công ty. Tôn Điềm sốt ruột vội vàng chạy tới ngăn cản anh, sao anh lại như vậy? Tôi đã nói tập đoàn Nhạn Thanh tuyển đủ người rồi. Sao anh còn muốn đi vào? Anh còn bước thêm một bước, tôi sẽ gọi bảo vệ. Cút ra! Dương Thanh bỗng quát lớn một tiếng, toàn thân tản ra khí lạnh. Tôn Điềm bị tiếng quát này dọa sợ lùi lại về sau. Dương Thanh nhẫn nhịn chịu đựng hết thảy ở nhà họ Tần đều là vì Tần Thanh Tâm và con gái. Nhưng điều đó không có nghĩa là ai cũng có thể lên mặt với anh. Dương Thanh, gan anh to thật đấy, dám dương oai ở trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh sao, Tôn Điềm sợ Dương Thanh, nhưng Tần Y thì không. Giám đốc Tôn, cô sao vậy? Một người đàn ông trung niên mặc đồng phục bảo vệ đi tới hỏi Tôn Điềm. Sắc mặt của Tôn Điềm rất lạnh lùng, cô ta chỉ tay vào Dương Thanh, giận dữ nói, đội trưởng Trương, người này muốn xông vào công ty. Tôi nghi ngờ anh ta có ý đồ gây rối. Hôm nay chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh sẽ tới, nếu các ông để người không liên quan đi vào, hậu quả sẽ không chỉ đơn giản là mất việc đâu. Trong lời nói của Tôn Điềm chứa đựng sự cảnh cáo, đội trưởng Trương giật mình, lập tức nói vài câu vào bộ đàm. Chẳng mấy chốc đã có hơn 10 bảo vệ trang bị đầy đủ chạy tới. Y, chúng ta đi thôi, Tôn Điềm lạnh lùng liếc nhìn Dương Thanh. Tần Y vô cùng đắc ý. Cười lạnh nhìn anh, muốn đi làm ở tập đoàn Nhạn Thanh sao? Đừng có mơ, dứt lời, cô ta liền đi theo Tôn Điềm. Thằng nhãi, đây không phải nơi mày có thể làm càn đâu, mau cút đi cho tao, đội trưởng Trương kiêu ngạo nói. Dương Thanh híp mắt lại, giọng điệu cực kỳ lạnh lùng, các người còn không thèm hỏi tôi là ai, tới đây làm gì đã muốn đuổi tôi đi sao? Các người làm bảo vệ như vậy đó hả? Đội trưởng Trương nhíu mày, giám đốc Tôn nói mày định gây rối. Tao đuổi mày đi thì có vấn đề gì? Cô ta nói gì các người cũng tin sao? Các người thích làm chó của người khác như vậy hả? Sắc mặt của Dương Thanh đã không còn độ ấm, giọng nói cũng lạnh lùng hơn rất nhiều. Nghe anh nói vậy, cả đám bảo vệ đều sững sờ. Thằng nhãi, mày muốn chết hả? Đội trưởng Trương giận tím mặt, cao giọng quát, lên hết cho tao, đánh chết thằng khốn này đi. Kít! Đúng lúc ấy! Một chiếc xe Audi A8 màu đen phanh gấp lại trước cổng tập đoàn Nhạn Thanh. Một người đàn ông trung niên mặc vest đi giày da chỉnh tề vội vàng bước xuống. Chào xếp Lạc, đám bảo vệ vội vàng đứng thẳng tắp. Thế nhưng xếp Lạc không thèm nhìn họ lấy một cái, mặt mày tái mét vì sợ hãi, chạy tới chỗ Dương Thanh khom người kính cẩn nói, chào chủ tịch. Vinh hạnh của tôi.
Đám bảo vệ như hóa đá khi nghe thấy lời của Sếp Lạc. Sếp Lạc là tổng giám đốc, lãnh đạo cao nhất của chi nhánh Giang Hải. Người được ông ta gọi như vậy chỉ có một, đó chính là chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh. Đội trưởng Trương nhớ tới vừa nãy mình suýt ra tay đánh anh, mặt mày xám xịt. Bỗng bịch một tiếng, ông ta quỳ rạp dưới chân Dương Thanh, vội vàng xin xỏ, chủ tịch, tôi có mắt không tròng, coi thường cậu. Xin cậu hào phóng rộng lượng tha cho tôi. Sếp Lạc vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, ngay sau khi nhận được tin báo chủ tịch sắp tới công ty, ông ta đã vội vàng chạy tới. Nào ngờ Dương Thanh đã đứng ở ngoài cổng, dường như còn đang có xích mích với người của ông ta. Xảy ra chuyện gì, Sếp Lạc giận dữ hỏi. Để đi lên được vị trí tổng giám đốc, ông ta đã phải trả giá quá nhiều. Hiện giờ chi nhánh vừa mới thành lập, người của ông ta đã gây sự với chủ tịch, khiến ông ta vô cùng tức giận. Dương Thanh lạnh lùng nói, hào phóng rộng lượng. Không lẽ nếu tôi không tha cho ông thì tôi sẽ trở thành kẻ hẹp hòi hay sao? Nghe Dương Thanh nói vậy, đội trưởng Trương bị dọa sợ suýt tè ra quần, mếu máo kêu, tôi không có ý đó đâu chủ tịch. Tôi thực sự biết sai rồi, xin cậu hãy cho tôi thêm một cơ hội. Dương Thanh lạnh giọng quát, cút. 5 năm chinh chiến, Dương Thanh đã sớm hiểu rõ một điều, làm sai nhất định phải bị trừng phạt. Với thân phận của anh, vốn dĩ không cần phải so đo với một đội trưởng đội bảo vệ nhỏ bé. Thế nhưng tập đoàn Nhạn Thanh là thứ duy nhất mẹ anh để lại trên thế gian này, không ai được phép gây tổn hại đến danh tiếng của nó. Đội trưởng Trương còn muốn cầu xin nhưng Sếp Lạc đã giơ chân đá ông ta ngã nhào, quát lớn, đuổi ông ta đi cho tôi. Thái độ của Lạc Bân cực kỳ khiêm nhường. Ông ta đã được nghe một số lời đồn về Dương Thanh. Hai người bước vào công ty. Tất cả mọi người đều kinh hãi nhìn Dương Thanh. Sếp Lạc giữ chức vụ cao nhất lại cúi người kính cẩn đi theo sau anh. Bọn họ đã nghe nói từ trước về chuyện chủ tịch tập đoàn Nhạn Thanh sẽ tới đây. Trông dáng vẻ khiêm nhường của Lạc Bân, không khó nhìn ra được thân phận của Dương Thanh. Sếp Lạc vừa mới tới Giang Hải đã có vô số người của các gia tộc quyền quý tới thăm hỏi. Hiện giờ lại đi sau lưng một người thanh niên trẻ tuổi như vậy, thật không thể tin nổi. Nói thừa, với thân phận của Sếp Lạc, cho dù là người giàu nhất Giang Hải tới cũng không thể được đối xử như vậy. Người này nhất định chính là chủ tịch trẻ thật đấy. Con tim tôi sao xuyến mất rồi. Sự xuất hiện của Dương Thanh khiến mọi người bàn tán xôn xao. Tần Y, cậu mau xem này, người Sếp Lạc đang đi theo có phải là Dương Thanh không? Sau khi làm xong quy trình tuyển dụng, vừa mới đi tới đại sảnh, Tôn Điềm đã nhìn thấy bóng lưng của Dương Thanh, lập tức kinh ngạc hỏi. Đến khi Tần Y nhìn sang, bóng dáng của Dương Thanh đã biến mất ở cuối hành lang. Cậu cũng nói là người Sếp Lạc đi theo còn gì? Cậu cảm thấy người đó có thể là đồ vô dụng kia sao? Tần Y buồn cười nói. Tôn Điềm vỗ trán nói, mình đúng là bị hâm rồi. Người được Sếp Lạc đối đãi như vậy chắn chắn là chủ tịch tập đoàn. Trong văn phòng xa hoa trên tầng cao nhất của công ty. Dương Thanh ung dung ngồi trên ghế sofa nhắm mắt nghỉ ngơi, không nói lời nào. Lạc Bân cẩn thận ngồi xuống bên cạnh, chủ tịch, cậu tới đây nhất định là có điều gì cần dặn dò. Xin cậu cứ nói, tôi nhất định sẽ không làm cậu thất vọng. Đợi đi. Dương Thanh lạnh lùng đáp lại hai chữ rồi im lặng, hai mắt vẫn nhắm chặt. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Dương Thanh vẫn ngồi đó nhắm mắt nghỉ ngơi, khiến Lạc Bân cảm thấy vô cùng áp lực. Trán ông ta đã rịn đầy mồ hôi lạnh, trong lòng lo sợ bất an. Chủ tịch nói đợi là đang đợi ai? Không phải là chủ tịch nắm được nhược điểm gì rồi đấy chứ? Trong lúc Lạc Bân đang thấp thỏm chờ đợi, cửa phòng làm việc bị đẩy ra. Ông ta đang định khiển trách thì thấy người đó đi tới đưa cho Dương Thanh một tập tài liệu, anh Thanh, đây là thứ anh cần. Lúc này, Dương Thanh mới mở mắt đọc tài liệu, sắc mặt dần trở nên âm trầm. Lạc Bân bối rối không dám rời mắt khỏi tập tài liệu kia, trong lòng chợt cảm thấy bất an lạ thường. Bịch! Dương Thanh hung hăng ném tập tài liệu vào người Lạc Bân, đọc lên cho tôi. Thấy Dương Thanh nổi giận như vậy, Lạc Bân không khỏi run bần bật, vội vàng nhặt tài liệu từ dưới đất lên. Ngày 5 tháng 6, nhận hối lộ ở khách sạn Duyên Kiếp. Lạc Bân chỉ đọc câu đầu tiên đã vội ngậm miệng lại, không dám đọc tiếp nữa. Bên trong tập tài liệu này có toàn bộ chứng cứ phạm tội của ông ta trong vòng chưa đầy một tháng từ khi nhậm chức tổng giám đốc đến nay. Điều khiến ông ta sợ hãi nhất chính là, thời gian và địa điểm của những lần phạm tội đều được ghi chép rất rõ ràng,
hết đường chối cãi. Dương Thanh nổi giận nói, đọc tiếp đi. Lạc Bân bị dọa toàn thân run rẩy, quỳ rạp dưới chân Dương Thanh, chủ tịch, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Xin cậu cho tôi thêm một cơ hội. Lúc này, trên mặt Lạc Bân đã giàn giụa nước mắt. Từ một nhân viên cấp thấp nhất, ông ta bỏ tới vị trí hôm nay cũng không dễ dàng gì. Mấy chục năm làm trong công ty, ông ta đều rất tuân thủ quy định, chưa từng nhận hối lộ. Mãi cho đến khi tổng công ty bổ nhiệm ông ta làm tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải, rất nhiều gia tộc có máu mặt đã chủ động tới lấy lòng ông ta, khiến ông ta không chịu được cám dỗ, âm thầm nhận không ít quà cáp. Anh Thanh, có cần giết luôn không? Trong khi Lạc Bân đang lo lắng không biết mình còn có thể làm tổng giám đốc nữa hay không, Mã Siêu chợt nói một câu khiến ông ta suýt ngất xỉu tại chỗ. Đương nhiên Mã Siêu không hề nói đùa, anh ta hiểu rất rõ ý nghĩa của tập đoàn Nhạn Thanh với Dương Thanh. Lạc Bân nhận hối lộ chứng tỏ ông ta đã vì lợi ích cá nhân gây tổn hại đến lợi ích của công ty. Đúng là gan to bằng trời. Cộp cộp cộp. Dương Thanh không lên tiếng, chậm rãi gõ ngón tay xuống mặt bàn trà như đang vẽ bùa đòi mạng. Lạc Bân đã nhún cả hai chân, không còn sức để cầu xin thêm nữa. Nể tình đây là lần đầu phạm lỗi, tôi có thể cho ông thêm một cơ hội. Nhưng hãy nhớ lấy, nếu ông còn tái phạm, số tiền ông nhận hối lộ sẽ trở thành thứ đưa ông vào chỗ chết đấy. Dương Thanh nheo mắt nói rồi đứng dậy rời đi. Lạc Bân vui sướng như từ cõi chết trở về, vội vàng cam đoan với bóng lưng của Dương Thanh, cảm ơn chủ tịch, tôi xin hứa sẽ không có lần sau nữa đâu. Ông ta vốn tưởng mình phải ăn cơm tù, nào ngờ Dương Thanh lại đồng ý cho mình một cơ hội, không khỏi biết ơn tột cùng. Ông ta thầm thề, nhất định phải tận tâm làm việc cho anh. Mã Siêu đi theo Dương Thanh ra khỏi công ty, khó hiểu hỏi, anh Thanh, tại sao còn muốn giữ ông ta lại? Tôi vừa mới trở về, dưới tay không có nhiều người dùng được. Muốn xử lý ông ta rất dễ, nhưng muốn tìm một tổng giám đốc đã quen với công việc trong tập đoàn Nhạn Thanh thì rất khó. Dương Thanh đáp lại một câu rồi nói tiếp, tập đoàn Nhạn Thanh bị gia tộc Vũ Văn chiếm đoạt nhiều năm như vậy, đám lãnh đạo đều do gia tộc Vũ Văn bồi dưỡng nên. Trừ phi bây giờ lập tức đổi toàn bộ người đi, nhưng nếu thực sự làm như vậy, công ty sẽ bị hủy trong tay tôi. Cho dù muốn đổi cũng không phải lúc này, chuyện này không thể nóng vội được, em hiểu rồi, anh Thanh muốn bồi dưỡng người của mình, đợi đến khi thời cơ chín muồi mới thay máu cả tập đoàn. Mặc dù Mã Siêu giỏi võ nhưng cũng không phải loại người lỗ mãng. Anh ta nhanh chóng hiểu được ý đồ của Dương Thanh, anh Thanh đã có được chứng cứ phạm tội của Lạc Bân, ngay lúc ông ta sắp tuyệt vọng, anh lại cho ông ta thêm một cơ hội. Ông ta nhất định sẽ rất biết ơn, từ đó sẽ hết mình vì công ty. Nếu sau này Lạc Bân có thể làm việc nghiêm chỉnh, lại thực sự có năng lực, anh Thanh nhất định sẽ cho ông ta cơ hội lớn hơn để thể hiện. Dương Thanh nhìn Mã Siêu bằng ánh mắt phức tạp. Anh thở dài, với năng lực của cậu, nếu ở lại biên giới phía Bắc thì tiền đồ sẽ rất sáng lạn. Nhưng cậu lại chọn đi theo tôi, rất đáng tiếc. Mã Siêu vô thức đứng thẳng lưng, thành thật nói, ở biên giới phía Bắc, anh Thanh chính là thần. Nếu không có anh, không biết em đã phải chết bao nhiêu lần. Được đi theo anh là vinh hạnh của em. Dương Thanh không nói gì nữa. Đi thêm vài bước, anh chợt dừng lại, điều tra cho tôi một chuyện. Rốt cuộc 5 năm trước là ai đã hãm hại tôi và Tần Thanh Tâm? Đột nhiên, người Dương Thanh tản ra khí thế vô cùng đáng sợ, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Chỉ tay 5 ngón. Sáng ngày hôm sau, trên tầng cao nhất của tập đoàn Tam Hòa. Công ty tổ chức cuộc họp thường kỳ vào mỗi thứ hai hàng tuần. Hiện giờ cả đám con cháu nhà họ Tần đều đang ngồi quanh bàn họp. Tần Thanh Tâm, nghe nói thằng chồng vô dụng mất tích 5 năm kia của cô đã trở về. Người nói là anh họ Tần Phi của Tần Thanh Tâm, nhắc thấy cô bước vào phòng họp, anh ta đã cười cợt hỏi. Anh ấy trở về hay không thì liên quan gì tới anh, Tần Thanh Tâm cau mày phản bác. Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng nhà họ Tần suy bại do chuyện xấu của hai người. Nếu không bây giờ nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu ở Giang Hải rồi. Tần Phi khiêu khích nói, nếu là người phụ nữ khác để xảy ra chuyện như vậy thì đã không còn mặt mũi sống tiếp nữa. Không ngờ cô còn dám sinh ra một đứa con hoang, đúng là nỗi ô nhục của nhà họ Tần. Anh câm miệng lại cho tôi, Tần Thanh Tâm đứng bật dậy, tức giận quát. Muốn nói cô thế nào cũng được, nhưng nói con gái của cô thì không thể. Đây là giới hạn cuối cùng của cô, không được động vào.
đám người nhà họ Tần có mặt trong phòng họp không có ai chịu đứng ra nói giúp Tần Thanh Tâm. Bọn họ đều đang cười trên nỗi đau của người khác, chờ xem kịch vui. Ông cụ tới rồi. Tần Phi vốn định nói tiếp thì nghe thấy một loạt tiếng bước chân ở cửa ra vào, anh ta lạnh lùng liếc mắt nhìn Tần Thanh Tâm, không nói thêm gì nữa. Ngay sau đó, cụ Tần đầu tóc bạc trắng chậm rãi bước vào ngồi lên ghế chủ tịch. Dưới trướng nhà họ Tần có không ít công ty nhưng tập đoàn Tam Hòa vẫn phát triển nhất. Đây cũng là nguyên nhân khiến cụ Tần lập tức biến nơi đây thành sản nghiệp chính của nhà họ Tần, ngay sau khi thu hồi tập đoàn Tam Hòa vào 4 năm trước. Mỗi lần ngồi đây họp, Tần Thanh Tâm đều cảm thấy đau xót. Đây là sản nghiệp do một tay cô sáng lập nên, hiện giờ lại thuộc về gia tộc. Cho dù cô không cam lòng đến mức nào cũng không thể thay đổi được điều gì. Mặc dù cụ Tần đã lớn tuổi nhưng không hề có ý định từ chức. Không những thế, lão ta càng ngày càng tìm cách nắm chặt tập đoàn trong tay. Lão ta quét mắt nhìn mọi người một lượt rồi mở miệng, tháng trước, gia tộc Vũ Văn ở Yến Đô đã thành lập một chi nhánh ở Giang Hải, hiện giờ vẫn đang chuẩn bị đi vào hoạt động. Tôi đã nhận được tin tức mới nhất, chi nhánh sắp chính thức hoạt động. Rất nhiều gia tộc đổ xô tới muốn được hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh. Nhà họ Tần chúng ta không thể bị bỏ lại phía sau. Có thể nói, nhà họ Tần muốn trở thành gia tộc hàng đầu tại Giang Hải thì bắt buộc phải hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh. Nghe lão ta nói vậy, tất cả mọi người đều cảm thấy phấn chấn hơn hẳn, có người còn hỏi, thưa cụ, nếu có thể hợp tác được với tập đoàn Nhãn Thanh thì sẽ được thưởng gì ạ? Cụ Tần nhìn người vừa đặt câu hỏi, cười lạnh nói, nếu ai giành được dự án hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh, tôi sẽ nhường vị trí chủ tịch tập đoàn Tam Hòa cho người đó. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ cụ Tần lại dùng tập đoàn Tam Hòa làm phần thưởng cho người có thể đàm phán được với tập đoàn Nhãn Thanh. Tần Thanh Tâm cắn chặt môi, tập đoàn Tam Hòa vốn là của cô. Muốn có được dự án với tập đoàn Nhãn Thanh đương nhiên rất khó, nếu không cụ Tần cũng sẽ không lấy vị trí chủ tịch làm phần thưởng. Trong giây phút ấy, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Tần Thanh Tâm và Tần Phi. Một người là cháu trai trưởng được cụ Tần coi trọng nhất, người còn lại thì có năng lực xuất chúng. Hiện giờ hai người này đều khiến cụ Tần rất hài lòng, nhưng mọi người đều biết rõ tập đoàn Tam Hòa vốn là của Tần Thanh Tâm. Tần Phi cũng hiểu được tầm quan trọng của chuyện hợp tác lần này, là người đầu tiên đứng lên, anh ta cười nói, ông nội, cháu cho rằng chuyện hợp tác phải được bàn bạc kỹ hơn. Ồ, cụ Tần hỏi, cháu có ý tưởng gì không? Tần Phi nói, không dám giấu ông nội. Kỳ thực lúc tập đoàn Nhãn Thanh mới mở chi nhánh ở Giang Hải, cháu đã bắt đầu chuẩn bị rồi. Chỉ là cánh cửa của tập đoàn Nhãn Thanh rất cao, cháu phải bỏ ra rất nhiều mới xây dựng được một chút quan hệ. Thế nhưng muốn giành được dự án vẫn rất khó khăn. Tần Phi làm tốt lắm. Mặc dù vẫn chưa ký được hợp đồng hợp tác nhưng ít ra đã bắt đầu hành động, hơn nữa còn xây dựng được chút quan hệ. Đợi sau khi cuộc họp kết thúc, cháu hãy tới phòng tài vụ nhận 1 triệu làm kinh phí đi. Cụ Tần hào phóng nói. Cháu cảm ơn ông nội, Tần Phi lập tức vui mừng hớn hở. Những người khác đều vô cùng ghen tị. Tần Phi chợt liếc Tần Thanh Tâm đầy thâm ý, sau đó nói, ông nội, mặc dù cháu rất muốn lấy được cơ hội hợp tác, nhưng nếu chỉ dựa vào một mình cháu thì rất khó. Dù sao với tập đoàn Nhãn Thanh thì nhà họ Tần cũng chỉ là một gia tộc nhỏ bình thường trong vô vàn gia tộc khác. Làm sao để họ đồng ý hợp tác với chúng ta? Nếu cháu đã nói vậy, chẳng lẽ đã nghĩ ra cách gì rồi sao, cụ Tần hỏi. Tần Phi cười tủm tỉm, cháu nhận được một tin tức nội bộ, lần này tập đoàn Nhãn Thanh sẽ không hợp tác với các gia tộc nhỏ đâu. Chỉ với điều kiện này, chúng ta đã không có tư cách rồi. Vậy nên chúng ta có thể lựa chọn hợp tác với một gia tộc khác có thực lực ngang bằng với nhà họ Tần chúng ta. Tần Phi, đề nghị của cháu rất tốt, nói tiếp đi, cụ Tần càng nghe càng hài lòng. Tần Phi cười nói, ông nội, cậu cả nhà họ Vương Vương Kiện vẫn luôn theo đuổi Thanh Tâm. Vương Kiện đã tỏ tình rồi, chỉ cần Thanh Tâm gả cho anh ta, chuyện hợp tác sẽ không còn trở ngại gì nữa. Mọi người đều đồng loạt nhìn sang Tần Thanh Tâm. Mặt cô lập tức biến sắc, vội vàng lên tiếng, ông nội, cháu đã kết hôn rồi. Sao có thể kết hôn với người khác được nữa? Thanh Tâm, mọi người đều biết chuyện của cháu và thằng vô dụng kia rồi. Vừa mới kết hôn cậu ta đã biến mất 5 năm, giữa hai đứa không hề có tình cảm với nhau. Chỉ bằng hãy kết hôn với Vương Kiện đi, ít nhất cậu ta có thể giúp cho gia tộc chúng ta. Dù sao cậu ta cũng mạnh hơn thằng vô dụng kia nhiều, cụ Tần liếc nhìn Tần Thanh Tâm.
Cô mím chặt đôi môi đỏ, kiên định lắc đầu, ông nội, cháu đã là người của Dương Thanh, cả đời này sẽ chỉ có một người chồng là anh ấy. Dầm. Cụ Tần đập tay xuống mặt bàn, giận tím mặt, 5 năm trước, nếu không phải vì chuyện xấu của cháu và thằng nhóc kia, nhà họ Tần đã trở thành gia tộc hàng đầu Giang Hải rồi. Chẳng lẽ 5 năm sau cháu vẫn muốn hủy hoại tương lai của nhà họ Tần nữa hay sao? Tần Thanh Tâm cắn môi, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Cô không hề cảm giác được móng tay đã đâm sâu vào lòng bàn tay, bởi vì hiện giờ trái tim của cô còn đau đớn hơn 1000 lần. Nhà họ Tần có địa vị như ngày hôm nay đều nhờ vào tập đoàn Tam Hòa. Cụ Tần không những không công nhận cống hiến của cô với gia tộc, lại còn trách cô khiến gia tộc không thể trở thành thế lực hàng đầu. Cứ quyết định như vậy đi. Sau khi cuộc họp kết thúc, tôi sẽ liên hệ với người đứng đầu nhà họ Vương để bàn chuyện cưới xin. Cụ Tần lập tức quyết định, không thèm quan tâm Tần Thanh Tâm có đồng ý hay không. Tôi vẫn còn sống sờ sờ ra đấy, các người đã muốn ép vợ tôi tái giá. Cô ấy không chịu, làm gì đến lượt người khác chỉ tay 5 ngón. Đúng lúc ấy, một giọng nói lạnh lùng chợt vang lên. Sau đó, bóng dáng quen thuộc của Dương Thanh xuất hiện ở trong phòng họp. Trong khi đám người dòng chính nhà họ Tần vẫn còn đang khiếp sợ, Dương Thanh đã đi tới ngồi xuống bên cạnh Tần Thanh Tâm, dịu dàng nhìn cô, anh nói rồi, từ nay về sau anh sẽ không để bất cứ ai làm tổn thương em. Đau thấu tim. Mặt Tần Thanh Tâm đờ đẫn. Hôm qua cô đuổi Dương Thanh đi, con gái lại khóc ầm ĩ đòi tìm bố. Cô vốn hơi hối hận, sợ rằng người bố mà con gái vất vả lắm mới chờ được lại đi mất. Nhưng không ngờ khi cô phải một mình đối mặt với tất cả, Dương Thanh lại đột nhiên xuất hiện. Dáng vẻ vô cùng ngang ngược của Dương Thanh dường như đã chạm tới nơi mềm yếu nhất trong trái tim cô, khiến lòng cô rung động. Cậu là ai? Sao cậu dám xông phòng họp của nhà họ Tần? Bảo vệ đâu? Đuổi cậu ta ra cho tôi. Lúc này, ông cụ không nhận ra Dương Thanh. Năm đó, Dương Thanh vốn cũng chẳng gặp người nhà họ Tần được mấy lần. Thoáng cái 5 năm đã trôi qua, sao họ có thể vừa gặp đã nhận ra anh được? Ông nội, cậu ta chính là Dương Thanh, kẻ vô dụng 5 năm trước cưới Tần Thanh Tâm không lâu, sau đó lại đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian đấy ạ. Trước đó, thật ra Tần Phi có nghe nói về chuyện Dương Thanh trở về, nên anh ta nhận ra Dương Thanh ngay. Anh ta nhìn Tần Thanh Tâm bằng ánh mắt chế giễu. Lúc này, ông cụ mới nhớ ra Dương Thanh là ai. Lão ta hơi híp hai mắt lại, quan sát Dương Thanh từ đầu tới chân. Ngoài khí chất có hơi khác ra, dường như anh cũng không có gì thay đổi, lối ăn mặc vẫn như hạng khố rách áo ôm. Cho dù Tần Thanh Tâm rất mong có người có thể cùng cô đối mặt với tất cả, nhưng lúc này Dương Thanh xuất hiện chỉ làm cho mọi chuyện càng rối loạn hơn. Cô tức giận nói, ai bảo anh tới đây? Dương Thanh không thấy bất ngờ trước sự ghét bỏ của Tần Thanh Tâm đối với mình. Nếu anh vừa trở về đã được Tần Thanh Tâm tha thứ, như vậy chẳng phải sự tha thứ của Tần Thanh Tâm quá rẻ mạt sao? Lúc này, ông cụ vung tay ngắt lời Tần Thanh Tâm, dùng đôi mắt minh mẫn nhìn chằm chằm Dương Thanh, hóa ra là kẻ vô dụng đã hủy hoại danh dự của nhà họ Tần năm đó. Nếu không phải vì cậu, nhà họ Tần đã sớm trở thành danh gia vọng tộc ở Giang Hải, không ngờ cậu còn dám trở về. Mắt Dương Thanh thoáng ánh lên tia sắc bén, anh cười lạnh, tôi hủy hoại danh dự của nhà họ Tần sao? Sự thật thế nào, chẳng lẽ ông là người đứng đầu nhà họ Tần lại không biết? Mã Siêu đã điều tra rõ về chuyện năm đó. Tất cả đều là vở kịch do nhà họ Tần tự biên tự diễn để có được tập đoàn Tam Hòa mà thôi. Nếu không phải vì Tần Thanh Tâm, đêm qua nhà họ Tần đã tan nát rồi. Cậu nói bậy gì đấy? Ông cụ tức giận đập bàn. Sau đó từ từ đứng dậy, đôi mắt rừng rực lửa giận. Bởi vì quá kích động, lão ta đột nhiên ho dữ dội, cơ thể lảo đảo trực ngã. Ông nội! Tần Thanh Tâm vội vàng lao tới, nhưng Tần Phi đã đỡ lấy ông cụ trước. Cút ngay! Tần Phi tức giận quát một tiếng, cô còn có mặt mũi gọi ông nội à? Cô bảo gã chồng vô dụng này tới để chọc giận ông nội đúng không? Nếu ông cụ có mệnh hệ gì, chúng tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. 5 năm trước cũng vì chuyện bẩn thỉu các người làm ra mà nhà họ Tần mới ê chề nhục nhã. 5 năm sau, có phải các người còn muốn làm ông cụ tức chết đúng không? Muốn phá nát nhà họ Tần này sao? Theo tôi thấy, cả nhà cô đúng là tai họa, nên đuổi ra khỏi nhà họ Tần, cả đời không được bước vào nhà họ Tần một bước. Tần Thanh Tâm phải trả giá cho gia tộc nhiều như vậy, thậm chí ngay cả tập đoàn Tam Hòa của cô cũng bị họ cướp mất,
nhưng hôm nay lại rơi vào kết cục bị mọi người ghẻ lạnh hắt hủi. Nhìn Tần Thanh Tâm lảo đảo trực ngã, Dương Thanh khó lòng diễn tả sự khó chịu trong lòng. Ông cụ cũng dần nguôi giận, nhìn Tần Thanh Tâm nói, Thanh Tâm, trước đây nhà họ Tần suy bại vốn là vì các cháu, bây giờ tập đoàn Nhạn Thanh mở chi nhánh ở Giang Hải. Chỉ có giành được cơ hội hợp tác với bọn họ thì mới vực dậy được nhà họ Tần. Bây giờ nếu như kết thông ra với nhà họ Vương, chúng ta mới có hy vọng hợp tác được với tập đoàn Nhạn Thanh. Hiện giờ cháu có hai sự lựa chọn, một là lấy cậu cả nhà họ Vương, hai là nghĩ cách có được cơ hội hợp tác này, nếu không cả nhà cháu cứ chờ bị đuổi ra khỏi gia tộc đi. Nghe ông cụ nói vậy, mặt Tần Thanh Tâm trắng bệch. Ngay cả gia tộc quyền thế nhất Giang Hải cũng chưa chắc có thể giành được cơ hội hợp tác này, sao cô có thể làm được chứ? Ông nội, cháu. Tần Thanh Tâm vừa định từ chối, Dương Thanh đứng bên cạnh cô bỗng nhiên nói, chúng tôi, nhận nhiệm vụ này. Được. Tần Phi lập tức mừng rỡ, vẻ mặt giễu cợt, Thanh Tâm, đừng nói là mọi người bắt nạt cô, đây là do chồng cô tự nhận nhiệm vụ này. Bây giờ cho dù cô muốn đổi ý cũng muộn rồi. Đây rõ ràng là một nhiệm vụ bất khả thi mà còn dám đồng ý, đúng là đồ vô dụng như trong lời đồn, mấy người của dòng chính thầm thì bàn tán. Một bên là sản nghiệp dưới trướng gia tộc quyền quý nhất Hiến Đô, một bên là sản nghiệp của gia tộc hạng hai ở Giang Hải. Với sự chênh lệch lớn như vậy, sao tập đoàn Nhạn Thanh có thể đồng ý hợp tác với tập đoàn Tam Hòa cơ chứ? Được rồi, cuộc họp thường kỳ hôm nay kết thúc ở đây đi. Ông cụ vừa nói vừa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Nhưng ánh mắt lại nhìn Tần Thanh Tâm, 3 ngày, ông chỉ cho cháu 3 ngày. Nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, vậy cả nhà cháu phải chủ động rời khỏi nhà họ Tần. Ông cụ lập tức xoay người rời đi. Tất cả mọi người đều nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ hả hê vui sướng. Ha ha, Tần Thanh Tâm, cô mà cũng đòi đấu với tôi sao? Tôi mới mang dòng máu chính thống của nhà họ Tần. Trong mắt ông nội, chỉ tôi mới là tương lai của gia tộc. 3 ngày sau. Tôi sẽ cười nhìn cả nhà cô bị đuổi ra khỏi gia tộc. Ha ha, đúng vậy, con gái của một thằng con riêng cũng dám cạnh tranh với Tần Phi à. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Phi à, chú vẫn luôn ủng hộ cháu. Lúc cháu thừa kế vị trí chủ tịch rồi thì cũng đừng quên chú đấy nhé. Đúng vậy, Phi, chúng ta đều ủng hộ cháu. Thoáng chốc, Tần Phi được mọi người vây quanh rời khỏi phòng họp, chỉ còn lại Dương Thanh và Tần Thanh Tâm. Bốp một tiếng, Tần Thanh Tâm tát vào mặt Dương Thanh. Khi Dương Thanh thấy gương mặt giàn giụa nước mắt của Tần Thanh Tâm, tức giận trong lòng tự nhiên biến mất. Tâm, anh! Dương Thanh vừa muốn mở lời, đã bị Tần Thanh Tâm cắt ngang, tôi thừa nhận anh cũng là người bị hại trong chuyện 5 năm trước, nhưng anh đã nhận 500.000 mà bố tôi đưa anh, vậy cũng xem là bồi thường rồi. Anh không muốn kết hôn với tôi thì sao không nói sớm? Vừa mới kết hôn anh đã biến mất 5 năm. Anh có biết tôi phải chịu những gì không? Tôi đã như vậy rồi, sao anh còn muốn trả thù tôi? Anh nói cho tôi biết đi, vì sao chứ? Từng giọt nước mắt của Tần Thanh Tâm giống như những viên ngọc rơi xuống đất rồi vỡ nát. Dương Thanh vô cùng đau khổ, anh bước tới nắm chặt lấy hai vai của Tần Thanh Tâm. Anh thật sự không cầm tiền của bố em, anh cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện trả thù em. Lần này anh trở về vì muốn bù đắp cho em và con gái. Mong em hãy tin tưởng anh tuyệt đối sẽ không hại em. Anh câm miệng lại cho tôi. Anh không xứng nhắc tới con gái tôi. Tần Thanh Tâm đẩy Dương Thanh ra, cả gương mặt đều là nước mắt, nếu không phải anh về trả thù, sao còn muốn nhận nhiệm vụ kia trong cuộc họp thường kỳ của gia tộc chứ? Đó vốn là một nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Tớ có bố. Tại nhà của Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm vừa về nhà, cô còn chưa thay dép xong. Châu Ngọc Thúy đã nổi giận đi tới trước mặt cô, hỏi, hôm nay, thằng vô dụng kia tới công ty à? Mẹ, con đã rất mệt rồi, mẹ đừng làm phiền con nữa được không? Vẻ mặt Tần Thanh Tâm đầy mệt mỏi. Dương Thanh thay cô nhận nhiệm vụ bất khả thi kia làm cô vỡ đầu sứt chán, cô thật sự không muốn phải phiền lòng vì những chuyện khác nữa. Bây giờ đã là lúc nào rồi? Sao con còn như vậy chứ? Châu Ngọc Thúy vô cùng sốt ruột, mẹ đã nghe hết rồi. Trong cuộc họp thường kỳ hàng tuần của nhà họ Tần, ông nội con bảo con một là lấy Vương Kiệt, hai là nghĩ cách giành được cơ hội hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, bằng không sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà họ Tần, thằng vô dụng kia tự nhiên lại nhận lời thay con. Cậu ta là thằng vô dụng không óc bã đậu, con cũng vậy à? Sao con không chọn cưới Vương Kiệt?
Vì chuyện này mà Tần Thanh Tâm đã chạy vạy ngược xuôi cả ngày hôm nay, nhờ cậy đủ mối quan hệ nhưng cuối cùng thậm chí còn chưa bước vào được cửa lớn của tập đoàn Nhạn Thanh. Cô đã buồn phiền lắm rồi, không ngờ vừa về đến nhà còn nghe Châu Ngọc Thúy nói chuyện này. Mẹ, xem như con cầu xin mẹ đừng nói nữa được không? Con ở công ty bị bắt nạt, đi bàn chuyện hợp tác cũng bị bắt nạt, lẽ nào về tới nhà, ngay cả mẹ cũng muốn dằn vặt con nữa sao? Mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe nói, áp lực làm cô có cảm giác sắp suy sụp đến nơi rồi. Con gái chịu uất ức đủ rồi, vất vả lắm con bé mới về đến nhà, bà đừng quấn lấy nó nữa. Tần Đại Dũng đang ngồi ở trên sofa đọc báo, lúc này cũng đặt tờ báo xuống rồi nói với vẻ mặt bất đắc dĩ. Châu Ngọc Thúy lập tức xông tới trước mặt Tần Đại Dũng, hai tay chống nạnh, tức giận nói, Tần Đại Dũng. Ông có biết nó nhận nhiệm vụ gì không? Là hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh đấy, đây vốn là nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Cứ theo đà này thì 3 ngày sau, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần mất. Con về rồi. Đúng lúc này, một giọng nói vui vẻ vang lên. Sau đó, mọi người thấy Tần Y sung vẻ đi vào nhà. Con báo cho mọi người một tin tốt. Cô ta vừa mới vào nhà đã cảm giác được bầu không khí rất không thích hợp. Mặt mẹ đầy tức giận, mặt bố thì bất lực, còn có Tần Thanh Tâm mang vẻ mặt tuyệt vọng nữa. Sao vậy? Tần Y là người tinh tế, cô ta đi tới bên cạnh Tần Thanh Tâm, kéo tay cô hỏi, chị không sao chứ? Tần Thanh Tâm chỉ khẽ lắc đầu, y, lát nữa em đi đón Tiêu Tiêu giúp chị về phòng trước đây. Con thì có tin tức tốt gì chứ? Chị con nhận nhiệm vụ hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh, nếu không làm được, chúng ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà họ Tần đấy. Sau khi ầm ĩ một hồi, tâm trạng Châu Ngọc Thúy cũng đỡ hơn nhiều. Bà ta nhìn theo bóng lưng Tần Thanh Tâm rời đi nói. Chị! Nghe Châu Ngọc Thúy nói vậy, Tần Y lập tức vui mừng, vội vàng đuổi theo Tần Thanh Tâm đang muốn rời đi, vui vẻ nói chị, chuyện hợp tác cứ để em giải quyết giúp chị. Dù sao bây giờ em cũng là một thành viên của tập đoàn Nhạn Thanh rồi. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm vừa rồi còn tuyệt vọng, trong mắt lập tức có cảm xúc. Cô kích động nắm lấy cánh tay Tần Y, em thật sự vào được tập đoàn Nhạn Thanh rồi à? Nhưng vừa hỏi xong, sắc mặt Tần Thanh Tâm lại ảm đạm, cay đắng lắc đầu, cho dù em thật sự được nhận vào làm nhưng cũng chỉ là nhân viên mới, em không giúp được chị đâu. Tần Y bỗng nhiên hơi chột dạ, chỉ là nhìn dáng vẻ chị như vậy, cô ta đau lòng nhưng vẫn ra vẻ kiên định nói, chị tin em đi, chắc chắn có thể mà. Bạn thân Tôn Điềm của em đang là giám đốc bộ phận nhân sự của tập đoàn Nhạn Thanh, cậu ấy có quan hệ rất tốt với lãnh đạo cấp cao trong công ty. Để em nhờ cậu ấy giúp, chắc chắn có thể lấy được cơ hội hợp tác thôi. Vậy tốt rồi, cảm ơn y. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ hoe. Vì chuyện này, cô đã phiền não suốt một ngày, cuối cùng cũng nhận được một tin tức tốt. Tần Y trợn mắt, không vui nói, sao chị lại nói cảm ơn với em? Nói xong, cô ta xoay người nhìn Châu Ngọc Thúy đang vui sướng, mẹ, con sẽ giải quyết chuyện này giúp chị ấy đã cực khổ suốt một ngày rồi, bố mẹ đừng cãi nhau nữa. Châu Ngọc Thúy nói liên tục mấy tiếng, được, con đúng là con gái của mẹ, đầu tiên là nhà họ Tô giàu có nhất Giang Hải đưa xính lễ tới xin cưới, bây giờ lại vào làm trong tập đoàn Nhạn Thanh, để mẹ xem sau này còn ai dám coi thường chúng ta nữa. Con đi đón Tiêu Tiêu đây. Tần Y cười đắc ý rồi xoay người rời đi. Tiếng động cơ vang dội, chiếc Maserati màu trắng biến mất ở cuối con đường. Tại tầng cao nhất của chi nhánh tập đoàn Nhạn Thanh ở Giang Hải. Lạc Bân nơm nớp lo sợ đứng trước mặt Dương Thanh, báo cáo chi tiết về công việc chuẩn bị cho chi nhánh công ty gần đây. Dương Thanh ngồi trên ghế làm việc, trong tay cầm một tập tài liệu. Chủ tịch, rất nhiều công ty có ý định hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh. Tôi đã liệt kê mấy công ty có năng lực trong bản danh sách trên tay cậu. Cậu hãy cân nhắc một chút xem muốn chọn những công ty nào làm đối tác của chúng ta, Lạc Bân dè dặt nói. Dương Thanh chỉ nhìn lướt qua, cơ bản đều là doanh nghiệp có tiếng ở Giang Hải. Thêm cả tập đoàn Tam Hòa của nhà họ Tần vào, còn các đối tác khác, ông tự quyết định là được rồi, Dương Thanh tiện tay ném bản danh sách cho Lạc Bân. Nghe đến nhà họ Tần, ánh mắt Lạc Bân hơi do dự nhưng vẫn hỏi, chủ tịch, nhà họ Tần thậm chí còn chưa được tính là gia tộc hạng 2. Tập đoàn Tam Hòa này, vợ tôi tên là Tần Thanh Tâm, Lạc Bân còn chưa dứt lời, Dương Thanh đã trả lời thẳng. Lạc Bân kinh ngạc, nhất thời vô cùng hoảng sợ, chủ tịch, xin lỗi, tôi không biết cô Tần là vợ cậu.
Hôm nay cô ấy tới công ty tìm tôi mấy lần, tôi đều không gặp. Nói đến phần sau, Lạc Bân vô cùng chột dạ. Dương Thanh không hề tức giận, ngày mai ông đích thân đi một chuyến tới tập đoàn Tam Hòa đưa hợp đồng, nhưng không được cho bất kỳ ai biết thân phận của tôi, hiểu chưa? Lạc Bân lau mồ hôi lạnh trên trán, vội vàng đồng ý. Dương Thanh giơ tay lên liếc đồng hồ, giờ này chắc trường mầm non tan học rồi nhỉ? Anh nói xong liền đứng dậy rời đi. Trường mầm non Lam Thiên. Một chiếc Maserati màu trắng đỗ trước cổng trường mầm non, tiếp theo là đôi chân thon dài xuất hiện, sau đó bước xuống xe. Cô gái xinh đẹp thu hút ánh mắt của rất nhiều người này tất nhiên là Tần Y, cô ta thoáng mỉm cười, mái tóc dài tung bay theo gió. Cô ta không để ý tới ánh mắt của những người khác, đi nhanh vào trường mầm non. Đến lúc này, rất nhiều chàng trai mới thất vọng hiểu ra người đẹp này đã có chồng. Lúc này đang giờ cao điểm đón trẻ, giáo viên mầm non không thể để ý được hết tất cả các em. Tần Y tìm một lúc mới nghe được giọng nói của Tiêu Tiêu. Cô ta cong môi cười dịu dàng, đang muốn gọi cô bé lại thì không khỏi nhíu mày. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiêu Tiêu đầy tức giận, còn đứng đối diện là một bé trai, hai đứa hình như đang cãi nhau. Mày là con hoang không có bố, cứ nói mày đấy. Tao còn muốn đánh mày nữa cơ, vẻ mặt thằng bé rất ngang ngược. Tiêu Tiêu cố không khóc, tức giận gào lên, tớ có bố. Cậu câm miệng. Mày là con hoang, sao có thể có bố được? Thằng bé cao giọng nói, còn giơ bàn tay nhỏ mũm mĩm lên muốn đẩy Tần Tiêu Tiêu. Dẫn chị dâu rời đi, cháu đang làm gì đấy? Tần Y thấy mình không kịp chạy tới ngăn cản, đành phải lớn tiếng hô lên. Dì ơi! Tiêu Tiêu cũng không nén được nước mắt nữa, hô lên một tiếng rồi chạy về phía Tần Y. Bé trai thấy người lớn tới thì đâu dám đẩy Tiêu Tiêu nữa, nó xoay người định bỏ chạy. Nhưng cậu bé gấp quá, nên vừa xoay người lại bị trượt chân, sau đó ngã chổng vó xuống đất. Hu hu! Sau khi ngã xuống, bé trai bắt đầu khóc toáng lên, trong nháy mắt đã thu hút sự chú ý của mọi người. Tiêu Tiêu cũng bật khóc vừa nói, tớ không phải con hoang, tớ cũng có bố mà. Tần Y ôm chặt Tiêu Tiêu, vành mắt cũng đỏ lên, hai tay vỗ nhẹ lưng Tiêu Tiêu an ủi, Tiêu Tiêu không phải con hoang, Tiêu Tiêu cũng có bố. Đông! Một cặp nam nữ trung niên cũng chạy tới đây, thấy con mình bị ngã thì đau lòng nói, cục cưng đừng khóc, là ai bắt nạt con, để mẹ cho nó một bài học nhé. Mẹ, chính nó đã đẩy con ngã đau lắm. Bé trai khóc lóc nói, còn chỉ tay về phía Tần Tiêu Tiêu. Tần Y cũng nổi giận, cô ta đã tận mắt nhìn thấy thằng bé này định đẩy Tiêu Tiêu, nhưng chính thằng bé lại bất cẩn tự ngã xuống đất, thế mà bây giờ nó lại vu oan cho hai dì cháu cô ta. Nhưng cô ta còn chưa kịp nổi giận, mẹ cậu bé đã bất chấp tất cả mắng cô ta, con nhà cô đúng là coi trời bằng vung, đúng là mất dạy, ngay cả con tôi cũng dám đánh, cô có biết tôi là ai không? Tiêu Tiêu ấm ức thanh minh, cháu không đánh cậu ấy muốn đánh cháu, còn mắng cháu là con hoang không có bố nữa. Hóa ra mày đúng là đứa không có giáo dục, nếu người lớn không dạy mày, thì để tao dạy. Mẹ bé trai nói xong liền đi về phía Tiêu Tiêu. Ấy vậy mà bà ta lại muốn đánh một đứa trẻ. Tần Y vô cùng tức giận, bảo vệ Tiêu Tiêu ở phía sau mình, hùng hổ như có thể đánh nhau bất cứ lúc nào, rồi tức giận quát, bà dám động vào con bé thử xem. Hai vị phụ huynh này, hai người đừng đánh nhau. Cô giáo cũng phát hiện ra tình hình bên này nên vội vàng chạy tới ngăn cản. Nhưng đã muộn rồi, mẹ bé trai đã lao về phía Tần Y, bà ta giơ tay lên định cào vào mặt cô ta, tao sẽ cào nát mặt mày. Tần Y được mệnh danh là quả ớt nhỏ, nhà họ Tần, sao có thể để cho người đàn bà chua ngoa này bắt nạt mình chứ? Đối phương còn chưa chạm vào người cô ta đã nhấc chân lên đạp một phát. Ôi cha! Mẹ bé trai bị giày cao gót đạp vào bụng nên đau đớn rên lên, sau đó bà ta tức giận mắng bố thằng bé, ông cứ đứng nhìn tôi bị cô ta đánh thế hả? Lúc đầu, khi người đàn ông trung niên nhìn thấy Tần Y, ông ta đã rất ngạc nhiên. Nhưng bây giờ vợ mình bị đánh như thế, ông ta cũng không còn tâm trạng ngắm gái đẹp nữa mà lao tới cho cô ta một tát. Mấy người xung quanh đều rất kinh ngạc, không ngờ một người đàn ông lại ra tay đánh con gái ở trước mặt mọi người thế này. Dì ơi, thấy Tần Y sắp bị đánh, Tiêu Tiêu hô lớn, rồi định xông tới. Tần Y cả kinh, giờ cô ta muốn tránh cũng không được nữa rồi. Cô ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn bàn tay của đối phương đang cách mình ngày càng gần. Sau đó vô thức nhắm hai mắt lại,
Bốp! Nhưng đúng lúc này, một bóng mở bỗng lao tới, nắm chặt cổ tay của người đàn ông trung niên kia. Á! Cơn đau trên cổ tay đã làm ông ta lập tức gào lên. Tần Y nghe thấy tiếng hét thảm thiết này thì mở hai mắt ra, đập vào mắt cô ta là một bóng lưng cao lớn đang chắn ngay trước mặt. Bố! Tiêu Tiêu chỉ nhìn thấy bóng lưng đã nhận ra đây là bố mình, nên vui vẻ hô lên. Dương Thanh cũng không buông tay, mà nói cô che mắt Tiêu Tiêu lại đi. Nghe ra giọng của Dương Thanh, lúc này Tần Y mới biết ai đã cứu mình. Cô ta vội ồ một tiếng, rồi che mắt Tiêu Tiêu lại. Mày mau thả tao ra. Người đàn ông trung niên đau đến mức mặt đỏ bừng, ông ta tức giận nhìn Dương Thanh quát, mày có biết tao là, bịch. Ông ta còn chưa kịp huênh hoang thì bụng bỗng đau nhói, sau đó cả người ông ta bay xa ra ngoài giống như quả bóng, rồi đập mạnh vào tường. Mọi người lặng đi, ai cũng mang vẻ mặt khiếp sợ. Tần Y tận mắt chứng kiến, Dương Thanh đá một người đàn ông trung niên khoảng 90 cân bay xa 7-8 mét. Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô ta hiện đầy vẻ kinh ngạc. Bố ơi, sao bố lại tới đây ạ? Tiêu Tiêu vùng vẫy thoát khỏi tay Tần Y, sau đó vui vẻ chạy về phía Dương Thanh. Dương Thanh bế con gái lên, nở một nụ cười dịu dàng, tất nhiên là tới để đón Tiêu Tiêu về nhà rồi. Lúc nãy Tần Y đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng Dương Thanh đá bay người đàn ông trung niên, sau lại nhìn vẻ mặt tràn đầy dịu dàng của anh lúc này, trong lòng cô ta không khỏi tự hỏi, đây chính là người anh rể vô dụng bị mọi người xem thường sao? Đông, cậu đã nhìn thấy chưa? Tớ không phải con hoang, tớ cũng có bố mà, đây chính là bố của tớ. Tiêu Tiêu bỗng nhìn về phía cậu bé, rồi đắc ý nói. Bé trai bỗng òa khóc. Lúc nãy cậu bé tận mắt nhìn thấy bố Tiêu Tiêu đá bay bố mình, cảnh tượng đó đã để lại ấn tượng khó phai trong lòng cậu bé. Dương Thanh nghe con gái nói thế thì trong lòng cảm thấy buồn bã không nói nên lời. Việc có một gia đình hoàn chỉnh đã từng là một hy vọng quá xa vời với Tiêu Tiêu, chỉ cần nhìn thấy bố mình, cũng có thể khiến cô bé vui vẻ đến thế. Đây là lần đầu tiên Tần Y nhìn thấy Tiêu Tiêu vui vẻ thế này. Cô ta dụi đôi mắt hơi ửng đỏ của mình, thầm thở dài trong lòng. Thằng danh này, mày dám đánh tao à, mày đợi đó. Một lúc sau, người đàn ông trung niên kia mới đứng dậy, ánh mắt tràn đầy lửa giận, sau đó gọi luôn một cuộc điện thoại. Hai vị phụ huynh này, hai bé chỉ đùa giỡn với nhau thôi, hai anh đừng nổi nóng nữa, như vậy sẽ ảnh hưởng không tốt cho hai bé, hiệu trưởng trường mầm non cũng đứng ra hòa giải. Nhưng người đàn ông trung niên kia lại hống hách nói, hiệu trưởng Lâm, bà đừng phí lời nữa. Trương Quảng tôi đường đường là người nhà họ Trương, thế mà lại bị một thằng nhãi vô danh đánh. Nếu không dạy dỗ cậu ta, lỡ chuyện này truyền ra ngoài, tôi biết để mặt mũi của mình vào đâu đây. Sắc mặt Tần Y rất khó coi, cô ta tới gần Dương Thanh, thì thào, ông ta là người nhà họ Trương đấy, anh mau dẫn Tiêu Tiêu rời khỏi đây đi. Tôi là con gái, nên ông ta không thể làm gì được tôi đâu. Dương Thanh hơi bất ngờ liếc nhìn Tần Y. Anh không ngờ cô gái này lại trượng nghĩa như thế, nhưng muộn rồi. Đúng lúc này, ba chiếc xe tải Jinbei chạy tới, rồi dừng trước cổng trường mầm non. 5-6 người đàn ông cao lớn bước xuống từ mỗi chiếc xe. Thằng khốn nào dám động vào anh Quảng của tao? Mau tự bò ra đây. Người đàn ông cầm đầu lớn tiếng quát. Tiêu Tiêu sợ đến mức toàn thân run rẩy, hai tay ôm chặt cổ Dương Thanh. Đúng lúc này. Sự lạnh lùng từ Dương Thanh bỗng nhiên tản ra bên ngoài, nhiệt độ trong không khí gần như giảm xuống mấy độ, làm Tần Y không khỏi rùng mình. Cô ta nhìn người đàn ông đứng cạnh mình với vẻ mặt sợ hãi. Tiêu Tiêu, con đừng sợ, đã có bố ở đây bảo vệ con, không ai có thể tổn thương con, Dương Thanh dịu dàng nói. Lời nói của Dương Thanh rất có tác dụng, Tiêu Tiêu không hề thấy sợ nữa. Cô bé chớp đôi mắt to tròn trong veo như nước rồi nhìn anh hỏi, bố nói thật ạ. Bố chưa bao giờ lừa ai cả. Vẻ mặt Dương Thanh rất nghiêm túc, nói xong, anh lại nhìn về phía Tần Y, cô dẫn Tiêu Tiêu rời khỏi đây trước đi, chuyện ở đây cứ để tôi xử lý. Bố ơi, con không muốn rời xa bố. Tiêu Tiêu nghe bố mình nói thế thì lập tức lo lắng, hai tay càng ôm chặt cổ anh hơn, giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở. Anh Thanh, anh dẫn chị dâu rời khỏi đây trước đi. Chẳng biết từ khi nào. Một bóng người như tháp sắt bỗng xuất hiện bên cạnh Dương Thanh. Nghe Mã Siêu nói thế, mặt Dương Thanh bỗng trở nên u ám, con mắt nào của cậu nhìn thấy cô ta là chị dâu của cậu thế? Oan ra ngõ hẹp,
Tần Y hơi đỏ mặt, lạnh lùng liếc nhìn Mã Siêu. Đồng thời, trong lòng cô ta cũng rất tò mò về chuyện mấy năm qua Dương Thanh đã đi đâu, làm gì. Không ngờ Dương Thanh có thể một cước đá bay Trương Quảng ra xa 7-8 mét. Đây là chuyện mà người bình thường hoàn toàn không thể làm được. Bây giờ lại đột nhiên nhảy ra một chàng trai cao lớn hung tợn như Mã Siêu nữa. Chẳng lẽ trong 5 năm mất tích, anh ta đã trở thành đại ca của một thế lực ngầm nào đó sao? Trong đầu Tần Y bỗng nảy ra suy nghĩ này. Nếu để Dương Thanh biết được suy nghĩ này của Tần Y, chắc chắn anh sẽ rất ngạc nhiên về trí tưởng tượng phong phú của cô ta. Lúc Dương Thanh bế Tiêu Tiêu đi qua người Mã Siêu, anh bỗng trầm giọng nói, nơi này không phải biên giới phía Bắc, nên cậu đừng đánh người ta đến mức xảy ra án mạng. Anh cứ yên tâm, em tự biết chừng mực mà, Mã Siêu đáp lại. Đúng lúc cuộc nói chuyện của họ bị Tần Y nghe thấy, thế là cô ta càng khẳng định suy đoán của mình, chẳng lẽ bọn họ thật sự đã từng giết người. Cô ta sợ đến sắp khóc, biên giới phía Bắc là ở đâu? Rốt cuộc bọn họ là ai vậy? Trên đường về, Tần Y không dám thở mạnh, chỉ ngoan ngoãn lái xe. Cô ta sợ lỡ mình chọc giận Dương Thanh, anh sẽ giết mình diệt khẩu. Trong xe, Tiêu Tiêu vẫn luôn ôm chặt cổ Dương Thanh không chịu buông ra. Cô bé sợ chỉ cần mình buông tay thì bố sẽ đi mất. 20 phút sau, cuối cùng bọn họ cũng tới biệt thự nhà họ Tần. Họ vừa bước vào nhà đã gặp Châu Ngọc Thúy. Bà ta thấy Dương Thanh đang bế Tiêu Tiêu thì sắc mặt bỗng thay đổi. Lập tức vớ cây chổi ở bên cạnh đánh đuổi Dương Thanh. Thằng khốn này, mày còn dám vác mặt tới nhà của tao à? Châu Ngọc Thúy tức đến mức thở không ra hơi. Sau khi biết được bí mật của Dương Thanh, Tần Y đâu dám để mặc mẹ mình làm loạn trước mặt anh nữa. Cô ta vội vàng nắm lấy cánh tay của mẹ, mẹ, mẹ đừng kích động, anh ta chỉ đưa Tiêu Tiêu về nhà thôi, anh ta sẽ đi ngay thôi mà. Tiêu Tiêu nghe vậy thì bật khóc, cháu không muốn trở thành con hoang không có bố nữa. Tần Thanh Tâm và ông Tần nghe vậy cũng vội vàng chạy tới hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Tần Y kể lại ngọn nguồn câu chuyện, Tần Thanh Tâm nghe xong thì lòng đau như dao cắt, từ nay về sau, anh cứ ở lại đây đi. Mọi người đều ngạc nhiên, bà Tần nào có chịu để cho Dương Thanh ở lại đây chứ, con điên rồi à? Con cho cậu ta ở lại đây, vậy chuyện của con và Vương Kiện sẽ thế nào? Mẹ nhất định phải ép con sao? Nếu mẹ muốn đuổi anh ta đi. Vậy thì con và Tiêu Tiêu sẽ rời đi cùng anh ấy, Tần Thanh Tâm nghẹn ngào nói. Nếu không phải vì con gái, cho dù có chết cô cũng sẽ không bao giờ cho Dương Thanh ở lại đây. Cô chỉ muốn cho con gái mình một gia đình hoàn chỉnh. Trong lòng Dương Thanh rất ngạc nhiên, anh không ngờ Tần Thanh Tâm lại cho anh ở lại đây. Anh có nằm mơ cũng muốn mình được ở bên Tần Thanh Tâm và con gái. Lúc này Tần Y cũng khuyên nhủ bà Tần, mẹ cứ xem như là vì Tiêu Tiêu. Cho anh ta ở lại đây trước đi. Thấy dáng vẻ đau khổ của con gái, Tần Đại Dũng cũng chỉ có thể thở dài, khuyên nhủ vợ, nếu con gái đã nói thế, vậy thì chúng ta cứ cho cậu ta ở lại đây đi. Châu Ngọc Thúy trừng mắt nhìn chồng mình, trong lòng cũng hiểu rõ, bà ta không thể đuổi Dương Thanh đi được nữa nên nói, cậu muốn ở lại đây cũng được, nhưng mỗi tháng phải đóng 5.000 tệ tiền thuê nhà đúng hạn, tôi sẽ đưa cho cậu một bản hợp đồng. Nếu cậu đồng ý thì có thể ở lại đây. Đừng nói là 5.000, cho dù là 50 triệu, anh cũng đồng ý. Dương Thanh vội vàng đồng ý, sau đó vui vẻ theo Tần Thanh Tâm và Tiêu Tiêu lên lầu. Nhìn bóng lưng một nhà ba người rời đi, ánh mắt Tần Y rất phức tạp. Cô ta khẽ thở dài, tự nhủ trong lòng, nếu không có chuyện 5 năm trước, hai người lại thật lòng yêu nhau, thì tốt biết mấy. Chẳng mấy chốc, trong phòng Tần Thanh Tâm đã truyền ra tiếng cười vui vẻ của Tiêu Tiêu. Châu Ngọc Thúy nói với vẻ mặt không vui, đúng là nuôi một đám ong tay áo. Mẹ, con không phải ong tay áo, đợi con gả cho nhà họ Tô rồi, ai dám coi thường nhà chúng ta nữa. Tần Y biết trong lòng Châu Ngọc Thúy đang khó chịu, nên thân mật ôm cổ bà ta cười nói. Nhắc đến nhà họ Tô, sự khó chịu trong lòng Châu Ngọc Thúy mới tan đi, bà ta vui vẻ nói, nhà họ Tô mang nhiều sính lễ tới đây như thế, lại còn được tập đoàn Nhạn Thanh tuyển dụng. Chỉ có y là làm mẹ yên tâm, sau này mẹ chỉ có thể sống dựa vào con thôi. Buổi tối, Tiêu Tiêu rất không có lương tâm, trải nệm nằm dưới đất cùng với bố. Bởi vì đây là lần đầu tiên ngủ cùng với bố nên cô bé rất vui, mãi đến khuya cô bé mới chịu đi ngủ. Nhìn con gái trong lòng mình, vẻ mặt Dương Thanh đầy thỏa mãn, nhưng sự hổ thẹn trong lòng cũng càng sâu hơn.
Tần Thanh Tâm nằm trên giường, lật qua lật lại, không thể nào ngủ được, trong lòng rối như tơ vò. Em đang lo lắng vì chuyện hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh à? Dương Thanh bỗng hỏi. Tần Thanh Tâm lạnh lùng đáp, anh im đi, đừng đánh thức Tiêu Tiêu. Dương Thanh cười khổ, không nói gì nữa, đêm nay chắc chắn là một đêm khó ngủ. Sáng sớm hôm sau, lúc Tần Thanh Tâm thức dậy, Dương Thanh đã rời khỏi nhà rồi. 5 năm chinh chiến đã khiến Dương Thanh làm việc và nghỉ ngơi rất quy luật, nên việc tập thể dục vào mỗi buổi sáng là một mục không thể thiếu. Tiêu Tiêu vừa mở mắt đã nhận ra bố mình không còn ở trong phòng nữa, nên bắt đầu khóc lóc ầm ĩ. Tần Thanh Tâm có dỗ thế nào cô bé cũng không nín, mãi đến khi Dương Thanh quay về, Tiêu Tiêu mới ngừng khóc. Cô bé đeo lên người bố, ai nói thế nào cũng không chịu xuống. Đợi đến khi dỗ được Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đến nhà trẻ, đã trễ hơn nửa tiếng rồi. Trên tầng cao nhất tập đoàn Tam Hòa, trong phòng họp đã chật kín người. Bởi vì hôm nay là ngày nhà họ Trương ở Giang Hải ký hợp đồng với nhà họ Tần. Nhà họ Trương là gia tộc hạng 2 ở Giang Hải, năm ngoái suýt chút nữa đã vươn lên trở thành gia tộc hàng đầu rồi, tài sản của gia tộc vượt xa nhà họ Tần cả mấy con phố. Phi giỏi thật đấy, không ngờ cháu có thể lấy được hợp đồng hợp tác với nhà họ Trương. Chuyện này có là gì đâu, thằng Phi nó còn móc nối quan hệ được với tập đoàn Nhãn Thanh nữa cơ mà. Giờ chỉ đợi Tần Thanh Tâm thất bại. Phi ra mặt sẽ ký được hợp đồng. Đây chỉ là chuyện còn con thôi. Mấy người biết gì chưa? Hôm qua con ngốc Tần Thanh Tâm kia đã đứng trước cửa tập đoàn Nhãn Thanh đợi cả ngày trời. Kết quả ngay cả cửa lớn công ty cũng không vào được. Buồn cười quá đi mất. Ha ha. Trong phòng họp vang lên những tiếng chế giễu. Tất cả mọi người đều vây quanh Tần Phi cười cười nói nói. Chỉ còn 2 ngày nữa thôi. Không bàn được chuyện hợp tác. Tần Thanh Tâm sẽ phải cút ra khỏi nhà họ Tần. Đến lúc đó, tôi sẽ dẫn mọi người đi xem trò hay, Tần Phi đắc ý nói. Ha ha, đây là lần đầu tiên tôi muốn thời gian trôi qua thật nhanh, có người cười nói. Đúng lúc này, bên ngoài hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, tiếng ầm ĩ trong phòng họp lập tức im bặt. Cụ Tần vừa cười nói vừa dẫn một người đàn ông trung niên đi vào phòng họp. Để tôi giới thiệu với mọi người một chút, đây là sếp Trương người thừa kế vị trí gia chủ nhà họ Trương đời kế tiếp. Hôm nay, sếp Trương đại diện cho nhà họ Trương tới đây ký hợp đồng hợp tác với nhà họ Tần chúng ta, mọi người mau hoan nghênh sếp Trương nào, cụ Tần giới thiệu. Sau một hồi tâng bốc, hai bên tiến vào quá trình ký hợp đồng. Nhưng đúng lúc này, Tần Thanh Tâm và Dương Thanh vội vàng chạy tới công ty. Cháu xin lỗi, ông nội, vì cháu và Dương Thanh phải đưa Tiêu Tiêu đến nhà trẻ nên tới công ty hơi trễ, Tần Thanh Tâm vừa bước vào phòng họp đã vội vàng xin lỗi. Sếp Trương đang chuẩn bị ký tên vào bản hợp đồng, nghe thấy hai từ nhà trẻ này thì vô thức ngẩng đầu lên, vừa liếc mắt đã nhìn thấy Dương Thanh. Là mày! Ông ta đập mạnh cây bút xuống bàn. Lúc này Dương Thanh mới chú ý, không ngờ người bị anh đá bay ở nhà trẻ hôm qua lại là Trương Quảng. Nói không giữ lời. Nhất thời, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Dương Thanh. Sếp Trương, ông đừng để ý đến thằng vô dụng này. Đợi chúng ta ký hợp đồng xong sẽ tính sổ với cậu ta sau, cụ Tần cũng cảm nhận được bầu không khí hơi khác thường, nên vội vàng thúc giục. Ký cái quái gì nữa? Trương Quảng xé luôn bản hợp đồng thành 2 mảnh, giơ tay chỉ vào mặt Dương Thanh, tức giận quát, tao còn đang định tìm mày để tính sổ, không ngờ mày lại là người nhà họ Tần. Hôm nay, tôi không những không hợp tác với mấy người, mà còn muốn chèn ép nhà họ Tần, để cho mấy người biết kết cục khi đắc tội với Trương Quảng tôi. Hôm qua, Trương Quảng bị Dương Thanh đá bay, sau đó đám người được ông ta gọi tới cũng bị Mã Siêu đánh tan tác, ngay cả bản thân ông ta cũng bị đánh một trận. Ông ta còn đang nghĩ mình phải báo thù thế nào, không ngờ cơ hội lại tới ngay trước mắt. Cái gì, cậu ta dám đắc tội với sếp Trương sao, đúng là điếc không sợ súng mà. Tần Phi ngạc nhiên, vội vàng nói, sếp Trương, thằng danh này không phải người nhà họ Tần, cậu ta không có bất kỳ quan hệ gì với chúng tôi. Không có cái mặt mày. Trương Quảng đấm vào mặt Tần Phi rồi quát, lúc nãy cô ta đã gọi ông nội rồi, mày còn nói không có quan hệ gì. Mấy người muốn hợp tác với chúng tôi sao, nằm mơ đi, mấy người đừng ảo tưởng nữa. Tối qua Tần Thanh Tâm đã nghe Tần Y kể lại chuyện ở nhà trẻ rồi, cũng biết chuyện Dương Thanh ra tay đánh Trương Quảng. Nhưng cô không thể ngờ rằng, hai người này lại chạm mặt nhanh như thế, hơn nữa còn trong trường hợp quan trọng thế này. Cụ Tần cũng sốt ruột.
vội bước tới nói, xếp Trương, thằng khốn này thật sự không có quan hệ gì với nhà họ Tần. Bây giờ chỉ cần một câu nói của ông, tôi có thể đuổi cậu ta ra khỏi gia tộc, còn chuyện hợp tác, mong ông hãy suy nghĩ lại. Tần Thanh Tâm, cô hãy nhìn chuyện tốt mà thằng chồng vô dụng của cô đã làm đi, không ngờ ngay cả xếp Trương mà cậu ta cũng dám đắc tội. Cậu ta đúng là tai họa của nhà họ Tần, 5 năm trước suýt chút nữa cậu ta đã phá nát nhà họ Tần rồi, thế mà hôm nay còn muốn phá hỏng chuyện làm ăn của chúng ta nữa. Chủ tịch, bây giờ ông hãy trục xuất cả nhà bọn họ ra khỏi gia tộc đi. Nhất thời, toàn bộ dòng chính của nhà họ Tần trong phòng họp đều ước gì mình có thể ra tay trục xuất Dương Thanh và Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc. Trương Quảng vốn đang rất tức giận, nhưng thấy nhà họ Tần không hề chào đón Dương Thanh, thì cơn giận bỗng chốc tiêu tan đi hơn nửa. Ông ta nhìn Dương Thanh ngẫm nghĩ một lát, sau đó nói, nếu mấy người muốn tiếp tục ký hợp đồng với nhà họ Trương chúng tôi cũng được thôi, nhưng tôi muốn thằng nhãi này phải quỳ xuống cầu xin tôi. Trương Quảng vừa dứt lời, ánh mắt Dương Thanh thoáng hiện lên ý muốn giết người mãnh liệt. Cụ Tần nghe vậy thì không hề do dự, mà quát vào mặt Dương Thanh, thằng danh kia, mày còn không mau quỳ xuống cầu xin xếp Trương bỏ qua cho nhà họ Tần đi. Dương Thanh vẫn đứng thẳng người, nhìn cụ Tần bằng ánh mắt lạnh lẽo. Anh lạnh lùng nói, ông thậm chí còn chưa biết rõ giữa tôi và ông ta đã xảy ra chuyện gì, đã bảo tôi quỳ xuống cầu xin ông ta rồi sao? Ông luôn miệng nói tôi không có quan hệ gì với nhà họ Tần, vậy thì việc ông ta có bỏ qua cho nhà họ Tần hay không cũng đâu liên quan gì đến tôi. Bảo Dương Thanh tôi quỳ xuống sao, mấy người không có tư cách đó đâu. Lúc này, Dương Thanh đầu đội trời chân đạp đất, ngạo nghễ đứng đó, toàn thân toát ra khí thế mạnh mẽ. Tần Thanh Tâm đứng gần anh nhất, lúc nhìn thấy Dương Thanh mạnh mẽ như thế thì trong lòng hơi ngạc nhiên. 5 năm không gặp, không ngờ anh đã thật sự thay đổi rồi. Khốn khiếp! Ông cụ nghe Dương Thanh nói thế thì tức đến mức toàn thân run rẩy, một lúc sau mới mắng ra hai chữ này. Đúng lúc này, một người đàn ông trung niên mặc vest mang giày da vội vàng đi vào phòng họp, căng thẳng nói, chủ tịch, xếp Lạc bên tập đoàn Nhạn Thanh tới rồi. Tập đoàn Nhạn Thanh, ông cụ nghe vậy sửng sốt. Sau đó mọi người nhìn thấy một người đàn ông trung niên sải bước đi vào, đó chính là Lạc Bân, tổng giám đốc chi nhánh Giang Hải của tập đoàn Nhạn Thanh. Không biết xếp Lạc hạ cố đến thăm nên không tiếp đón từ xa, mong xếp Lạc lượng thứ, cụ Tần vội bước tới, hơi khom lưng, dáng vẻ rất thấp hèn. Trương Quảng cũng cả kinh, không ngờ mình có thể gặp mặt Lạc Bân trong công ty nhà họ Tần, nên vội vàng đi tới vươn hai tay ra, nịnh nọt, xếp Lạc, chào ông. Tôi là Trương Quảng của nhà họ Trương, bố tôi là, Lạc Bân cười khẩy, nhà họ Trương. Nhà nào vậy? Mọi người nghe vậy thì đều sửng sốt. Mặt Trương Quảng dại ra, trên mặt vừa hiện lên tia tức giận thì chợt nhớ tới lời nhắc nhở của bố mình, tập đoàn Nhạn Thanh là sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn quyền thế đứng đầu Yến Đô. Trước mặt gia tộc Vũ Văn, nhà họ Trương chúng ta chẳng là cái thá gì cả. Cho nên con đừng bao giờ đắc tội với bất kỳ người nào có liên quan đến tập đoàn Nhạn Thanh. Nghĩ đến những lời này, Trương Quảng mới cố nén cơn giận của mình. Ông không phục sao? Lạc Bân bỗng nhìn về phía Trương Quảng. Trương Quảng ngẩn người, vội vàng lắc đầu, xếp Lạc, ông nói rất đúng, trong mắt ông, nhà họ Trương chúng tôi chẳng là cái thá gì cả, cho nên ông đừng chấp nhặt với tôi. Mồ hôi lạnh toát ra ướt đẫm cả áo ông ta. Mặc dù Lạc Bân chỉ là tổng giám đốc chi nhánh, nhưng chỉ cần có liên quan đến gia tộc Vũ Văn, thì ông ta không thể đắc tội được. Lạc Bân hừ lạnh, phớt lờ ông ta. Ông ta liếc mắt ra hiệu, người đàn ông trung niên đeo kính gọng vàng phía sau liền bước lên phía trước. Lấy ra một bản hợp đồng, đặt trước mặt cụ Tần. Đây là... Vẻ mặt cụ Tần đầy nghi ngờ, lúc nhìn thấy tiêu đề bản hợp đồng, vẻ mặt ông ta đầy khiếp sợ. Lạc Bân âm thầm liếc nhìn Dương Thanh, rồi lại nhìn về phía ông cụ, khẽ cười đáp, tôi đã bị tấm lòng chân thành của cô Tần Thanh Tâm trong quý công ty làm cho cảm động. Vì muốn gặp mặt tôi mà cô ấy đã đứng đợi trước cửa công ty cả ngày trời. Cô ấy đã bày tỏ lòng thành như vậy, nếu tôi còn không chịu hợp tác, vậy chẳng phải sẽ rất quá đáng sao? Tôi đã ký tên vào bản hợp đồng này rồi, bây giờ chỉ cần chủ tịch Tần ký tên vào thì nó sẽ lập tức có hiệu lực. Bị tấm lòng chân thành của Tần Thanh Tâm làm cho cảm động. Chuyện này sao có thể? Tất cả những người có mặt ở đây, kể cả Tần Thanh Tâm đều thấy khiếp sợ. Chẳng mấy chốc, Tần Thanh Tâm đã nhớ ra chuyện tối qua Tần Y nói sẽ giúp cô lấy được bản hợp đồng, chẳng lẽ là vì Tần Y sao?
lúc nãy chi chính nhà họ Tần còn ầm ĩ đòi đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi nhà họ Tần, nhưng bây giờ tất cả đều ngậm miệng, nhìn Tần Thanh Tâm với ánh mắt hoàn toàn khác. Nhất là Tần Phi, anh ta cực kỳ ngạc nhiên. Anh ta đã sớm nghĩ ra cách để tiếp xúc với các lãnh đạo cấp cao trong tập đoàn Nhãn Thanh rồi, nhưng đối phương hoàn toàn không để ý đến anh ta. Lạc Bân đã hoàn thành nhiệm vụ nên nhanh chóng rời đi. Lúc nãy Trương Quảng còn tuyên bố muốn chèn ép nhà họ Tần, nhưng bây giờ ông ta cũng đành phải ảo não rời đi. Tôi muốn thông báo với mọi người một chuyện. Cụ Tần nhìn lướt qua những người có mặt tại đây rồi nói. Mọi người đều mang vẻ mặt kích động, có thể hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh thì tiền đồ của nhà họ Tần sẽ rộng mở. Rất có thể trước cuối năm nay, nhà họ Tần sẽ bước vào hàng ngũ những gia tộc hàng đầu Giang Hải. Lúc này trong lòng Tần Thanh Tâm cũng rất kích động, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Hai ngày trước trong cuộc họp thường kỳ, chính miệng cụ Tần đã cam kết, ai có thể lấy được hợp đồng với tập đoàn Nhãn Thanh thì vị trí chủ tịch tập đoàn Tam Hòa sẽ giao cho người đó. Hôm nay, cô đã lấy được bản hợp đồng này, nên chắc chắn cụ Tần muốn thông báo chuyện này. Mấy người khác cũng nhìn Tần Thanh Tâm với ánh mắt hâm mộ. Không hổ là cô gái tài năng của nhà họ Tần chúng ta, có thể lấy được cả hợp đồng hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh nữa. Nếu năm nay nhà họ Tần có thể bước lên hàng ngũ gia tộc hàng đầu, thì Thanh Tâm là người có công lao lớn nhất. Thanh Tâm cố lên, sau này chú nhất định sẽ phối hợp ăn ý với cháu trong công việc. Trước khi Lạc Bân tới đây, mọi người còn ầm ĩ muốn đuổi Tần Thanh Tâm ra khỏi nhà họ Tần. Thế mà bây giờ lại lật mặt, ai cũng nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mặt nịnh nọt, bày tỏ lòng trung thành của mình. Đúng lúc này, cụ Tần bỗng tuyên bố từ nay về sau, Tần Phi sẽ là chủ tịch tập đoàn Tam Hòa, toàn quyền phụ trách chuyện hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh, những người khác phải dốc hết sức để phối hợp với thằng bé. Không ai có thể ngờ rằng cụ Tần lại đưa ra quyết định này, ngay cả bản thân Tần Phi cũng gần như không ngờ tới. Sau một hồi ngẩn người, Tần Phi mới đắc chí, nhanh chóng đứng dậy nói, cảm ơn ông nội đã tin tưởng cháu, ông nội cứ yên tâm, cháu nhất định sẽ không làm ông nội phải thất vọng. Được, tan họp. Ông cụ Tần đứng dậy định rời đi, không hề nhắc đến lời cam kết của mình trong cuộc họp thường kỳ hai ngày trước. Ông nội. Tần Thanh Tâm sốt ruột, vội vàng đuổi theo ông cụ, ông nội, chẳng phải ông đã nói ai có thể lấy được hợp đồng với tập đoàn Nhãn Thanh, ông sẽ giao vị trí chủ tịch tập đoàn Tam Hòa cho người đó hay sao? Sao giờ ông lại cho Tần Phi lên làm chủ tịch, cháu không phục. Nghiệp quật. Tần Thanh Tâm vô cùng không cam lòng và ấm ức. Tập đoàn Tam Hòa vốn do một tay cô gây dựng nên, vậy mà lại bị nhà họ Tần cướp đi. Khó khăn lắm cô mới tìm được cơ hội lấy lại công ty, cuối cùng ông nội lại không giữ lời. Không phục. Cụ Tần lạnh lùng nói, nếu không phải do thằng chồng rác rưởi của cháu làm mất lòng Trương Quảng thì chúng ta đã nắm chắc hợp đồng với nhà họ Trương rồi. Nếu thêm cả chuyện có thể hợp tác với tập đoàn Nhãn Thanh, năm nay nhà họ Tần chúng ta nhất định có thể vươn lên thành gia tộc hàng đầu. Cháu còn mặt mũi để nói không phục hay sao? Lời của lão ta như con dao đâm thẳng vào lòng của Tần Thanh Tâm. Có nghĩa là nếu như Thanh Tâm có thể ký được hợp đồng với nhà họ Trương, ông sẽ giao chức chủ tịch cho cô ấy. Lúc này, Dương Thanh đang đứng bên cạnh Tần Thanh Tâm, bình tĩnh nhìn cụ Tần. Nếu như Mã Siêu ở đây nhất định sẽ biết trạng thái này của Dương Thanh mới là lúc đáng sợ nhất. Cậu là cái thá gì mà dám bàn điều kiện với tôi? Lão ta khinh thường nhìn Dương Thanh nói, rồi lại nhìn Tần Thanh Tâm, cho dù cháu có thể lấy được hàng trăm hợp đồng với nhà họ Trương đi chăng nữa thì ông cũng không giao vị trí chủ tịch cho cháu. Nói xong những lời này, lão ta xoay người rời đi. Tất cả mọi người có mặt ở đây thấy vậy thì đều trở mặt, gió chiều nào xoay theo chiều đấy, đứng về phía Tần Phi. Tần Thanh Tâm, cô nghĩ ký được hợp đồng rồi thì cô là người có công chắc. Đúng vậy, đây gọi là lập công chuộc tội. Vẫn là cụ Tần sáng suốt, không giao công ty cho người phụ nữ không biết xấu hổ này. Phi mới là người thừa kế của ông cụ, cô xứng để tranh giành với cậu ấy sao? Mọi người vừa rồi đang a dua nịnh hót Tần Thanh Tâm đều lật mặt. Lời của cụ Tần làm cho Tần Thanh Tâm tan nát cõi lòng. Cô không cam lòng biết bao khi tập đoàn Tam Hòa bị cướp đi, nên 5 năm nay cô đã phải trả giá rất nhiều để có thể lấy lại quyền điều hành công ty. Cô không ngờ mình làm rút ruột rút gan lại đổi lấy kết cục thế này. Tần Thanh Tâm, từ hôm nay trở đi, tôi chính là chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa. Tương lai, tôi sẽ làm chủ nhà họ Tần. Tần Phi đi tới,
vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý, rồi khinh thường liếc nhìn Dương Thanh, anh ta nhìn về phía Tần Thanh Tâm nói, nếu tôi mà là cô thì tôi sẽ ly hôn với thằng vô dụng này. Cậu ta còn ở đây thì suốt đời cô chỉ có thể ngước mặt lên nhìn tôi mà thôi. Dương Thanh bỗng nhiên cất bước đi tới, Tần Phi cười lạnh, sao nào? Muốn đánh tao ấy hả? Mày ngon thì cứ thử xem, chỉ cần dám đụng vào một ngón tay của tao thì Tần Thanh Tâm cứ chờ bị đuổi khỏi gia tộc đi. Nhiệt độ của cả hành lang trong chớp mắt giảm xuống vài độ, Dương Thanh vô cảm nhìn Tần Phi, trên đời này không có bức tường nào không lọt gió cả. Có vài chuyện đã làm rồi thì phải trả giá. Tần Phi bỗng vô cùng chột dạ, tức giận nói, tên ăn hại này, mày nói linh tinh gì thế? Nói chuyện với kẻ vô dụng như mày chính là đang sỉ nhục tao. Anh ta nói xong liền vội vàng rời đi. Ánh mắt Dương Thanh lạnh như băng. 5 năm trước, chính Tần Phi đã lên kế hoạch hãm hại Tần Thanh Tâm. Có vài người phải trả giá cho việc này. Mọi người rời đi hết, chỉ còn lại Tần Thanh Tâm và Dương Thanh. Tâm, chúng ta đi thôi. Dương Thanh thấy Tần Thanh Tâm đau khổ, trong lòng anh khó chịu không nói nên lời. Vì sao lại là anh? Vì sao anh lại quay về? Rốt cuộc tôi đã nợ anh gì hả? Vì anh, tôi đã thất bại hết lần này đến lần khác. Anh có biết tập đoàn Tam Hòa có ý nghĩa như nào với tôi không? Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thanh bằng ánh mắt vô cùng oán hận. Giờ đây, cô như đã suy sụp, bật khóc nức nở. Hồi lâu sau, cô mới dần bình tĩnh lại. Tần Thanh Tâm nhìn Dương Thần bằng vẻ mặt phức tạp, cô cắn đôi môi đỏ mọng, bỗng lên tiếng, xin lỗi anh. Dương Thanh vô cùng bất ngờ, không ngờ Tần Thanh Tâm lại xin lỗi mình. Anh khẽ lắc đầu, nghiêm túc hỏi, em có muốn lấy lại tập đoàn Tam Hòa không? Tập đoàn Tam Hòa do một tay tôi gây dựng nên, tôi đã nhìn nó từng bước phát triển, giống như đứa con của mình, nên đương nhiên tôi muốn giành lại rồi. Mấy năm nay tôi đã làm bao nhiêu việc cho gia tộc này, vậy mà lại bị bọn họ ức hiếp như vậy. Nếu như không vì không cam lòng, tôi đã sớm rời khỏi nhà họ Tần này rồi. Tần Thanh Tâm đỏ mắt nói, ánh mắt cô tràn đầy sự tuyệt vọng đối với nhà họ Tần. Chỉ cần em bằng lòng, không chỉ nhà họ Tần nhỏ bé này, cho dù là cả thế giới, chỉ cần em muốn, anh đều có thể cho em, vẻ mặt Dương Thanh cực kỳ nghiêm túc. Nghe mấy lời này, Tần Thanh Tâm càng thất vọng hơn. Cô lạnh lùng nói, anh có biết trên đời này tôi ghét nhất người như thế nào không? Dương Thanh còn chưa trả lời, Tần Thanh Tâm đã nói tiếp, đó chính là lừa dối. Người tôi yêu có thể không phải là người xuất sắc ưu tú, nhưng phải chính trực ngay thẳng, phải là một người đàn ông đầu đội trời, chân đạp đất. Nói đoạn, cô thất tha thất thểu rời đi. Dương Thanh dõi theo bóng lưng Tần Thanh Tâm dần biến mất trong tầm mắt của anh. Anh gọi một cuộc điện thoại, tôi muốn ông phải thâu tóm được tập đoàn Tam Hòa trong vòng 3 ngày mà không tốn một xu nào. Vâng, thưa chủ tịch. Trong văn phòng chủ tịch ở tầng cao nhất của tập đoàn Tam Hòa. Cụ Tần làm việc rất mạnh mẽ quyết đoán. Buổi sáng vừa mới tuyên bố Tần Phi đảm nhiệm chức chủ tịch, buổi chiều văn bản bổ nhiệm chính thức đã được đưa tới các phòng ban. Lão ta nhìn Tần Phi đang đứng ở trước mặt mình, vừa lòng nói, Phi à, ông nội giao vị trí chủ tịch cho cháu. Đây cũng là thử thách trước khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc. Cháu nhất định phải quý trọng cơ hội này. Nghe thấy vị trí chủ gia tộc, trong lòng Tần Phi mừng như điên nhưng ngoài mặt lại ra vẻ được yêu mà sợ. Ông nội, ông yên tâm, chắc chắn cháu sẽ không làm ông thất vọng. Lão ta khẽ gật đầu, nhớ tới một hình bóng khác, thầm thở dài một tiếng. Trước khi cháu thừa kế vị trí chủ gia tộc, ông sẽ tìm cơ hội đuổi Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc. Tần Phi cười khinh, ông nội. Chỉ là một đứa con gái bị vấy bẩn mà thôi, cô ta còn có thể gây nên sóng gió gì chứ? Cháu nhất định không được xem thường nó. Khi còn học đại học, nó đã gây dựng nên tập đoàn Tam Hòa thì sao có thể vô dụng chứ? Nếu cháu dám xem thường nó thì sớm muộn gì cũng thua trong tay nó, cụ Tần răn dậy. Thấy cụ Tần không vui, Tần Phi vội vàng nói, ông nội dậy rất đúng, cháu nhất định sẽ không khinh địch. Đúng lúc này, điện thoại bàn trong văn phòng bỗng nhiên vang lên. Cụ Tần liếc mắt nhìn Tần Phi, văn bản bổ nhiệm vị trí chủ tịch đã được gửi đến các phòng ban. Toàn bộ công việc hiện tại của công ty đều do cháu giải quyết. Tần Phi vội vàng nghe điện thoại, nhưng vừa nghe được vài câu, sắc mặt đã thay đổi, trên trán từng giọt mồ hôi không ngừng túa ra. Bụp! Cúp máy, cả người Tần Phi sụi lơ trên ghế. Xảy ra chuyện gì? Cụ Tần đột nhiên có cảm giác cực kỳ không lành. Sắc mặt Tần Phi tái nhợt nói, là chuyên viên pháp chế bên tập đoàn Nhãn Thanh gọi tới,
nói muốn hủy hợp tác với chúng ta. Cái gì? Cụ Tần cũng cực kỳ hoảng sợ. Không chỉ có thế, tập đoàn Nhãn Thanh còn nói chúng ta vi phạm với hợp đồng, đòi tiền bồi thường với giá cao ngất trời, Tần Phi còn nói thêm. Dù cho là cụ Tần thì lúc này cũng vô cùng sợ hãi, sắc mặt trắng bệch, cơ thể lảo đảo trực ngã. Bắt nạt đủ bề. Cụ Tần lảo đảo rồi ngồi phịch xuống ghế sofa, vẻ mặt dại ra. Ông nội, ông đừng lo lắng, chuyện này chắc chắn có vấn đề. Chúng ta chỉ mới ký hợp đồng hồi sáng, còn chưa kịp triển khai mà, sao có thể vi phạm hợp đồng được chứ, Tần Phi vội vàng nói. Mắt cụ Tần thoát sáng lên, rồi vội nói, cháu nói đúng, chúng ta không thể vi phạm hợp đồng được, bọn họ có nói chúng ta vi phạm điều khoản nào không? Tần Phi lắc đầu đáp, họ chỉ nói chúng ta vi phạm hợp đồng, nên phải bồi thường theo quy định trong hợp đồng, nếu không họ sẽ truy cứu trách nhiệm hình sự của chúng ta. Cái gì? Lúc nãy cụ Tần còn ôm một tia hy vọng, giờ bỗng trở nên nóng nảy, cháu mau triệu tập mọi người tới đây, mở họp ngay. Ông nội, ông! Tần Phi đang định dò hỏi thì bị cụ Tần quát, trong vòng 10 phút, ông muốn nhìn thấy tất cả mọi người trong phòng họp. 10 phút sau, trong phòng họp ở tầng cao nhất. Ông nội, ngoài Tần Thanh Tâm, tất cả mọi người đều đã có mặt đông đủ, Tần Phi nói. Cụ Tần nhướng mày, nói ngay, vậy thì chúng ta không cần đợi nữa. Tần Phi, cháu mau thông báo chuyện này trước đi. Tần Phi gật đầu, rồi kể lại nội dung cuộc trò chuyện với bên chuyên viên pháp chế của tập đoàn Nhãn Thanh. Anh ta vừa dứt lời, tất cả mọi người đều mang vẻ mặt khiếp sợ. Chủ tịch, chuyện này sao có thể chứ? Đúng vậy, chúng ta mới ký được hợp đồng sáng nay mà, sao buổi chiều bọn họ lại bảo chúng ta vi phạm hợp đồng? Chắc chắn đây là âm mưu của Tần Thanh Tâm và tập đoàn Nhãn Thanh, đúng là ức hiếp người quá đáng. Mọi người đều ra vẻ vô cùng căm phẫn. Im miệng. Cụ Tần đập bàn, tức giận quát, lúc này phòng họp mới yên tĩnh lại. Tôi triệu tập mọi người đến đây để họp, chứ không phải bảo mọi người tới để chỉ trích ai. Hơn nữa mọi người mau nghĩ cách giải quyết chuyện này đi, đó là tập đoàn Nhãn Thanh đấy. Nếu họ muốn bóp chết nhà họ Tần thì sẽ dễ như trở bàn tay. Mọi người mau động não đi, cụ Tần quát. Câu nói của lão ta như một chậu nước lạnh. Lập tức khiến làm mọi người bình tĩnh lại. Chủ tịch, rõ ràng chuyện này rất kỳ lạ. Với địa vị của tập đoàn Nhãn Thanh, đáng lý bọn họ sẽ không làm như vậy với chúng ta. Liệu có ai trong số chúng ta đã đắc tội với người bên đó không? Có người nhanh nhạy nói. Cụ Tần trầm tư một lát, đúng là có khả năng này. Lão ta nhìn lướt qua những người có mặt tại đây, lạnh lùng nói, hôm nay, trong số mấy người có ai đắc tội với người nào không? Mọi người đều đồng loạt lắc đầu. Những người có mặt ở đây vốn là dòng chính nhà họ Tần, tất cả đều là một đám sâu mọt, nên cả ngày không ngồi trong văn phòng xem phim, thì cũng lấy cớ đi ra ngoài chơi thôi. Nếu không phải đắc tội với người ta, vậy thì tại sao lại thế này? Cụ Tần vắt óc cũng không hiểu nổi, nên lão ta nhìn về phía Tần Phi, cháu là chủ tịch, cháu nói thử xem, chuyện này nên giải quyết thế nào? Tần Phi ngẫm nghĩ một lát, rồi đáp, ông nội. Hợp đồng này là do Tần Thanh Tâm lấy được, nhưng bây giờ xảy ra chuyện lại không hề lộ mặt, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta, lẽ ra phải để cô ta giải quyết chuyện này mới đúng. Cụ Tần bỗng nhíu mày nói, cháu cứ nói tiếp đi. Sáng nay cháu còn đang băn khoăn không hiểu, tại sao rõ ràng là Tổng Giám Đốc chi nhánh tập đoàn Nhãn Thanh, lại đích thân cầm hợp đồng tới đây. Bây giờ ngẫm lại, thì thấy mọi chuyện đều đã được sáng tỏ. Tần Phi như sực vỡ lẽ ra, chắc chắn là do Lạc Bân ưng ý Tần Thanh Tâm nhưng lại không tiện nói rõ ra, nên mới nói ông ta cảm động trước tấm lòng chân thành của Tần Thanh Tâm. Hợp đồng đã ký rồi nhưng Tần Thanh Tâm lại không tỏ thái độ gì rõ ràng, nên ông ấy tức giận bảo bộ phận pháp chế thông báo chúng ta đã vi phạm hợp đồng. Thật ra chúng ta không hề vi phạm hợp đồng, mà bọn họ chỉ muốn mượn cái cớ này để cảnh cáo chúng ta. Nếu Lạc Bân biết được suy nghĩ của mấy người này, chắc chắn ông ta sẽ sợ đến mức tè ra quần. Người khác không biết rõ thân phận của Dương Thanh, nhưng ông ta thì khác. Có cho ông ta 100 lá gan, ông ta cũng không dám có ý đồ với vợ của sếp. Tất cả mọi người đều vỡ lẽ, cụ Tần cũng nhìn Tần Phi với vẻ mặt hài lòng, Lạc Bân đã đích thân tới đây thì chắc chắn sẽ có yêu cầu. Trong ba thứ tiền tài, quyền lực, sắc đẹp, chúng ta không thể cho ông ta tiền tài và quyền lực được. Nhưng chúng ta có Tần Thanh Tâm người đẹp nhất ở đất Giang Hải này. Ông nội, nói vậy là, chỉ cần Tần Thanh Tâm ra mặt,
thì mọi chuyện có thể giải quyết một cách dễ dàng đúng không ạ? Tần Phi cười nói. Bây giờ cháu hãy thông báo cho con bé, mau đến công ty gặp ông ngay lập tức, cụ Tần căn dặn Tần Phi. Trong biệt thự nhà họ Tần. Sáng nay sau khi rời khỏi công ty, Tần Thanh Tâm liền quay về nhà, sau đó ở luôn trong phòng. Cho dù Châu Ngọc Thúy có hỏi han thế nào cô cũng không để ý. Sau khi bà ta nghe ngóng mới biết được sáng nay đã xảy ra chuyện gì. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, bảo con ly hôn với thằng vô dụng đó đi, mà con cứ không chịu nghe. Bây giờ thì hay rồi, tập đoàn Tam Hòa do con cực khổ gây dựng nên đã trở thành sính lễ cho người khác rồi. Thanh Tâm, lần này con nhất định phải ly hôn với thằng vô tích sự đó. Chỉ cần con gả cho Vương Kiện, chắc chắn nhà họ Tần sẽ không dám bắt nạt con nữa. Châu Ngọc Thúy đã nói những lời này không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng Tần Thanh Tâm vẫn không hề đáp lại. Đúng lúc này, trong phòng Tần Thanh Tâm bỗng vang lên tiếng chuông điện thoại dồn dập. Lúc này giọng nói của Tần Thanh Tâm mới vang lên, vâng, tôi biết rồi. Chẳng mấy chốc, Tần Thanh Tâm đã ra khỏi phòng với đôi mắt đỏ ửng. Con có nghe thấy mẹ nói gì không? Châu Ngọc Thúy vất vả lắm mới đợi được Tần Thanh Tâm ra ngoài, bà ta vội vàng nắm lấy cánh tay cô. Mẹ, mấy chuyện khác, mẹ đợi con quay về rồi hãng nói được không? Bây giờ ông nội đang nóng lòng muốn gặp con. Nghe Tần Thanh Tâm nói ông nội đang tìm cô, lúc này Châu Ngọc Thúy mới buông tay ra, trước khi Tần Thanh Tâm gả cho nhà họ Vương, bà ta không dám đắc tội với cụ Tần. 20 phút sau, trong văn phòng chủ tịch, cụ Tần đang ngồi trước bàn làm việc, vẻ mặt lão ta rất nghiêm túc. Vừa rồi, lão ta đã thông báo với Tần Thanh Tâm về chuyện tập đoàn Nhãn Thanh hủy hợp tác rồi. Ông nội, ông gọi cháu tới đây chỉ để thông báo chuyện này sao ạ? Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ ửng, vẻ mặt đầy thất vọng, Tần Phi là chủ tịch, nếu công ty xảy ra chuyện lớn như vậy, chẳng phải ông nên tìm anh ta sao? Thanh Tâm, ông biết cháu đang oán trách ông về quyết định lúc sáng, nhưng cháu phải hiểu cho ông nội, bởi vì bê bối của hai đứa đã gây ra phiền phức rất lớn cho nhà họ Tần rồi. Cụ Tần nói với vẻ cây ngay không sợ chết đứng, ông bảo cháu kết hôn với Vương Kiệt, thì cháu không chịu, thậm chí thằng chồng vô dụng của cháu còn đánh người. Ngay cả nhà họ Trương cũng dám đắc tội. Cho dù ông giao vị trí chủ tịch này cho cháu, thì người khác có phục cháu không? Tần Thanh Tâm càng cảm thấy thất vọng với cụ Tần, cô đỏ mắt nói, ông nội, 5 năm trước, cháu cũng là người bị hại mà, cho dù cháu thật sự gây phiền phức cho công ty, thì lúc đó công ty cũng chỉ thuộc về cháu, nên đây vốn là chuyện của cháu. Bây giờ cháu đã có chồng rồi, tại sao ông còn muốn gả cháu cho người khác? Quả thật chồng cháu đã đánh Trương Quảng. Nhưng nếu anh ấy không đánh ông ta, thì em gái và con gái cháu sẽ bị ông ta đánh. Chẳng lẽ chỉ khi nào cháu hy sinh tất cả cho nhà họ Tần, thì mới có thể làm người khác phục sao? Sắc mặt cụ Tần rất khó coi, sao lão ta lại không hiểu mấy lý lẽ này chứ? Nhưng trong lòng lão ta, Tần Thanh Tâm chỉ có thể là người hy sinh cho gia tộc thôi. Dù nói thế nào thì tập đoàn Tam Hòa cũng do một tay cháu sáng lập. Chẳng lẽ cháu thật sự muốn trơ mắt đứng nhìn nó bị phá sản sao? Cụ Tần kìm nén cơn giận hỏi. Tần Thanh Tâm hít sâu một hơi, rồi nói với vẻ mặt kiên định, ông nội, chỉ cần ông đồng ý với cháu một chuyện, cháu có thể đi tìm xếp Lạc. Cháu nói đi, cụ Tần nhíu mày nói. Nếu cháu có thể làm cho xếp Lạc tiếp tục hợp tác với nhà họ Tần, ông phải trả lại tập đoàn Tam Hòa cho cháu, vẻ mặt Tần Thanh Tâm vô cùng nghiêm túc. Cụ Tần nghe vậy thì không đồng ý ngay. Lão ta tức giận quát, Tần Thanh Tâm, cháu đừng có mà được voi đòi tiên. Tập đoàn Tam Hòa vốn do một tay cháu sáng lập, bây giờ cháu chỉ muốn lấy lại thứ thuộc về mình thôi, sao có thể là được voi đòi tiên chứ, Tần Thanh Tâm tức giận nói. Tần Phi nhất thời nghẹn họng, anh ta nhìn cụ Tần với vẻ mặt gấp gáp, ông nội, rõ ràng con đàn bà này đang ép chúng ta, thật sự chẳng coi ông nội ra gì. Nếu ông thỏa hiệp với cô ta, sau này cô ta sẽ càng hống hách hơn. Tôi chỉ muốn lấy lại tập đoàn Tam Hòa, Tần Thanh Tâm lạnh lùng đáp lại. Cụ Tần không nói gì càng làm Tần Phi cảm thấy lo lắng hơn, không dễ gì anh ta mới ngồi lên được chiếc ghế chủ tịch này, bây giờ còn chưa kịp ngồi nóng ghế, sao có thể dễ dàng trả lại được chứ? Tần Phi đảo mắt, đột nhiên ra vẻ bừng tỉnh, cô đã sớm lăm le vị trí chủ tịch này rồi đúng không? Có phải sau khi ngồi lên ghế chủ tịch này, cô sẽ dùng cách như này để ép ông nội nhường vị trí chủ gia tộc cho cô luôn không? Sắc mặt cụ Tần dần trở nên u ám. Tôi không có, Tần Thanh Tâm vội vàng phản bác, cô hiểu rất rõ,
Tần Phi đang cố ý khiêu khích mình. Tần Phi nói với vẻ mặt mỉa mai, ông nội, cô ta đang có tật giật mình. Cháu nghi ngờ, cô ta thông đồng với xếp Lạc, rồi dùng cách này để giành vị trí chủ tịch tập đoàn. Dù sao thì tập đoàn Nhạn Thanh cũng lớn như vậy, vô số gia tộc quyền thế cũng không ký được hợp đồng với họ, thì sao một người phụ nữ như cô ta có thể làm cho xếp Lạc đích thân cầm hợp đồng tới đây chứ? Tần Phi, anh đừng có mà ăn nói hàm hồ, Tần Thanh Tâm tức giận cực độ. Tôi có ăn nói hàm hồ không, trong lòng cô rõ nhất. Tần Phi cười khẩy, nếu không thì tại sao chúng ta vừa mới ký hợp đồng lúc sáng, thế mà bây giờ bọn họ đã nói chúng ta vi phạm hợp đồng. Thậm chí bọn họ còn chưa đợi tới một ngày nữa, cô còn nói cô không thông đồng với bọn họ. Làm sao tôi biết được, Tần Thanh Tâm tức sắp phát khóc rồi. Hai đứa im lặng hết đi. Cuối cùng cụ Tần cũng nổi giận, quát một tiếng, sau đó lão ta nhìn Tần Thanh Tâm với vẻ mặt tức giận, trong vòng 3 ngày, nếu tập đoàn Nhạn Thanh vẫn không chịu nối lại việc hợp tác với nhà họ Tần, ông sẽ hạ lệnh của chủ gia tộc đuổi cả nhà cháu ra khỏi nhà họ Tần. Đuổi ra khỏi gia tộc. Cụ Tần nói xong câu này thì nghênh ngang rời đi. Tần Thanh Tâm, cô đã nghe thấy chưa? Chỉ trong vòng 3 ngày, nếu cô vẫn không thể lay chuyển quyết định của xếp Lạc, vậy thì cả nhà cô sẽ phải cuốn xéo ra khỏi gia tộc. Theo trí nhớ của tôi, hình như trước giờ chưa có mệnh lệnh của chủ gia tộc nào được hạ ấy nhỉ? Tần Phi cười nói với vẻ mặt đầy đắc ý. Lệnh của chủ gia tộc là mệnh lệnh có cấp bậc cao nhất trong nhà họ Tần, do đích thân chủ gia tộc truyền xuống bên dưới bằng văn bản, mỗi năm chỉ có thể ra một mệnh lệnh. Không ngờ hôm nay cụ Tần lại muốn dùng nó với Tần Thanh Tâm. Tần Thanh Tâm chết lặng. Cô hoàn toàn không ngờ cụ Tần lại đối xử với mình như vậy. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy tuyệt vọng với gia tộc mình như thế. Đây cũng là lần đầu tiên, cô muốn rời khỏi gia tộc mãi mãi. Trong 3 ngày kế tiếp, ngày nào Tần Thanh Tâm cũng đi tới tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng ngay cả cửa chính cô cũng không đi vào được. Trong văn phòng chủ tịch trên tầng cao nhất của tập đoàn Nhạn Thanh. Trước cửa sổ sát đất rộng lớn, bóng một người thanh niên đang đứng chắp tay. Cúi đầu nhìn thân hình gầy yếu ở dưới lầu, ánh mắt chứa đầy vẻ không đành lòng. Chủ tịch, đã 3 ngày rồi, hay là chúng ta cho cô ấy vào trong công ty đi, Lạc Bân dè dặt hỏi. Nhưng Dương Thanh lại lắc đầu, chỉ có làm như vậy, cô ấy mới có thể tỉnh ngộ, mới có thể đối xử tàn nhẫn với nhà họ Tần được, nếu không nhà họ Tần vẫn sẽ đối xử với cô ấy như thế. Tần Thanh Tâm đợi trước cửa công ty 3 ngày, thì Dương Thanh cũng đứng ngắm nhìn cô 3 ngày trước cửa sổ tầng cao nhất. Anh chỉ mới trở về có mấy ngày, mà Tần Thanh Tâm đã chịu nhiều sự bất công và tủi nhục như thế. Anh có thể tưởng tượng được, trong 5 năm qua, cô đã chịu nhiều đau khổ thế nào. Nhìn Tần Thanh Tâm đứng đợi bên ngoài, tim anh lại đau nhói. Dưới tòa nhà tập đoàn Nhạn Thanh, Tần Y đau lòng nhìn chị mình, nghẹn ngào nói chị, rõ ràng chuyện này là do nhà họ Tần đắc tội với tập đoàn Nhạn Thanh, nhưng bọn họ lại bắt chị tới đây chịu đựng tất cả. Một gia tộc như thế không đáng để chị hy sinh nhiều như vậy. Hai mắt Tần Thanh Tâm đỏ ửng đáp lại, tập đoàn Tam Hòa do một tay chị gây dựng nên, chị không thể từ bỏ nó được. Nhưng cho dù chị có thể nối lại chuyện hợp tác với tập đoàn Nhạn Thanh thật, thì nhà họ Tần cũng sẽ không trả lại tập đoàn Tam Hòa cho chị. Tần Y hơi tức giận nói. Nhưng chị cũng không thể trơ mắt đứng nhìn công ty sụp đổ như thế được, Tần Thanh Tâm rơi nước mắt nói. Tần Y vừa mới ngùn ngụt lửa giận. Bây giờ thấy Tần Thanh Tâm khóc, cô ta không thể nhịn được nữa, vội ôm chặt chị mình, vừa khóc vừa nói chị cần gì phải làm thế chứ. Thấy hai chị em ôm nhau khóc lóc, Dương Thanh đứng trên tầng cao nhất vẫn không hề mềm lòng. Để em đi tìm xếp Lạc, Tần Y lau nước mắt, rồi xông thẳng vào công ty. Trong 3 ngày qua, Tần Thanh Tâm đứng đợi bên ngoài, ở bên trong cô ta cũng đã đi tìm xếp Lạc rất nhiều lần rồi. Nhưng cô ta chỉ là nhân viên mới. Sao có thể gặp được xếp Lạc chứ? Y, cậu đừng kích động. Nếu bây giờ cậu chạy đi tìm xếp Lạc, nói không chừng ngay cả cậu cũng bị mất việc đấy. Thấy tâm trạng Tần Y kích động như thế, Tôn Điềm cũng sốt ruột nói. Dù bị sa thải, mình cũng phải gặp được xếp Lạc. Cho dù ông ta không đồng ý, nhưng chí ít ông ta cũng phải gặp chị mình. Chị mình đã đứng đợi ngoài cửa 3 ngày rồi, nhưng ngay cả bóng dáng của xếp Lạc cũng không nhìn thấy. Tần Y tức giận nói. Cậu nói nhỏ thôi, Tôn Điềm vội vàng bịt miệng Tần Y lại. Cậu bỏ tay ra. Tần Y đẩy Tôn Điềm ra, rồi xông thẳng vào văn phòng tổng giám đốc. Dầm,
Tần Y hùng hổ mở cửa văn phòng ra. Y, lúc Tôn Điềm đuổi tới đây thì đã quá muộn rồi. Sếp Lạc, tôi biết ông là nhân vật lớn nên xem thường chúng tôi, nhưng cho dù là vậy, thì ông cũng không thể sỉ nhục chúng tôi như thế được, chị tôi đã đứng đợi ở bên ngoài 3 ngày rồi. Chỉ có một câu nói có được hay không thôi mà, hà cớ gì ông phải làm thế, hai mắt Tần Y đỏ ửng, tức giận gào lên. Cô bảo chị cô đi về đi. Lạc Bân mở miệng nói, cô cứ nói cho cô ấy biết, người nhà họ Tần đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn, nên nhà họ Tần phải trả giá cho hành động này. Tôn Điềm vốn đang lo sợ thay Tần Y, lúc thấy Lạc Bân không những không nổi giận, mà còn nói cho Tần Y biết nguyên nhân mình hủy hợp tác, vẻ mặt cô ta đầy kinh ngạc. Tần Y nắm được trọng điểm trong câu nói của Lạc Bân, nên ngạc nhiên hỏi, nhân vật tai to mặt lớn. Chẳng lẽ không phải là vì bọn họ đã đắc tội với ông sao? Lạc Bân lắc đầu cười khổ, trước mặt nhân vật tai to mặt lớn này, tôi chẳng là gì cả. Câu nói của Lạc Bân khiến Tần Y vô cùng khiếp sợ. Với cô ta, Lạc Bân đã là người rất có máu mặt rồi, ngay cả chủ của những gia tộc quyền thế đứng đầu Giang Hải cũng phải khách sáo với ông ta. Thế mà bây giờ lại xuất hiện một nhân vật tai to mặt lớn ghê gớm hơn ông ta nữa. Chị, sếp Lạc bảo em chuyển lời với chị. Lúc đi xuống lầu, Tần Y nhìn chị mình với vẻ mặt phức tạp. Ông ta nói gì? Tần Thanh Tâm hơi kích động hỏi. Sếp Lạc nói, nhà họ Tần đã đắc tội với một nhân vật tai to mặt lớn. Mà trước mặt người đó, sếp Lạc chẳng là gì cả, cho nên việc ông ta không muốn gặp mặt chị cũng là làm theo chỉ thị của người đó, Tần Y nói. Tần Thanh Tâm nghe xong thì cả người lảo đảo, Tần Y vội vàng tiến lên đỡ lấy cô. Chị đã cố gắng hết sức rồi. Nên chuyện này không thể trách chị được, chị đừng như vậy nữa được không, thấy chị mình như vậy, Tần Y cảm thấy rất đau lòng. Vẻ mặt Tần Thanh Tâm đầy thất vọng, vậy tập đoàn Tam Hòa cứ thế mà bị phá sản sao? Trong văn phòng chủ tịch của tập đoàn Tam Hòa, Tần Phi đang ngồi trước bàn làm việc với vẻ mặt đầy đắc ý, mọi người đã nghe gì chưa? Con đàn bà đê tiện Tần Thanh Tâm kia đã đợi trước cửa tập đoàn Nhạn Thanh 3 ngày rồi, nhưng vẫn không thể vào trong được. Lần này. Không ai có thể cứu được cô ta nữa rồi. Đợi ông nội hạ lệnh của chủ gia tộc, cô ta sẽ bị đuổi ta khỏi gia tộc. Lúc này, trong văn phòng đều là mấy người thuộc dòng chính nhà họ Tần, tất cả đều đang nịnh nọt Tần Phi. Nhưng không một ai nhận ra rằng, một khi Tần Thanh Tâm thất bại, thì cả nhà họ Tần sẽ phải đối mặt với cuộc khủng hoảng rất lớn. Đúng là một đám óc bã đậu, Tần Phi bỗng giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi bật dậy nói, đến lúc rồi. Mau gọi bảo vệ công ty đi, mọi người theo tôi đến nhà Tần Thanh Tâm xem kịch hay nào. Nhất thời, một đám người dòng chính nhà họ Tần cùng Tần Phi, dẫn theo 7-8 nhân viên bảo vệ, đi tới nhà Tần Thanh Tâm. Rầm. Châu Ngọc Thúy đang bận rộn trong phòng bếp, bỗng nghe thấy một tiếng vang rất lớn ở bên ngoài. Ông nó à, tiếng gì vậy? Châu Ngọc Thúy vội vàng chạy ra khỏi phòng bếp, thấy Tần Đại Dũng vẫn rất bình tĩnh cầm một tờ báo ngồi đọc trên ghế sofa. Để tôi ra xem thử, Tần Đại Dũng đặt tờ báo xuống, rồi đi ra bên ngoài. Nhưng ông ta vừa đi ra ngoài, đã nhìn thấy cổng biệt thự bị người ta dỡ xuống, 7-8 nhân viên bảo vệ mặc đồng phục của tập đoàn Tam Hòa đang xông vào trong. Mà sau lưng mấy nhân viên bảo vệ này còn có mấy người thuộc dòng chính nhà họ Tần, và Tần Phi đang đứng quan sát ở trước nhất. Tần Phi, cậu đang làm gì vậy? Tần Đại Dũng tức giận quát. Tần Phi cười lớn đi tới. Thấy vẻ mặt tức giận của Tần Đại Dũng thì đáp, ông nội đã cho con gái chú 3 ngày để cô ta thuyết phục tập đoàn Nhạn Thanh nối lại việc hợp tác với nhà họ Tần chúng ta, nhưng nếu cô ta không làm được thì cả nhà chú sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Bây giờ 3 ngày đã trôi qua, chú nói thử xem tôi tới đây để làm gì. Để tôi xem thử ai dám, Tần Đại Dũng chặn ngay trước cửa, vô cùng tức giận. Chỉ là một đứa con riêng mà lại chiếm giữ nhà chính của nhà họ Tần, còn dám hống hách trước mặt tôi nữa. Tần Phi cười khẩy, rồi vung tay lên, mấy người mau đuổi cả nhà bọn họ ra ngoài đi. Châu Ngọc Thúy nhìn qua cửa sổ, thấy Tần Đại Dũng bị 2 nhân viên bảo vệ kéo ra ngoài thì nhất thời hoảng loạn, bà ta vội vàng lấy điện thoại ra gọi điện. 2 chị em đang ôm nhau khóc lóc trước cửa tập đoàn Nhạn Thanh, thì bỗng bị tiếng chuông điện thoại dồn vang cắt ngang. Tần Thanh Tâm vừa nghe máy đã nghe thấy một tràng tiếng hỗn loạn, lại nghe Châu Ngọc Thúy hô lên, Thanh Tâm, con và Y mau về nhà đi. Tần Phi dẫn một nhóm người tới đây, muốn đuổi chúng ta ra ngoài đây này. Lời hứa trong mưa.
Dương Thanh đứng trên tầng thượng, thấy Tần Thanh Tâm nghe điện thoại xong liền vội vàng rời đi cùng Tần Y. Chuyện gì xảy ra vậy? Anh khẽ nhíu mày, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, trông hai chị em đều hoảng hốt lại đi vội vàng như vậy, chắc xảy ra chuyện gì lớn rồi. Dứt lời, anh xoay người ra khỏi văn phòng. Trên đường đi, Tần Y phóng xe hết tốc độ, chỉ thấy như có một tia chớp màu trắng không ngừng lao vút qua trên đường. Cũng may còn chưa tới giờ cao điểm, xe trên đường không nhiều lắm. Đoạn đường đáng lẽ phải đi hết nửa giờ, Tần Y lái xe tới cửa nhà lại chỉ mất 20 phút. Từ phía xa, hai chị em đã thấy có rất nhiều người vây quanh cửa nhà. Châu Ngọc Thúy và Tần Đại Dũng bị 7-8 người bảo vệ bao vây. Đám trời đánh này, đây là nhà tôi, sao các người dám đuổi tôi chứ? Châu Ngọc Thúy tức giận gào lên, còn liên tục vung tay loạn xạ. Tần Phi, anh muốn làm gì? Tần Thanh Tâm lao ra khỏi xe sau đó hét lên với Tần Phi, cô tức đến run cả người. Tần Phi kinh ngạc khi thấy hai cô bước xuống từ trong xe Maserati. Người nhà họ Tần còn chưa ai biết chuyện người nhà họ Tô đưa xính lễ tới. Thấy chiếc xe này, Tần Phi cười lạnh, Tần Thanh Tâm, cô đúng là sâu mọt của gia tộc. Không ngờ cô còn lái chiếc Maserati bạc triệu thế này, chẳng trách ông nội muốn hạ mệnh lệnh của chủ gia tộc để đuổi cả nhà cô ra khỏi gia tộc. Anh câm miệng, đây là nhà họ Tô đưa xính lễ cho Y Y, không liên quan tới tôi, Tần Thanh Tâm giận tới đỏ mắt nói. Tần Phi thầm kinh ngạc, chỉ nhà họ Tô giàu nhất Giang Hải mới có thể tặng chiếc xe trị giá cả triệu như vậy thôi. Nếu thật vậy, chứng tỏ nhà họ Tô đã nhìn chúng Tần Y, cô ta sắp đổi đời rồi. Nhưng nghĩ đến mối uy hiếp Tần Thanh Tâm này, anh ta chỉ có thể đuổi cùng giết tận. Xe này có liên quan đến cô hay không cũng chẳng sao, thời hạn 3 ngày ông nội cho cô đã hết rồi. Đây là nhà chính của gia tộc, nếu các người đã bị đuổi ra khỏi gia tộc, đương nhiên phải trả nó lại cho gia tộc, Tần Phi cười híp mắt nói. Đám người xung quanh đều là dòng chính nhà họ Tần, lúc này không những chẳng ai đứng ra nói giúp Tần Thanh Tâm một câu, mà bọn họ còn đứng nhìn bằng ánh mắt giễu cợt như đang xem kịch vui. Lòng người bạc bẽo, trái tim Tần Thanh Tâm như đang rỉ máu, mắt cô đỏ hoe, cho dù các người muốn đuổi chúng tôi ra khỏi nhà họ Tần cũng phải có lệnh của chủ gia tộc. Ông nội còn chưa ra lệnh, các người đã nóng lòng tới đuổi chúng tôi đi vậy sao? Tên khốn kiếp, tao liều mạng với mày. Tần Y vốn đã tức giận, thấy chị bị bắt nạt như vậy bèn lao về phía Tần Phi. Tần Phi cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Tần Y vừa chạy tới đã bị hai bảo vệ cản lại, cô ta chỉ là một cô gái yếu đuối, sao có thể chống lại được hai người đàn ông. Buông Y Y ra, Tần Thanh Tâm cũng lao tới, nhưng kết quả chẳng khác nào Tần Y. Tần Phi đi tới bên cạnh hai cô, cười khinh miệt, Tần Thanh Tâm, bây giờ tập đoàn Tam Hòa đã rơi vào tay tôi, cho dù nó có sụp đổ cũng không quay lại tay cô đâu, ha 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 ha. Tần Thanh Tâm đột nhiên đẩy bảo vệ ra, lao lên nắm lấy cánh tay của Tần Phi và cắn mạnh. A! À, Tần Phi đang cười to đắc ý chợt gào lên, anh ta càng giãy giụa lại càng bị cắn đau hơn. Thả tao ra, con khốn này, anh ta nổi giận mất hết lý trí, đấm mạnh lên đầu Tần Thanh Tâm. Chị, Tần Y hét lớn một tiếng, nhưng cô ta bị hai người bảo vệ cản lại, không thể lao qua được. Ép bức đến nỗi khiến Tần Thanh Tâm lao ra cắn là biết cô đã tức giận tới mức nào. Khi nắm đấm của Tần Phi sắp hạ xuống, một bóng người bỗng xuất hiện. Bụp! Cổ tay Tần Phi bị giữ lại, lúc này nắm đấm chỉ cách đầu Tần Thanh Tâm có mấy centimet. Khi nhìn thấy người tới ngăn cản, tất cả mọi người đều sững sờ. Dương Thanh, Tần Y kích động nhìn bóng dáng kia, không nhịn được rơi nước mắt. Tần Thanh Tâm chút giận đủ rồi, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy gương mặt quen thuộc. Lúc này, mắt anh hoe đỏ đang nhìn cô với vẻ tự trách. Một tay còn nắm lấy cổ tay của Tần Phi. Hóa ra là thằng vô dụng này. Tao khuyên mày nên thả tay ra, nếu không đừng trách tao. Rắc. Tần Phi còn chưa nói xong thì cổ tay kêu rắc một tiếng, tiếp đó là cảm giác đau đớn ập đến. A! À, tiếng kêu thảm thiết vang vọng cả sân rộng. Bịch. Anh ta vừa gào lên một tiếng, ngực lại bị một lực cực mạnh đập vào, khiến anh ta bay xa tới 7-8 mét mới nện mạnh xuống nền xi măng. Hai mắt anh ta trợn ngược, rồi ngất luôn. Dương Thanh đi tới bên cạnh Tần Phi, ấn huyệt nhân trung của anh ta nói, hôn mê thì lợi cho mày quá. Tần Phi mới bất tỉnh lại hít sâu một hơi, trợn ngược hai mắt lên. A! À, tiếng kêu rên tiếp tục vang lên. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Dương Thanh.
một cước đã đạp bay một người trưởng thành ra xa 7-8 mét, đây còn là người sao? Đây không phải là trọng điểm, quan trọng là người ta đã hôn mê lại cứu tỉnh để người ta tiếp tục chịu đựng cơn đau bị gãy cổ tay. Bọn họ không biết, nếu không phải Dương Thanh nương tay, Tần Phi đã đi chầu Diêm Vương rồi. Hôm nay Tần Y lại thấy Dương Thanh đá bay người, còn là Tần Phi, lần đầu tiên cô ta thấy Dương Thanh thuận mắt như thế. Nếu không muốn chết thì cút hết cho tôi, Dương Thanh đột nhiên quát một tiếng. Làm gì còn ai dám ở lại nữa? Ai nấy đều chạy tán loạn như chạy nạn. Dương Thanh rất đau lòng khi thấy Tần Thanh Tâm mất hồn mất vía như vậy. Tên khốn kiếp này, mày lại dám đánh Tần Phi, ông cụ sẽ càng không tha cho chúng tao. Đều tại mày hết, nếu không sao nhà tao có thể bị đuổi ra khỏi gia tộc. Đều tại thằng khốn kiếp mày. Châu Ngọc Thúy nói xong giơ tay lên. Nhưng bà ta còn chưa kịp đánh, Tần Y đã lao tới, hét lên một tiếng, đủ rồi. Đã là lúc nào rồi? Không ngờ mẹ chẳng để ý tới chị bị bắt nạt, chỉ nghĩ xem ông cụ có bỏ qua cho chúng ta hay không à? Tần Y kích động vừa khóc vừa hét lên với Châu Ngọc Thúy, nhà họ Tần đã bắt nạt chúng ta như vậy, mẹ còn muốn đẩy chị vào chỗ chết sao? Lẽ nào mẹ không thương chị ấy? Đúng lúc này, Tần Thanh Tâm vẫn im lặng chợt ngẩng đầu nhìn Dương Thanh nói. Lời anh nói với tôi lúc trước còn tính không? Nghe vậy, Dương Thanh đứng thẳng, nghiêm mặt nói dõng dạc, chỉ cần em muốn, anh thậm chí có thể cho em cả thế giới. Tần Thanh Tâm xúc động, nước mắt tràn ra như vỡ đê, tôi mệt rồi, tôi cũng muốn có một người đàn ông có thể che mưa chắn gió cho tôi. Nghe Tần Thanh Tâm nói vậy, tim Dương Thanh như rỉ máu. Anh nhìn người phụ nữ đang nước mắt giàn giụa, chợt nói, được. Anh chỉ nói một từ rồi xoay người rời đi. Xoẹt. Tia chớp rạch ngang bầu trời, một trận mưa to như chút nước đổ xuống. Nhìn bóng lưng kia dần biến mất trong mưa, Tần Thanh Tâm lại không sao kìm nén được đau đớn trong lòng, cô bật khóc nức nở. Ác giả ác báo. Tần Y ôm chặt Tần Thanh Tâm, gương mặt đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Dương Thanh chỉ là kẻ vô dụng, con còn tin lời nó à? Gì mà cho con cả thế giới chứ? Tất cả chỉ là lời nói suông mà thôi. Châu Ngọc Thúy lại không hề đau lòng, còn không chịu bỏ qua, chúng ta đã sắp bị đuổi ra khỏi gia tộc rồi, ngay cả chỗ ở cũng chẳng còn. Cậu ta biết ở lại đây cũng chẳng kiếm chắc được gì, cho nên cậu ta lại rời đi khi con khó khăn nhất giống như 5 năm trước, cậu ta sẽ không trở lại nữa đâu. Những lời này như cái gai đâm vào tim Tần Thanh Tâm. Nếu chúng ta thật sự bị đuổi ra khỏi gia tộc, vậy sẽ chẳng còn gì nữa. Thanh Tâm, con nghe mẹ, con qua cầu xin ông nội cho con một cơ hội đi. Con cứ chấp nhận mọi điều kiện, chỉ cần không bị đuổi ra khỏi gia tộc là được rồi. Con đi nhanh đi, Châu Ngọc Thúy vừa khóc vừa đẩy Tần Thanh Tâm. Tim Tần Thanh Tâm như bị xé nát thành từng mảnh, đau đớn không muốn sống nữa. Cô tuyệt vọng nhìn Châu Ngọc Thúy, được, con đi cầu xin ông ta. Cầu xin ông ta tha cho mọi người, cho dù ông ta có bảo con chết, con cũng đồng ý. Cô nói xong liền đứng dậy, lao vào trong cơn mưa như chút nước. Chị Tần Y hô to một tiếng, đuổi theo. Nhưng Tần Y vừa muốn đuổi theo, đã bị Châu Ngọc Thúy giữ chặt cánh tay, đây là chuyện do nó gây ra, chỉ có nó qua cầu xin thì ông cụ mới có thể bỏ qua cho chúng ta. Cút! Tần Y cố vùng ra khỏi tay Châu Ngọc Thúy. Đây là lần đầu tiên cô ta nói với mẹ mình như vậy. Lúc cô ta đuổi theo ra ngoài thì làm gì còn thấy bóng dáng của Tần Thanh Tâm nữa. Trang viên nhà họ Tần. Một bóng người mảnh mai, xinh xắn đang quỳ ở trước cửa nhà cụ Tần. Mưa to chút xuống khiến cô ướt sũng từ lâu, cô chịu hết từng cơn gió rét thấu xương, nhưng lại chẳng là gì cả so với đau khổ trong lòng. Ông nội, xin ông cho cháu một cơ hội, chỉ cần ông không đuổi nhà chúng cháu ra khỏi gia tộc, cháu sẽ nghe theo ông hết. Tần Thanh Tâm vừa khóc vừa nói, nước mắt và mưa hòa lẫn vào nhau. Cô quỳ lâu trong mưa to gió lạnh. Cơ thể gầy yếu lảo đảo trực ngã. Nếu không phải nhờ có ý chí kiên cường, sợ rằng cô đã ngã xuống từ lâu rồi. Cụ Tần chỉ cách Tần Thanh Tâm một cánh cửa nhưng vẻ mặt vô cùng cương quyết, thậm chí không muốn trả lời tiếng nào. Bên cạnh phòng của ông cụ Tần chính là phòng của Tần Phi. Lúc này, có rất nhiều người dòng chính đang vây quanh anh ta, tất cả đều thờ ơ lạnh nhạt đứng xem. Cô gái này đúng là cố chấp. Vì cầu xin ông cụ tha cho mà quỳ gối trong cơn mưa to lâu như vậy. Cô ta đâu phải cố chấp mà không làm vậy không được. Rời khỏi nhà họ Tần, cô ta sẽ chẳng là gì cả.
xem ra lần này ông cụ giận thật rồi, muốn đuổi cả nhà cô ta ra khỏi nhà họ Tần. Đúng lúc này, cửa phòng cụ Tần đột nhiên mở ra, sau đó lại thấy quản gia đi ra cửa, trong tay cầm một tập tài liệu. Tần Thanh Tâm cũng nhìn bóng dáng kia, lại nghe quản gia đọc tập tài liệu, lệnh của chủ gia tộc số 7, qua cuộc họp gia tộc, các phòng ban công ty dưới trướng nhà họ Tần đều đồng ý đuổi cả nhà Tần Thanh Tâm ra khỏi gia tộc họ Tần, cũng xóa tên khỏi gia phả, thu lại nhà chính của nhà họ Tần, đặc biệt ban lệnh này. Ầm ầm ầm. Đột nhiên có mấy tia chớp xẹt qua chân trời, như muốn xé rách bầu trời, mưa rơi càng nặng hạt. Vừa rồi Tần Thanh Tâm còn ôm chút hy vọng cuối cùng, sau khi nghe được lệnh của chủ gia tộc thì lảo đảo, ngã khuỵu xuống đất. Đúng lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên cạnh cô. Lệnh của chủ gia tộc sao? Không ngờ ông nội thật sự đưa ra lệnh này, muốn đuổi nhà chúng tôi ra khỏi gia tộc. Tôi đã làm sai chuyện gì? Sao các người lại đối xử với tôi như vậy? Vì sao? Tần Thanh Tâm đờ người trong giây lát rồi gào lên như kẻ điên. Dương Thanh xuất hiện ở bên cạnh cô, toàn thân tỏa ra sát khí mãnh liệt. Từ sau khi rời khỏi biên giới phía Bắc, đây là lần đầu tiên anh muốn giết một người như vậy. Anh Thanh, em đi giết cả nhà họ Tần, Mã Siêu cũng xuất hiện ở phía sau Dương Thanh. Anh ta giận dữ bước tới, muốn lao vào phòng của cụ Tần. Đứng lại! Dương Thanh tức giận quát một tiếng, nước mưa theo tóc chảy xuống trán, khi đến đôi mắt đỏ ửng như máu kia lại không rõ là nước mưa hay nước mắt nữa. Tôi muốn tận mắt nhìn thấy, hôm nay nhà họ Tần đuổi người đi, ngày mai bọn họ phải cầu xin quay trở lại, giọng Dương Thanh vô cùng lạnh lẽo. Lúc này cả người Tần Thanh Tâm đã mềm nhũn. Dương Thanh nhẹ nhàng bế cô lên, biến mất trong trận mưa lớn. Dương Thanh vừa đi, một chiếc xe Audi A6 màu đen đỗ lại ở trước cổng lớn nhà họ Tần. Sau đó lại thấy hai người đàn ông đeo thẻ nhân viên của tập đoàn Nhạn Thanh từ trong xe vội vàng bước xuống. Cụ ơi, không xong rồi. Người của tập đoàn Nhạn Thanh tới. Một người là luật sư, một người là trưởng phòng pháp chế, một người vội vàng chạy vào phòng báo cáo với cụ Tần. Nghe vậy, cụ Tần hoảng loạn, vội đứng lên, nhanh mời vào. Lão ta vừa dứt lời, người ta đã tới. Xin chào. Cụ Tần chủ động bước tới, vẻ mặt nịnh nọt giơ hai tay ra. Nhưng hai người hoàn toàn không định bắt tay lão ta. Người đàn ông trung niên đeo thẻ trưởng phòng dùng mắt ra hiệu, luật sư bên cạnh lấy ra một thư từ luật sư, đưa cho cụ Tần. Đây là thư yêu cầu từ luật sư của tập đoàn Nhạn Thanh. Chủ tịch Tần mau chóng bồi thường như giao hẹn trên hợp đồng, bằng không cứ chờ lên tòa đi, trưởng phòng pháp chế lạnh lùng nói. Lúc này, những người khác trong nhà họ Tần đều đến, bọn họ vừa nghe vậy đều lo lắng. Trưởng phòng Vương, sau khi ký hợp đồng chúng ta còn chưa bắt đầu hợp tác, sao có thể vi phạm hợp đồng được, lúc này Tần Phi lấy hết can đảm hỏi. Câm miệng, cụ Tần tức giận quát Tần Phi. Cho dù nhà họ Tần không vi phạm hợp đồng, nhưng ở trước mặt tập đoàn Nhạn Thanh vẫn phải nhận. Trưởng phòng Vương lại không định bỏ qua cho Tần Phi, cười lạnh, cậu nghĩ tập đoàn Nhạn Thanh đang bắt nạt các người à? Trong lòng Tần Phi rất uất ức, anh ta cắn răng nói, chẳng lẽ không phải sao? Bốp! Cụ Tần tát vào mặt Tần Phi, tức giận nói, mày câm miệng lại cho ông. Chút giận xong, cụ Tần mới vội vàng nhìn trưởng phòng Vương nói, cháu tôi không hiểu chuyện, mong trưởng phòng Vương đừng chấp nhặt với nó. Thôi quên đi, để tôi nói rõ cho các người biết, tránh các người ra ngoài nói bậy. Trưởng phòng Vương cười lạnh, sau đó nhận lấy một bản hợp đồng do luật sư đưa qua. Ông ta lấy ra một tờ trong đó rồi chuyển cho cụ Tần nói, làm phiền chủ tịch Tần đọc nội dung điều khoản kèm theo cuối cùng ở trang này, cũng để cho người nhà họ Tần biết các người đã vi phạm điều khoản nào. Cho dù cụ Tần đã chấp nhận chuyện vi phạm hợp đồng nhưng vẫn không cam lòng, vội vàng nhận lấy tờ hợp đồng, tìm nội dung điều khoản cuối cùng và đọc ngay trước mặt mọi người. Sau khi thương lượng, trong thời hạn hợp tác, bên A phải chỉ định Tần Thanh Tâm làm người chịu trách nhiệm duy nhất cho lần hợp tác này. Khi nội dung này được đọc lên, mặt tất cả mọi người nhà họ Tần đều đờ đẫn. Ông cụ Tần rụng rời tay chân, ngồi phịch xuống sofa. Đúng rồi, sếp Lạc bảo tôi chuyển lời với cụ Tần là ác giả ác báo, trưởng phòng Vương lạnh lùng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.